chương 1640, Hoàng Triều vắng vẻ. Cổ viêm nguyên thần lại một lần nữa theo văn điển bên trong tỉnh lại mà ra. Cổ viêm đại nhân, cái này lôi viên tộc dài một gặp cổ viêm, vội vàng cung kính hành lễ, hiển nhiên, nó nhận biết cổ viêm. Viên lực, nhiều năm không thấy, cổ viêm nguyên thần cười nói, đúng vậy a, à, hơn một ngàn năm không thấy, đại nhân, này một ngàn nhiều năm đến cùng chuyện gì xảy ra ta phụ thân lại đi địa phương nào còn có, ngài, ngài làm sao chỉ còn lại một đạo tàn hồn, cái này Tiên Quốc Thiên Địa không gian làm sao so trước kia yếu đuối rất nhiều. Viên Lực nhìn về phía Cổ Viêm, hiển nhiên nó cũng có một bụng nghi vấn. Cổ Viêm nhìn qua Viên Sơn, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia áy náy, không biết nên nói thế nào. Theo sau hắn thở dài một tiếng, nói: "Ngươi phụ thân thế nào, chắc hẳn ngươi cũng đã cảm ứng được a?" À. Viên Lực nghe vậy, đôi mắt bên trong thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống, nó đột nhiên gào thét một tiếng, thanh âm tựa như cuồn cuộn lôi đình, bất quá tràn đầy một cỗ bi thương chi ý. Đúng vậy, sớm tại hơn một ngàn năm trước thời điểm hắn liền cảm ứng được, đáng tiếc, hắn không nguyện ý tin tưởng, chính mình phụ thân đã vẫn lạc. Tòa này lôi viên thành thị mấy vạn lôi viên, đều cảm nhận được tộc trưởng trong tiếng hô bi ý. Cổ viêm đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào hẳn là ngài vậy? Hồi lâu sau, viên lực khôi phục một chút tâm tình, mong chút cổ viêm cái này một sợi tàn hồn cũng kinh thanh suy đoán nói. Hơn một ngàn năm trước, ta cùng hắc long đế đại chiến, người phụ thân hiệp trợ tại ta, Chết tại trận kia đại chiến bên trong, mà ta cũng nguyên thần trọng thương, không thể không chuyển thế trùng sinh chữa trị nguyên thần, đây chỉ là ta một sợi điểm hồn. Cổ viêm thở dài nói, lão tổ, cái khác lôi viên nhóm cũng là bi thiết lên tiếng, từng cái toàn bộ quỳ trên mặt đất. Cổ viêm, người hải tộc ta, bây giờ đã người đều vẫn lạc, cái này tiên quốc thiên địa còn có thể trèo chống bao lâu. Viên lực trong lòng sinh ra một cỗ lệ khí, nhìn phía cổ viêm, không có trước đó tôn kính. Nó phổ thân đều vì cổ viêm chết trận nó nơi nào còn có cái gì tôn kính. Ta biết, ta có lỗi với người tộc, bất quá, hắn là ta tiên quốc người thừa kế, các người tuyệt đối sẽ không bởi vì thế giới này sụp đổ mà vẫn lạc. Cổ viêm thở dài, ngón tay hướng về phía mục phong. Hắn, liền hắn một cái thiên anh cảnh giới nhân tộc. Viên lực có chút khinh thường nhìn phía mục phong, theo sau ánh mắt cũng lạnh lẽo xuống dưới. Tiểu tử, người có thể mở ra thế giới này. Viên lực lạnh lùng hỏi, tiên quốc thế giới thế nhưng là cùng đồng dạng thế giới khác biệt, không gian kết giới kiên cố vô cùng, không giống đẳng cấp cường giả không được đánh vỡ, muốn rời khỏi thế giới này, chỉ có dựa vào truyền thường người. Không sai, Mục Phong gật đầu, người lập tức mở ra cái này tiên quốc thế giới, để cho chúng ta ra ngoài, không phải, ta lập tức giết ngươi. Viên lực lãnh đạm nói, trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ thú nguyên lực quét sạch mà ra, trực tiếp bao phủ cái này phương thiên địa. Nó là trong thế giới này mạnh nhất tiên thú, bây giờ, nó cũng có thể cảm ứng được, thế giới này ngay tại suy kiệt bên trong, có lẽ tiếp qua trăm ngàn năm, thế giới này liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó vô số sinh linh, nó tộc đàn đều sẽ vì đó chôn cùng. Thế nào, muốn động, mục thiên lạnh lùng nói, phần thiên châu bay ra, một cỗ đáng sợ kim sắc nham tương theo phần thiên châu bên trong quét sạch mà ra, hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ vần quanh tại mục thiên, mục phong trước người. Đây là, bát sai tiên hỏa, viên lực kiêng kỵ nhìn phía cái này ẩn chứa đáng sợ phần lực hỏa diễm đốt tương, đôi mắt bên trong lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Chúng ta tới, cũng không phải đến cùng các người đánh nhau, viên lực tộc trưởng, đã bây giờ ngươi biết tiên quốc thiên địa ngay tại suy kiệt, vậy ngươi phải biết ta phụ thân nếu là cùng ngươi ở chỗ này chiến đấu, chiến đấu hậu quả, sẽ chỉ ra tốc thế giới này suy kiệt a. À, Mục Phong bình tĩnh nói, hừ, ngươi muốn nói cái gì? Viên lực hừ lạnh một tiếng, cũng không có động thủ, nó biết Mục Phong thực sự nói thật. Ta muốn đem tộc nhân di chuyển tới này cái thế giới tạm thời ở lại một đoạn thế giới, các ngươi lôi viên tộc cắt nhường một nửa đất đai cấp chúng ta, không được tổn thương ta tộc nhân, làm trao đổi điều kiện, ta có thể ở cái thế giới này sụp đổ trước đó, đem các người tộc nhân đều đưa ra ngoài, người xem coi thế nào. Mục Phong thản nhiên nói, người muốn đem người tộc nhân di chuyển tới này cái thế giới. Lần này ngược lại là viên lực sửng sốt, thế giới này cũng sắp sụp đổ, Mục Phong lại còn muốn đem hắn tộc nhân đều di chuyển tới đây. Đương nhiên, cái này sụp đổ đối với Mục Phong tới nói cũng là một ngàn năm chuyện sau này, hắn tu đạo trăm năm đều không có, ngàn năm với hắn mà nói còn dài đằng đẵng mà lại viên lực cũng không biết mục phong bây giờ đứng trước dạng gì nguy cơ. Viên lực, ta có thể cam đoan mục phong hứa hẹn, sẽ không lừa các ngươi, thế giới này sụp đổ trước, ta sẽ để cho hắn đem ngươi tộc nhân đều sớm di chuyển ra ngoài, trả lại ngươi tộc tự do. Cổ viêm nói, có thể, nhân tộc tiểu tử, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, bất quá ngươi muốn thề, nếu là thế giới này hủy diệt trước ngươi không đem ta người đều thả ra, ta nhất định sẽ giết sạch ngươi di chuyển tiến đến tộc nhân. Viên lực lãnh đạm nói ta nguyện ý lấy tâm ma thể, vi phạm lời hứa, tu vi khó tiến. Mục Phong lập tức phát thể nói, hừ, về sau, kia cổ viêm tiên cung phương viên vạn dặm đại địa là người tộc, ta sẽ để cho ở mảnh này khu vực hoạt động tộc nhân đều triệu tập trở về, bất quá, một khu vực như vậy một chút cái khác tiên thú ta thế nhưng là mặc kệ. Viên lực hừ lạnh nói, tin tưởng Mục Phong, cùng hắn định ra cái này ước định. Mục Phong nghe vậy trong lòng trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cái này tiên quốc trong trời đất lôi viên tộc không tìm hắn tộc nhân phiền phức liền dễ làm. Về phần cái khác tiên thú, hắn phụ thân tự nhiên sẽ giúp hắn giải quyết hết. Mục Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía trên xuất hiện một cái 3 mét lớn nhỏ không gian vòng xoáy, hai cha con trực tiếp rời đi cái này tiên quốc thế giới bên trong. Thiên Phong hoàng triều, Thiên Phong hoàng triều thế lực lập tức thu tụ tụ tập trung châu thành, tại Tây phương đại lục nhân mã cũng đều rút về mà thiên phong hoàng triều thế lực thu nạp cũng là đưa tới cái khác mỗi loại đại thế lực chú ý. Lại tăng thêm kia nghe đồn, thiên phong hoàng triều mục phong, mục thiên phụ tử công nhiên đối kháng lên giới đại nhân, đã bị hạ tất sát lệnh, toàn bộ đại lục bản thổ thế lực thế cục lại trở nên hỗn loạn lên. Không ít thế lực tại thiên phong quân rút lui tây phương đại lục về sau lập tức bắt đầu tranh đoạt lên tây phương đại lục địa bàn, thế cục hỗn loạn tương bừng, sát phạt nổi lên bốn phía. Mà thiên phong hoàng triều, bây giờ càng là lòng người hoang mang rối loạn, Lúc đầu vừa quật khởi huy hoàng hoàng triều, bây giờ bởi vì đắc tội thượng giới tiên nhân đại thế lực, sẽ có tai họa ngập đầu. Rất nhiều Thiên Phong quân tướng sĩ thậm chí đều vụng trộm đào tẩu, rời khỏi Thiên Phong quân. Mà xem như Thiên Phong hoàng triều thành lập Thiên Phong học viện bên trong, bây giờ còn dám tại trong học viện tu hành, nguyện ý lưu tại trong học viện đệ tử, đạo sư cũng không đủ bốn vạn. Chín ngươi vạn Thiên Phong quân, ngoại trừ 18 vạn tu la tộc chiến sĩ bên ngoài bây giờ liền hết thảy chỉ còn lại có chừng 30 vạn người còn đi theo hoàng triều thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi lai, like, một lần quật khởi mạnh mẽ huy hoàng hoàng triều, trong nháy mắt vắng vẻ. Nơi nào có vạn thế không nhổ cơ nghiệp, nơi nào có làm bằng sắt bất động lòng người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1641, Thiên Phong di chuyển. Thiên Phong Hoàng cung bên trong, trường quân đội giữa sân. 30 vạn Thiên Phong quân, tu la chiến sĩ hội tụ, từng tia ánh mắt toàn bộ nhìn phía ngàn dai trước điện đạo thân ảnh kia. Mục Phong nhìn phía những người này, nói, bây giờ toàn bộ đại lục đều đang đồn nói, chúng ta thiên phong hoàng triều sẽ có tai họa ngập đầu, rất nhiều nhát gan loại người sợ phiền phức đều đã rời đi, có thể ta Mục Phong thật cao hứng, như thế nghịch thế phía dưới còn có nhiều người như vậy nguyện ý đi theo ta. Bệ hạ, chúng ta vốn là phổ thông tu sĩ, vào thiên phong quân, bệ hạ để chúng ta tu hành đại lục tốt nhất công pháp, cho chúng ta tài nguyên phong phú đãi ngộ, đái ngộ như vậy, trước kia chúng ta chưa từng có từng chiếm được, người mì chưa lên men chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm, đi người, đơn giản đều là một chút nịnh nọt, hạng người ham sống sợ chết, cho dù là tiên gia thế lực lại như thế nào, chúng ta nguyện cùng Hoàng Triều cùng tồn vong. Một tên thiên phong quân tướng lĩnh hét lớn, không sai, bệ hạ thành lập một cái trước nay chưa từng có khai sáng Hoàng Triều, trước kia chúng ta chu vũ tám châu thời điểm, có cái chỗ kia tu sĩ để mắt chúng ta chúng ta thành lập thiên phong Hoàng Triều, trở thành bá chủ, bệ hạ càng làm cho chu vũ tám châu khôi phục thành như hôm nay phong 18 châu, công truyền thiên hạ, ân trạch ngàn vạn tu sĩ, những này chúng ta đều ghi tạc trong lòng, như thế hoàng triều chúng ta đều không hộ ai lại chống lên cái này 18 châu. Lại có một tên tướng lĩnh lớn tiếng nói, chúng ta nguyện cùng thiên phong cùng tồn vong, 30 vạn tướng sĩ giống to, không nguyện ý gạt bỏ. Ha ha, tốt, ta mục phong, không có nhìn lầm người, 90 vạn thiên phong quân, đi 600 ngàn người, dù là đi 70 vạn, 80 vạn, chỉ cần còn có một người nguyện ý duy trì đi theo ta mục phong, ta mục phong liền không có uổng phí đa nghi máu. Người tới, đưa rượu lên, mục phong hét lớn, lập tức có hơn vạn tướng sĩ khiêng ra vạc rượu, cho chúng tướng sĩ đánh rượu, một người bưng lên một chén rượu. Mục cuồng, bạch tử dược, thác bạt thanh hải, chiến phong tất cả mọi người, 18 vạn tu la chiến sĩ, 30 vạn thiên phong quân, toàn bộ bưng lên một chén rượu. Mục phong cắt vỡ bàn tay, nhỏ máu nhập trong rượu, 30 vạn người nhao nhao bắt trước. Ta Mục Phong, đời này có thể được 30 vạn đồng bào, là ta may mắn vậy. Ta Mục Phong, có thể được 30 vạn huynh đệ, là ta may mắn vậy. Ta là các người quân vương, ta cũng là các người đồng bào huynh đệ, từ nay về sau, mặc kệ trời cao đất rộng, các huynh đệ, phong vũ đồng hành, cho dù là tiên, cho dù là ma, chỉ cần dám cản ta thiên phong huynh đệ đạo, giết. Mục phong quát to, theo sau đem huyết tử một uống mà xuống, bát rượu bịch một tiếng rơi đập trên mặt đất. Trời cao đất rộng phong vũ đồng hành, tiên cản giết tiên, ma cản giết ma. Mục cuồng dẫn đầu hét lớn, trời cao đất rộng phong vũ đồng hành, tiên cản giết tiên, ma cản giết ma. Theo sau 30 vạn người trăm miệng một lời, đem huyết tử uống vào, bát rượu bành bành đạp nát trên mặt đất. Đời này không muốn nhập thiên phong, đời sau còn làm tu la người. Huyết tử uống vào về sau, mục phong nhìn qua cái này hơn 300 ngàn người lại nói, không sai, thế nhân nói không sai, chúng ta thiên phong, đích thật là trêu chọc phải đại địch, là chúng ta trước mắt không cách nào chống lại đại địch. Bất quá Tam Mục Phong đã có an bài, hôm nay ở đây, tất cả nguyện ý đi theo Tam Mục Phong huynh đệ, cho các người ba ngày thời gian, đem các người người thân nhất đều triệu tập lại, chúng ta thiên phong, có thể muốn di chuyển rời cái này cái đại lục. Di chuyển rời cái này cái đại lục, cái này, bệ hạ, di chuyển đại lục, vậy chúng ta đi địa phương nào Bắc Hải, Nam Hải sao? Đúng vậy a à, bệ hạ, đây là có chuyện gì không cùng thiên phong cùng tồn vong sao? Tất cả mọi người nghị luận lên tiếng, phía dưới xôn xao một mảnh, hôm nay còn lưu tại nơi này người, trong lòng không thể nghi ngờ đều là đã chuẩn bị kỹ càng cùng thiên phong hoàng triều cùng chết sống chung thành người. Ta nói qua, địch nhân không phải chúng ta trước mắt có thể chống đỡ, ta mục phong có lẽ có thể đi thẳng một mạch, thế nhưng là, ta làm sao có thể vứt bỏ các ngươi, làm sao có thể vứt bỏ huynh đệ của ta, để các ngươi chết tại trong tay địch nhân. Ta, sẽ mang các ngươi đi một cái thế giới khác, một cái có thể so với tiên giới tu hành thế giới, Chỗ đó linh dược khắp nơi trên đất, năng lượng trong thiên địa đều là đẳng cấp cao hơn tiên linh chi khí, tạm thời rời đi đại lục, tương lai, chúng ta lông cánh đầy đủ, không sợ hết thải cường địch thời điểm lại quân lâm thiên hạ. Mục Phong tiếng nói nói xong, 30 vạn người đều là một mảnh rung động, muốn đi một cái có thể so với tiên giới thế giới. Tiên giới, đây chính là vô số tu sĩ người người hướng tới cuối cùng chỗ tu hành a, bệ hạ vậy mà có thể dẫn bọn hắn đi như thế một cái thế giới. Rất nhiều người nghe vậy ánh mắt một nháy mắt kích động chúng ta lần này rời đi, cũng không phải là một năm hai năm, có lẽ sẽ trăm ngàn năm sau mới trở về, cho nên tất cả mọi người mang tốt gia quyến của mình, làm tốt giữ bí mật điều lệnh, ba ngày sau lần nữa tập hợp nơi này, ta mang mọi người đi cái kia thế giới, sau này đồng sinh cộng tử, tổng treo trường sinh. Mục Phong cười nói, chúng ta thể chết cũng đi theo, 30 vạn người đều là tả nửa quỳ mà xuống, đồng thanh quát. Lần này tập hợp tán đi về sau, hơn 30 vạn các tướng sĩ cũng đều mỗi loại về quê hương của mình, gia tộc, có vợ con lão tiểu người, đều đem vợ con của mình tiếp đến thiên phong hoàng cung. Hơn 300.000 người mang nhà mang người, ba ngày sau đó, liền hội tụ không xuống hơn 140 vạn người. Mục phong mục tộc, tự nhiên cũng đều là cả tộc di chuyển. Tu la điện bên trong, một cái cự đại không gian vòng xoáy xuất hiện trong điện, lăng vân, thanh xí vân báo, thanh đồng miêu hoàng, còn có không ít tiên quốc thiên địa bên trong thu phục thiên anh hung thú chờ từng đám người vừa đi vừa về đưa đón nhập tiên quốc trong thiên địa những người này xuất hiện địa phương là cổ viêm đế sơn tiến vào thế giới này thời điểm thiên phong các tướng sĩ liền bị thế giới này tiên khí năng lượng rung động trời ạ à, cái này đây chính là trong truyền thuyết tiên cảnh sao cái này năng lượng là tiên khí ta hít một hơi luyện hóa năng lượng vậy mà có thể so với bình thường một nửa giờ ngồi xuống hấp thu năng lượng năng lượng thật là tinh khiết đều không cần quá mức luyện hóa liền có thể chuyển hóa thành nguyên lực ở chỗ này cho ta thời gian nửa năm ta nhất định có thể theo linh hải đỉnh phong đột phá đến thiên phách cảnh giới những này tiến vào tiên cảnh đám người, vẫn là thiên phong các tướng sĩ đều kích động nghị luận lên, đi vào cái này không biết mà để cho người ta ngạc nhiên thế giới. Dòng dã nửa ngày thời gian, cái này hơn một triệu người, bao quát mục tộc ở bên trong, đều toàn bộ di chuyển vào trong thế giới này. Theo sau mục phong lại thân kèm theo đầu, dẫn đầu hơn một triệu người đi vào cổ viêm đế sơn xuống tuyển một cái gò đất vực, khai thác tiên lâm, xây dựng thành thị, xây dựng lên gia viên mới. Tu sĩ hiệu suất làm việc không thể nghi ngờ là người bình thường vô số lần, bất quá ngắn ngủi thời gian nửa tháng, từng tòa cao lớn xây dựng san sát mà lên, từng đầu đường đi hội tụ hình thành. Một tòa có thể dung nạp hơn trăm vạn người cỡ trung thành thị rất nhanh hoàn thành. Mục Phong lại hiệu triệu thiên phong quân tại thành thị tại cao xây thành trì tường, trận pháp sư khác lên phòng ngự trận pháp, hình thành có thể cư trú, có thể phòng ngự một tòa thành trì. Tiên quốc thiên địa bên trong dù sao có thật nhiều cường đại hung thú, nhất định phải xây dựng lên thiết kế phòng ngự. Thành thị bên ngoài, mảng lớn thổ địa bị đường đất tu sĩ dùng thuật pháp khai khẩn mà ra, một thuộc tính tu sĩ gieo xuống linh cốc, dùng nguyên lực thúc đẩy sinh trưởng, mảng lớn có thể cung cấp dùng ăn linh cốc sinh trưởng, cung cấp hậu cần bảo hộ. Tu sĩ trước hết nhất xuất hiện, vốn cũng không chỉ là vì tranh sát, mà là vì chủng tộc gây giống cùng sinh tồn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1642, thượng giới đại quân. Sau 3 tháng, tiên quốc khắp mặt đất, thiên phong thành trên đường phố. Mục phong cùng thác bà Thanh Hải, mạc tam lang ba người đồng hành đi trên đường phố, nhìn qua ở trong thành an cư xuống tới thiên phong tướng sĩ người nhà nhóm, cùng mới phát phồn vinh, mục phong tâm tình cũng tốt đẹp. Nơi này tiên khí năng lượng tầm bổ dưới, theo thời gian trôi qua, thể chất của bọn hắn đều sẽ chậm rãi phát sinh biến hóa, sinh mệnh xuất hiện tiến hóa, nhiều năm về sau, nơi này nhân tộc cũng sẽ như là tiên giới cư dân, sinh mà kết đan, trời sinh tu sĩ, bất quá, cái này cần một cái thời gian dài rằng giặc tích lũy, khả năng cần trên trăm năm. Mục Phong nhìn qua trên đường một chút tùy ý đùa giỡn vui cười bọn nhỏ nói. Tu luyện chỗ cao thật sự là có được quỷ thần khó lường uy năng a, vậy mà có thể tại trong cơ thể mở ra một cái thế giới như vậy, thủ đoạn thật có thể xưng được là khai thiên tích địa. Thác bà Thanh Hải cũng không khỏi được thở dài, nhân thể vốn là thiên địa đản sinh ra thần kỳ nhất thể chất, không bàn mà hợp vũ trụ đường lớn, tu sĩ chúng ta cũng chính là tại mượn nhờ thiên địa vũ trụ chi đạo, tu hành chính mình thiên địa chi đạo. Mục Phong cười nói, bệ hạ, ta nhìn có thể đem thiên phong học viện ở chỗ này cũng được đứng lên, đem những hài tử này từ nhỏ bồi dưỡng, tương lai, bọn hắn sẽ là chúng ta mạnh nhất hữu lực, không ngừng bổ sung sinh lực quân, thành phần chính, máu mới. Mạc Tam Lang đề nghị nói, ừm, um, thành lập hoàn thiện tu hành giáo dục cơ cấu đây là nhất định, dù sao những người này đều là những cái kia nguyện ý đi theo chúng ta xuất sinh như chết thiên phong tướng sĩ hậu đại, không thể bạc đãi bọn hắn, việc này liền giao cho ngươi đi hoàn thiện đi còn có trong thế giới này giống loài rất phong phú hung thú đông đảo tận lực nhiều bồi dưỡng một chút tu la tộc nhân tu la huyết mạch dù sao cao hơn phổ thông nhân tộc huyết mạch mục phong phân phó nói mạc tam lang gật đầu mục huynh ngươi dự định lúc nào rời đi đại lục thác bạc thanh hải lại hỏi liền trong khoảng thời gian này đi ngoại giới thu xếp tốt cũng không thích hợp tiếp tục ở lại thanh hải người đem nguyện ý đi theo chúng ta tu hành thiên phong học viện các đệ tử cũng hiệu triệu bắt đầu nếu có nguyện ý cũng cùng nhau nhận được trong thế giới này tới đi. Mục Phong phân phó nói, đã đang chuẩn bị an bài rời đi sự tình. Cổ tiên thành bên trong, một ngày này, trên bầu trời lại nứt ra một đạo cự đại không gian khe hở, mấy đạo thân ảnh theo trong vết nứt không gian xuống tới, thình lình cũng là từng vị tiên cảnh cường giả. Trong phủ thành chủ, Mạc Nha dẫn người nghinh đón đám người này. Ngụy Khôn Huynh, người cũng tới. Mạc Nha sừng sốt nhìn qua cái này bạch y nam tử nói. Người này một thân đạo bào màu trắng, hai con người sán như tinh thần, khuôn mặt anh Tuấn, cũng có một cỗ đường lớn chi lực áp chế ở thân thể của hắn. Mạc Nha Huynh, tu la huyết ma tình huống bây giờ như thế nào tiên đế bệ hạ phi thường trọng thị chuyện này, phái ta hộ tống tiên khí la thiên trung hạ giới, nhất định phải diệt trừ cỗ này tu la huyết ma tại đại lục ở bên trên thế lực, không thể nguy hại đến cái này đại lục. Bạch Bào Nam Tử nói, người này tên Ngụy Khôn, cũng là lưu vũ tiên đế tọa hạ quân vương. Ai, nhưng bệ hạ mất thể diện, ở chỗ này ta không cách nào thi triển ra tu vi, vậy mà nhường một cái nhị kiếp tiên cảnh tiểu tử bằng vào tiên khí tiên hỏa áp chế, còn cần ngụy khôn huynh xuất động, kia tu la huyết ma có đầu rút cổ tại vạn tượng vực một góc, bây giờ còn không biết đạo cụ thể tình huống như thế nào, bất quá người mang đến la thiên trung, ta liền có thể đối phó tiểu tử kia vạn cổ kim lưu viêm, triệt để diệt tuyệt cỗ này tu la huyết ma. Mạc nha quân vương âm thanh lạnh lùng nói, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng xử lý đi, cái này dù sao cũng là bệ hạ đản sinh quê quán, tuyệt đối không cho phép tu la huyết ma dạng này u ác tính tồn tại hủy diệt cái này đại lục, bệ hạ đối với nơi này là cao độ coi trọng. Ngụy Khôn nói, ừm, um, ta lập tức triệu tập những cái kia hạ giới tiên gia thế lực nhóm, để bọn hắn cùng một chỗ giúp bọn ta diệt cỗ này tu la huyết ma. Mạc Nha lãnh đạm nói, rất nhanh, Mạc Nha liền phái người liên hệ những cái kia hạ giới tiên gia thế lực nhóm, những cái kia tiên gia thế lực nhóm tự nhiên không dám vi phạm lưu vũ tiên cùng ý chí, nhao nhao hưởng ứng. Không lâu sau đó, một cỗ từ hơn vạn thiên anh cảnh giới cường giả, mấy trăm vị kiếp tiên đại năng hội tụ thế lực trùng trùng điệp điệp chạy về thiên phong 18 châu, trung châu phương hướng. Mà thượng giới tiên nhân đại quân thế lực muốn diệt diệt thiên phong hoàng triều tin tức đã sớm tại đại lục truyền ra, bây giờ, toàn bộ đại lục đều chú ý tới thiên phong hoàng triều động tính. Sư phụ, thượng giới đã hội tụ một cái đáng sợ quy mô đại quân chạy về thiên phong 18 châu, theo tình báo, đối phương không dưới vạn tên thiên anh cảnh giới cường giả, còn có trên trăm vị kiếp tiên người, Tiểu Cửu bọn hắn gặp nguy hiểm. Vạn Tượng Tông, Thanh Ly Tử nghe xong Viêm vô Tông chủ báo cáo về sau, trong lòng cũng là trùng điệp thở dài. "Tiểu Cửu a, lần đại kiếp nạn này, chỉ có thể toàn bộ nhờ ngươi chính mình, sư phụ là không giúp được ngươi bận rộn." Thanh Ly Tử thở dài một tiếng, cả người phảng phất lại già nua mấy tuổi. Mấy vị khác sư huynh đệ trên mặt cũng là lộ ra vẻ bi thương. Hơn vạn thiên anh cảnh giới cường giả, mấy trăm kiếp thiên người, đáng sợ như vậy một cỗ thế lực đủ để san bằng toàn bộ đại lục mà cái này chính là thượng giới kia lưu vũ tiên cung thống ngự phương này đại lục thế giới vị diện đáng sợ thế lực có được năng lượng sao ha 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 mục phong a à mục phong lần này người thiên phong hoàng triều còn bất diệt thiên hàn tông đoạn thiên nhai biết được tình báo sau cười to lên trong lòng biểu đạt một ngụm biệt khuất tức giận ta nói qua tiểu tử kia đã dám diệt quang minh thánh giáo dám chọc bạch vũ tộc tất nhiên sẽ nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới hàn trình ngồi ở phía trên từ tốn nói đáng tiếc không thể tự tay giết hắn vì ta tiểu muội báo thù. Hàn Trình đôi mắt bên trong lãnh mang chấp động, toát ra vẻ cừu hận. Tổ sư, cái này quang minh thánh giáo phía sau thế lực thật khủng bố như vậy sao? Đoạn thiên nhai lấy lại tinh thần, theo sau hỏi, không phải kinh khủng, mà là tuyệt đối không thể gây a. À. Hàn Trình thở dài một tiếng, nói, Lưu Vũ Tiên Cung đã là một tôn quái vật khổng lồ, bất quá, cùng uy chấn bắc tiên hải bạch vũ tộc so sánh, đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới a. À, tiên cảnh cường giả, nhiều vô số kể, chúng ta thượng giới tiên tông cùng bạch vũ thi đấu trong tộc bắt đầu, cũng chỉ là một con run dế. Tiên cảnh cường giả, nhiều vô số kể, câu nói này vẫn là đem đoạn thiên nhai rung động đến. Mà tại đại lục, tiên cảnh cường giả vẫn là thần thoại đồng dạng thưa thớt. Kia tu la huyết ma đây này kia lưu vũ tiên cung chân chính đối phó mục phong nguyên nhân, là bởi vì hắn là cái gì tu la huyết ma nguyên nhân a à. Đoạn thiên nhai lại nói, tu la huyết ma, hàn trình nghe vậy, đôi mắt bên trong vậy mà cũng hiện lên một tia sợ hãi cùng kiêng kỵ thần sắc đây là bắc tiên hải hiện tại một cái cấm kỵ đã từng thế lực không kém bạch vô tộc ngắn ngủi thời gian ngàn năm liền hùng bá tiên giới một phương đáng sợ đại tộc bất quá bây giờ cái này tu la huyết ma đã thành qua phố lão thử cái nào thế lực dám cùng tu la huyết ma dính dáng nhất định sẽ không có kết quả tử tế hàn trình nói tựa hồ nhớ lại cái gì lại không nguyện ý nhớ tới đoạn thiên nhai cũng không có hỏi nhiều bất quá hắn mừng rỡ đánh chó mù đường lập tức mang theo thiên hàn tông người cùng nhau chạy về thiên phong 18 châu. Không chỉ là bọn hắn thiên hàn tông, toàn bộ đại lục tiêu điểm đều hội tụ tại thiên phong 18 châu. Thiên phong Hoàng Triều, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1643, Hủy Diệt Trung Châu Trung Châu thành trên không, Minh Mông Đung đưa thượng giới đại quân phá không mà đến, dáng lâm tại toàn bộ Trung Châu thành trợ trên không, nhìn qua cái này Minh Mông vô bờ, minh mông thành thị, vô số linh thức tại trong thành thị tùy ý tìm hiểu. Đại nhân, đây chính là thiên phong hoàng triều hoàng cung thành. Một tên kiếp tiên một mực giám thị thiên phong hoàng triều kiếp tiên người nói. Trước đây không lâu, nơi này đã từng hội tụ qua rất nhiều tu la huyết ma dương nghiệt, tựa hồ tại mở cái gì trọng đại hội nghị, bất quá người cũng trên cơ bản chỉ có vào chứ không có ra, không hề rời đi nơi này. Mặc nhà quân vương nghe vậy minh mông nguyên thần tiên niệm phóng thích mà ra, quét dò xét thiên phong hoàng thành, bất quá, Tại trong hoàng thành lại là không có phát hiện một người tung tích, toàn bộ hoàng thành trống rỗng. Chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói lấy Thiên Phong hoàng triều người chỉ có vào chứ không có ra sao hiện tại người đâu? Mặc Nha Quân vương sắc mặt lạnh lẽo, quát hỏi: "Cái này kiếp tiên vội vàng dùng linh thức dò xét, bất quá theo sau sắc mặt cũng là biến đổi, cái này Thiên Phong trong hoàng thành, bây giờ quả nhiên không có bất kỳ ai." "Cái này, cái này thuộc hạ cũng không hiểu rõ, trước đây không lâu còn trông thấy có người ra vào a." Cái này kiếp tiên vội vàng quỳ xuống run giọng nói, dù sao có một thiên cái kia cầm trong tay lợi hại tiên khí, giết hơn người vị kiếp tiên kinh khủng tồn tại, hắn cũng không dám tiến vào thiên phong trong hoàng thành giám thị. Phế vật, mặc nha quân vương sắc mặt âm trầm, chẳng lẽ đối phương đã sớm đạt được tin tức, vụng trộm rút lui. Ngụy khôn cao mày nói, ta không tin, nhiều người như vậy có thể rút lui đi nơi nào, người tới, lục soát cho ta toàn bộ thiên phong 18 châu, phát hiện tu la huyết ma, giết chết bất luận tội. Mạc Nha Quân vương lạnh lùng nói: "Vâng, trên trăm vị kiếp tiên người nghe vậy hướng tứ phương phá không mà đi, mang theo đông đảo thiên anh cảnh giới cường giả bắt đầu ở toàn bộ Thiên Phong 18 châu phạm vi dò xét." Thiên Phong Hoàng thành, Mạc Nha nhìn phía cung điện san sát, lâu vũ ngàn tòa nhà Thiên Phong Hoàng thành. Trong tay hắn, một cỗ đáng sợ màu đen tiên nguyên lực hội tụ, cái này tiên nguyên lực, cùng cái khác kiếp tiên tiên nguyên lực khác biệt, không có một chút tạp chất, thuần túy tiên nguyên lực, ẩn chứa kinh người lực phá hoại tiên nguyên lực trong tay hắn ngưng tụ thành một đoàn màu đen cầu thể, tiện tay ném đi, cái này tiên nguyên sóng năng lượng biến thành một đạo màu đen lưu quang xung kích hướng về phía phía dưới thiên phong hoàng thành. Hô hô, cái này màu đen lưu quang trong nháy mắt bành trướng, biến thành đường kính ngàn mét đáng sợ sóng ánh sáng, tựa như một đạo thiên thạch từ trên trời giáng xuống rơi vào thiên phong hoàng triều bên trong. Ầm ầm, đáng sợ năng lượng trong nháy mắt chợt nổ tung, một cỗ đáng sợ xung kích bạo tạc uy lực quét sạch toàn bộ thiên phong hoàng thành, cung điện, xây dựng, lầu các, tại bảo tạc bên trong một nháy mắt phi hôi yên diệt bảo tạc xung kích quét sạch phạm vi trăm dặm không gian nổ tung ra từng đạo vết nứt không gian chung quanh đại địa chấn động vỡ vụn nứt ra sâu không thấy đáy rãnh toàn bộ thiên phong hoàng thành biến thành một cái hố to mà hoàng thành ngạnh sinh sinh biến mất trên mặt đất mà trung châu đại địa đều là một mảnh chấn động ngàn dặm địa chấn vô số người hãi nhiên nhìn qua thiên phong hoàng triều phương hướng dâng lên một cỗ màu đen trùng thiên mây hình nấm rất nhanh bất quá một canh giờ thời gian những cái kia đi châu thành khác kiếp tiên trở về. Hồi đại nhân, Thanh Châu chưa tìm kiếm đến tu la huyết ma tung tích. Đông Châu chưa tìm kiếm đến tu la huyết ma tung tích. U Châu chưa tìm kiếm đến tu la huyết ma tung tích. Giang Châu, từng người từng người kiếp tiên đến báo, 18 châu đều không có tu la tộc tung tích, toàn bộ phàm giới tu la tộc, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Tu la huyết ma, mục phong, mặc nhà quân vương nghe xong báo cáo về sau sắc mặt càng phát ra khó coi mãi mới chờ đến lúc tới có thể đối phó mục thiên vạn cổ kim lưu viêm tiên khí bây giờ toàn bộ tu la tộc lại là lại như đồng nhân ở giữa bốc hơi một ngụm lửa giấu ở lồng ngực không cách nào phát tiết mà ra mặc nha quân vương nhìn phía trung châu đại địa tiên niệm bao trùm ngàn dặm lạnh lùng thanh âm vang lên bản tọa mặc nha tiên quân đến hạ giới bắt thiên phong hoàng triều huyết ma ai ngờ đạo thiên phong hoàng triều dư nghiệt hạ lạc đến báo bản tọa có trọng thưởng đạo thanh âm này tựa như một đạo thiên âm quanh quẩn tại toàn bộ Trung Châu thành ngàn dặm đại địa, quanh quẩn tại ức vạn nhân tộc trong óc, tiếng vọng bên tai. Mặc nha tiên quân bắt thiên phong hoàng triều huyết ma, những người này từng cái trợn mắt hốc mồm, chưa có lấy lại tinh thần đến, cũng không có người đáp lại mặc nha quân vương. Mặc nha quân vương lại hỏi một lần, kết quả vẫn là không người trả lời. Ghê tởm, không ai biết không vẫn là bao che không nói. Mặc nha tiên quân đôi mắt bên trong lộ ra đáng sợ sát cơ. Người tới, diệt cho ta Trung Châu, từng bước từng bước Châu Thành hỏi, nếu không có trả lời, trực tiếp diệt bầy kiến cỏ này. Mặc nhà quân vương gào thét hạ lệch, hắn là thật tức giận. Lập tức, trên trăm vị kiếp tiên người trong cơ thể phun trào ra đáng sợ tiên nguyên lực, trực tiếp bao trùm toàn bộ Trung Châu Thành phía trên, ngàn dặm đại địa, thiên địa biến sắc. Đáng sợ năng lượng uy áp quét sạch đại địa, tạo thành một cỗ cụ phong gào thét tại đại địa phía trên. A, à, có phàm nhân bị cụ phong quét sạch mà lên, phòng ốc, cây cối, từng cây bị nhổ tận gốc, Ngàn dặm đại địa, ngày tận thế tới đồng dạng hình dạng. Vô số tu sĩ, nhân tộc kinh hãi ngẩng đầu nhìn bầu trời, kia bao trùm đáng sợ năng lượng. Hắn, bọn hắn muốn làm gì? Một vị thiên phách cảnh giới cường giả kinh hãi nói, càng nhiều phàm nhân hoảng sợ trốn ở trong nhà, ôm nhau cùng một chỗ, tại cái này đáng sợ uy áp xuống run lẩy bẩy. Oanh, 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 suốt cục, một cỗ đáng sợ năng lượng xung kích mà xuống, phát thiết tại đại địa phía trên. Ầm ầm, đại địa bạo tạc vỡ ra, Gian phòng xây dựng vỡ vụn, sơn phong sụp đổ, trăm mét rộng lao nhanh dòng sông gào thét theo sau bị hong khô, hỏa sơn bạo tạc, nham tương phóng lên tận trời, đại địa chấn động kịch liệt vỡ vụn, trên bầu trời lôi đình gào thét, ngàn dặm đại địa bạo tạc mà lên. Vô số sinh linh thúc thít, vô số phàm nhân hò hét. Không, một tên thiên phách cảnh giới vương giả gào lên đau xót, bị tiên nguyên lực trùng kích vào, thân thể cũng bạo tạc vỡ vụn, tu luyện mấy trăm năm hắn, tại loại này hủy thiên diệt địa uy năng phía dưới không có nửa điểm biện pháp. Vì cái gì, vô số tu sĩ điên cuồng hò hét, thúc thít, theo sau bao phủ tại bộc phát năng lượng bên trong. Nương, cha, trong phòng, một nhà ba người ôm nhau núp ở xó xỉnh bên trong, hai từ kêu khóc, phụ mẫu cũng là run lẩy bẩy, ôm thật chặt hai tử, đôi mắt bên trong đều là hoảng sợ. Theo sau, một cỗ đáng sợ năng lượng cuốn tới, phòng ốc oanh sập, năng lượng cuốn lên một khối vạn cân cự thạch rơi đánh tới hướng một nhà ba người. Đại địa vỡ vụn, lõm đáng sợ nham tương theo đại địa tuôn ra, vô số người bị biển lửa, nham tương thôn phệ. Ngàn dặm đại địa, một nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục, biển lửa mạn thiên, hơn trăm triệu nhân tộc, trăm vạn tu sĩ, vô số sinh linh, trong chấp nhoáng này biến thành phi hôi yên diệt, phương viên vạn dặm chấn động, đại địa run rẩy. Cái gì gọi là tiên, lực có thể thông thiên, rời núi lấp biển có được hủy thiên diệt địa uy năng người là vì tiên. Đường kính ngàn dặm đại địa, mấy trăm vạn cây số vuông, biến thành biển lửa, phế tích, một phiến đất hoang vu, bề sâu chừng ngàn trượng thâm uyên răng đầy, đây là cực kỳ tàn ác đồ sát. Tu vi càng cao, sinh mệnh cảnh giới càng cao, đối cấp thấp sinh mệnh liền càng phát ra lạnh lùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1644, nơi thị phi. Như vậy cũng tốt so với chúng ta tại dẫm đạp một bầy kiến hôi, hủy diệt tổ kiến thời điểm lại sẽ có lòng thương hại. Kia tại tiên trong mắt, người mạnh hơn trong mắt, phàm nhân, cùng sâu kiến lại có bao nhiêu lớn khác nhau đâu mặc nha có thể hay không quá lửa chút cái này dù sao cũng là tiên đế bệ hạ đản sinh đại lục ngụy khôn nhíu mày nói nếu là không bắt được những này tu la huyết ma truyền ra ngoài đối với chúng ta ảnh hưởng sẽ càng lớn nơi này chỉ là đại lục một vực chỉ cần không phải hủy diệt đại lục bệ hạ sẽ lý giải chúng ta mặc nha quân vương lạnh lùng nói ngụy khôn cũng không nhiều khuyên đã có mặc nha gánh chịu trách nhiệm hắn bận tâm cái gì hắn cũng không phải cái này đại lục người Đối cái này đại lục phàm nhân càng không có cái gì lòng thương hại. Theo sau, Thiên Phong cái khác đại châu, Thành châu, U châu, Giang châu 18 đại châu cũng đều lần lượt gặp phải hủy diệt tính đả kích, 18 châu thành, biến thành một mảnh tử vực, nhân gian luyện ngục, mấy trăm triệu nhân tộc, vô số tu sĩ chôn cùng. Những này tiên nhân tàn nhẫn vô tình, không đem người coi thành chuyện gì to tát, thật đúng là chấn nhiếp đến cái khác tới đại lục thế lực, trong lòng lưu lại ma diệt không đi rung động mà lần này sự kiện tại lịch sử đại lục bên trên bị thành xưng là 18 châu đồ. Bất quá, cho dù là hủy diệt 18 châu, giết vô số người, Mạc Nha vẫn không có tìm tới mục phong đám người hạ lạc. Đại nhân, thuộc hạ có cái đề nghị, mà lúc này, Ngưu nghĩa đối Mạc Nha quân vương nói. Nói, Mạc Nha sắc mặt băng lãnh, vạn tượng tiên tông, Ngưu nghĩa híp mắt nói, theo ta trước kia điều tra, cái này mục phong thế nhưng là vạn tượng tiên tông xuống tông đệ tử, hắn cùng xuống tông tất nhiên có tình cảm, lại là hoàng cực một mạch thân truyền, cùng lão sư của hắn, cùng hoàng cực một mạch tất nhiên có tình cảm, chúng ta đại khái có thể đi vạn tượng tông tìm xem nhìn, coi như không có người, cũng có thể đem hắn sư phụ bằng hữu những này bắt lại, bức tiểu tử kia hiện thân. Mạc Nha Quân Vương nghe vậy ánh mắt sáng lên, cái này đích xác là một ý kiến hay. Đi, Vạn Tượng Tông." Mạc Nha Quân Vương âm thanh lạnh lùng nói, một đám người kia tùy theo theo thiên phong 18 châu phá không mà đi. Mà Mục Phong tự nhiên đã sớm rời đi thiên phong 18 châu. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới mặc nha quân vương sẽ như thế phát rổ đại quy mô đổ sát. Ma linh đảo, bao la 10 vạn dặm địa vực, ma linh đảo bên trên đản sinh thiên địa linh khí cũng là ma khí cỗ nhiều. Cái gọi là ma khí, cũng chỉ là năng lượng thiên địa bên trong một loại, bất quá loại này năng lượng tương đối cuồng bạo, không dễ dàng luyện hóa, mà lại dễ dàng để cho người ta tổ hỏa nhập ma, được xưng là ma khí. Ma tu người phần lớn tính khí nóng này, cùng cũng tu luyện ma khí có quan hệ. Ma linh đảo, thiên ma thành, thiên ma tông tông chỉ chi địa. Trên đường cái, người đến người đi, một tên người mặc màu đen bàn long bào thanh niên tóc bạc, cùng một tên màu đỏ sậm tóc dài, màu đen váy áo nữ tử kết bạn đi trên đường. Nam Anh Tuấn, nữ Mỹ Mạo, hai người tựa như một đôi thần tiên quyến lữ, nhưng không ít người liên tiếp quay đầu. Tỷ, người thật không cùng ta cùng rời đi sao? Mục Phong cau mày nói, hắn tới đây, chính là muốn tiếp Mục Linh Nhi cùng đi. Bây giờ thế giới này, ngoại trừ phụ mẫu đại bá bọn hắn, Ai là mục phong người quan tâm nhất, không thể nghi ngờ chính là tỷ tỷ mục linh nhi. Không được, tông chủ sư huynh đột phá kiếp tiên, ta đã đáp ứng sư tôn cùng hắn cùng nhau phi thăng ma tiên vực. Mục linh nhi lắc đầu nói, nàng cầm mục phong tay dừng bước cười nói, bây giờ ngươi thế nhưng là đã siêu việt tỷ tỷ, không cần ta bảo vệ nữa nha, tỷ cũng không thể đi theo bên cạnh ngươi kéo ngươi chân sau. Mục phong nghe vậy hốc mắt hơi chát chát, giang hai cánh tay ôm thật chặt mục linh nhi, từ nhỏ đến lớn, linh nhi tỷ liền bảo vệ cho hắn quá nhiều mà hắn lại vì Linh Nhi tỷ làm bao nhiêu. Tỷ, thế nhưng là ta không nỡ bỏ ngươi, thanh niên thấp giọng nói, trong hốc mắt một vòng nóng vết chảy xuôi nhỏ tại trên vai của nàng. Mục Linh Nhi cười dùng tay lau sạch sẽ mục phong trên gương mặt nước mắt, nói thiết huyết Nam Nhi đổ máu không đổ lệ đâu, yên tâm đi, tỷ tỷ cũng sẽ cố gắng, về sau ta muốn so ngươi càng cường đại, bảo hộ lấy ngươi. Vậy ta liền so tỷ càng cố gắng, vĩnh viễn bảo hộ tỷ, không cho tỷ bảo hộ cơ hội của ta. Mục Phong cười nói, thánh nữ, mà lúc này, một thân ảnh phá không mà đến, rơi vào trên đường, đối mục Linh Nhi cung kính thi lễ. Chuyện gì, khởi bẩm thánh nữ, lão tổ xin thánh nữ cùng mục hoàng hồi cung một lần. Người này cung kính nói, sư tôn gọi chúng ta, mục Linh Nhi hơi nghi hoặc một chút nhìn phía mục phong. Nếu là tiền bối lão nhân ra ông ta cho mời, chúng ta liền đi qua xem một chút đi. Mục Phong cười nói, Mục Linh Nhi gật đầu, theo sau mang theo Mục Phong đi sư tôn của nàng ở lại thiên ma trong điện. Thiên ma điện bên trong, một bộ hắc bào lão nhân tóc trắng đang ngồi trong điện, mục phong mục linh nhi nhập điện, đi vào điện phía dưới bái kiến. Sư tôn, người gọi chúng ta làm gì? Bái kiến tiền bối, mục phong cũng cúi người hành lễ. Thiên ma sắc mặt lão nhân nhìn phía mục phong, có chút lạnh lùng. Mục phong, người mau rời đi chúng ta thiên ma tông đi, người thiên phong hoàng triều xảy ra chuyện, người tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ liên lụy chúng ta thiên ma tông. Thiên ma lão nhân lãnh đạm nói thiên phong hoàng triều xảy ra chuyện là mặc nha tiên quân dẫn người đi ta thiên phong hoàng thành đi. Mục phong bình tĩnh nói, mặc nha tiên quân sẽ đi tìm hắn, hắn tự nhiên dự liệu được, không phải rút lui người khô cái gì. Không sai, người thiên phong 18 châu đã hủy, ức vạn sinh linh đồ thán, mà hết thảy này, đều là bởi vì ngươi liên lụy nguyên nhân. Thiên ma lão nhân lạnh lùng nói, thiên phong 18 châu hủy, tiền bối, đây là ý gì? Mục phong sắc mặt trầm xuống, không có minh bạch trong đó chi ý, theo ta tông thám tử báo, đám kia tiên nhân thế lực không có phát hiện ngươi người tung tích, lửa giận phía dưới trực tiếp phát tiết hướng về phía 18 châu, 18 châu thành hủy diệt, bây giờ toàn bộ 18 châu đã thành một mảnh sinh linh đồ thán chi địa, không người còn sống. Mục Phong nghe vậy đôi mắt trợn trừng, 18 châu trực tiếp bị hủy. Trong lòng của hắn trong nháy mắt lập tức mộng, ức vạn sinh linh đồ thán, chẳng lẽ mặc Nha tiên quân trực tiếp đem 18 châu hủy diệt? Không, không có khả năng, Tiền Bối, ngươi Người gạt ta có phải hay không, ta người đã sớm rút lui 18 châu, 18 châu làm sao có thể sẽ còn bị liên lụy. Mục Phong kinh ngạc nói, sau đó là gầm nhẹ bắt đầu, không nguyện ý tin tưởng. Hư, người không tin người chính mình đi xem một chút liền biết, người tạo cái gì nhiệt, mấy trăm triệu nhân tộc, nói không có liền không có, mời ngươi mau rời đi chúng ta ma linh đảo. Thiên ma lão nhân hừ lạnh một tiếng, Mục Phong bước chân có chút lảo đảo, theo sau gào thét ra thiên ma điện, phá không bay đi. Tiểu Phong mục linh nhi đuổi theo cũng là bị thiên ma lão nhân cầm cố lại thân thể linh nhi không nên cùng chuyện của hắn nhiễm phải quan hệ thế nào ta ngày mai liền phi thăng đều lúc ngươi cùng ta cùng rời đi đại lục không phải ngươi quan hệ với hắn tất nhiên bị liên lụy thiên ma lão nhân nói lão ra hỏa thả ta ra cái gì không muốn nhiễm phải quan hệ hắn nhưng là đệ đệ của ta a à, ngươi thả ta ra mục linh nhi gào thét muốn tránh thoát bất quá bị thiên ma lão nhân một trưởng vỗ tại linh đài chấn choáng linh hồn đại lục đã thành một cái nơi thị phi, nên rời đi. Thiên ma lão nhân thở dài, là thời điểm chuẩn bị rời đi vị diện này đại lục, những năm này đại lục phát sinh sự tình nhiều lắm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1645, nên có cách làm. Trung Châu Đại Địa, nguyên bản màu mỡ thành thị bây giờ đã trở thành một mảnh cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, mặt đất cao thấp xen vào nhau, hố sâu, hẻm núi, khe hở tung hoành, rất nhiều khu vực, còn có trong lòng đất cực nóng nham tương theo khắp mặt đất phun trào, khói đen cuồn cuộn, đã từng thành thị, đám người, đã biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí liền một cái sinh mệnh đều không có. Thanh niên nhìn qua cái này một mảnh đầy dẫy thương di đại địa không biết làm sao. Toàn bộ Trung Châu Thành, trực tiếp hết rồi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thanh niên ngửa mặt lên trời gào thét lên tiếng, trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên lực quét sạch phun trào dùng ra, trong tiếng gào tất cả đều là phẫn nộ, lửa giận theo sau hắn bay về phía Thanh Châu Thành, Mục Châu Thành, Giang Châu Thành, đều là đồng dạng một bộ nhân gian luyện ngục tràng cảnh. Oanh, Mục Phong lập tức quỳ trên mặt đất, quỳ gối phê thích bên trong, nước mắt im ắng theo hắn trong hốc mắt tuột xuống, hắn khóc không ra tiếng, ái náy, khổ sở, phẫn nộ, tràn ngập tại lồng ngực. Lưu Vũ Tiên Cung, Mạc Nha, Mục Phong gào thét, hai con người đều trở nên xích hồng. Cung ác, thật là lòng dạ độc ác, vì bắt hắn, vậy mà không để ý ức vạn thương sinh, trực tiếp hủy diệt 18 châu thành, không biết bao nhiêu người vì đó vẫn lạc. Mặc nha, mặc nha, ta mục phong đời này không giết ngươi, thề không làm người. Mục phong gầm thét lên, thanh âm quanh quẩn tại này nhân gian luyện ngục trên không. Bạch, mà lúc này, bầu trời, một đạo lưu quang nhanh như tên bắn mà vụt qua, linh thức quét mỏ về đại địa, phát hiện mục phong thân ảnh. Mục sư đệ, người này phát hiện mục phong thân ảnh, hạ xuống. Mục phong nhìn phía người này, người này không phải người khác, chính là văn nhân khiếu. Mục sư đệ, ngươi làm sao còn dám lưu tại nơi này đi nhanh đi, bây giờ lưu vũ tiên cung người ngay tại đầy đại lục tìm ngươi đây. Văn nhân khiếu lo lắng nói, văn nhân sư huynh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này mục phong nhịn được trong lòng bi phẫn sát ý hỏi. Ai, ta đi ra chính là vì tới tìm ngươi, tông môn, xảy ra chuyện. Văn nhân khiếu thở dài một tiếng, đối mục phong nói. Tông môn thế nào, mục phong trong lòng trong nháy mắt sinh ra một loại dự cảm không tốt, liền vội vàng hỏi hôm qua mạc nha tiên quân dẫn người tới tông môn đem thanh ly tử tổ sư cùng ngươi cái khác các sư huynh sư tỷ bắt lấy đem người mang đến cổ tiên thành để cạnh nhau ra tin tức trong vòng ba ngày ngươi không đi cổ tiên thành tự chui đầu vào lưới bọn hắn liền giết chết thanh ly tử tổ sư bọn hắn tổ sư bị bắt tiền chuyện âm tông chủ nhưng ngươi tuyệt đối không nên đi cứu bọn hắn ta cùng mấy vị sư huynh đệ ngay tại đại lục ở bên trên tìm ngươi phòng ngừa ngươi nhận được tin tức sau đi cứu người văn nhân khiếu trầm mặt nói cái gì sư phụ, sư huynh bọn hắn đều bị bắt. Mục Phong nghe vậy trong lòng lại là một trận sấm sét giữa trời quang, tâm trong nháy mắt nắm chặt lên, đối mặt nha cừu hận, trong lòng trong nháy mắt lại tăng lên không cách nào lắng lại tình trạng. Cổ tiên thành, Mục Phong thân thể khẽ động, bay thẳng hướng về phía cổ tiên thành phương hướng. Bất quá văn nhân khiếu lập tức chặn lại xuống tới, nói, sư đệ, người muốn làm gì ta đến nói cho ngươi cũng không phải cho ngươi đi chịu chết, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, người đi qua cứu không được tổ sư bọn hắn chỉ có thể cô phụ tổ sư tấm lòng thành ta sư phụ sư huynh bị bắt chẳng lẽ người muốn ta nhìn xem bọn hắn bị giết không làm sao văn nhân sư huynh đa tạ ngươi đến nói cho ta tránh ra mục phong gầm nhẹ nói người muốn đi liền đạp trên thi thể của ta đi qua ta không thể để cho ngươi đi chịu chết văn nhân khiếu âm thanh lạnh lùng nói mục phong trong hai con ngươi trực tiếp đã tuôn ra một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực cầm giữ văn nhân khiếu linh hồn văn nhân khiếu hoảng hốt một nháy mắt chỉ cảm thấy mình đã không thể động đậy. Hắn chấn kinh nhìn phía Mục Phong, bây giờ chính mình cùng Mục Phong tranh lệch đã lớn như vậy. Văn nhân sư huynh, thật xin lỗi, sư phụ đối ta ân trọng như núi, ta Mục Phong tuyệt không thể nhìn qua sư phụ bị giết, cho dù là chết, ta cũng muốn cứu ra sư phụ. Mục Phong xin lỗi nói, theo sau thân thể phá không mà đi, phi hành mấy ngàn mét về sau, văn nhân khiếu huyễn thuật bị bị giải khai. Mục sư đệ, văn nhân khiếu giống to một tiếng, trên mặt cũng tận là bất đắc dĩ thần sắc. Bạch, mục thiên thân ảnh xuất hiện ở mục phong bên cạnh, bắt lấy mục phong thân thể, lấy tốc độ nhanh hơn bay chạy về cổ tiên thành. Phụ thân, ngài, mục phong sừng sốt nhìn qua mục thiên, hắn vốn cho rằng, phụ thân sẽ ra mặt khuyên can hắn. Phong nhi, nam nhi, có việc nên làm, có việc không nên làm, thân sư bằng hữu vì chính mình chịu khổ khó, chính mình không đạt được gì, đây mới là phụ thân xem thường nhất người, vì thân nhân, quản chi biết rõ phải chết đường, cũng nên đi sông vào một lần, phụ thân cùng ngươi cùng một chỗ điên cuồng một cái, ít nhất không lưu tiếc núi. Mục thiên nhìn qua phía trước hư không lạnh lẽo nói, dù là tử lộ, hắn cũng nguyện ý bồi con trai mình đi một trận chiến. Phụ thân, tạ ơn, mục phong đôi mắt hồng nhuận, phụ thân duy trì, không thể nghi ngờ là mục phong nội tâm lớn nhất kiên định. Hai thân ảnh, lấy tốc độ đáng sợ chạy về cổ tiên thành. Cổ tiên thành, phủ thành chủ trước, cánh cửa kia trên lầu, mấy thân ảnh bị treo treo ở môn trên lầu, máu tươi không ngừng rơi xuống có thanh ly tử hồng la ngũ sư huynh ba người bị phong ấn tu vi treo rơi tại môn trên lầu trên thân thể có từng đạo vết thương tứ chi kinh mạch đều bị chém đứt hiển nhiên mặc nha người không để cho ba người này tốt hơn mà phía dưới vô số tu sĩ đến mong sửng sốt nhìn qua ba người mà tại hư không tầng mây bên trong có lẽ nhiều cường giả đứng tại hư không nhìn qua thanh ly tử sư đồ ba người a thanh lê bình xa xa nhìn qua chính mình đệ tử trong lòng khó chịu, thế nhưng là hắn lại không thể xuất thủ cứu người, không phải toàn bộ vạn tượng tông đều sẽ có tai họa ngập đầu. Tiểu tử kia, thật đúng là một cái tai tinh a. À. Cung Liên tổ sư cũng thở dài, trong lòng đối Mục Phong đã sinh ra oán trách. Viêm Vũ trà trộn trong đám người nhìn qua thanh ly tử ba người, đôi mắt xích hồng, móng tay đều đâm vào da thịt bên trong, bờ môi cắn đến xít sao. Hắn vừa đột phá đến kiếp tiên cảnh, lúc đầu có thể tiếp nhận sư phụ thủ hộ tông môn đều trách nhiệm. Nhưng sư phụ phi thăng thượng giới, bây giờ lại là phát sinh chuyện như vậy. Lão đầu tử a, à, người nói, tiểu sư đệ có thể hay không vờ ngớ ngẩn tới cứu chúng ta a? À. Hồng la bị treo rơi, suy yếu nói, tiểu cửu tính tình cùng lão tam quá giống, hy vọng hắn không nên biết tốt, không phải, nhất định sẽ liều lĩnh tới cứu chúng ta. Thanh Ly Tử thấp giọng nói, sư phụ, có lỗi với ngài, đồ nhi vô dụng, không bảo vệ được ngài. Luôn luôn mặt lạnh kiếm si tiếng khóc đạo, hắn dùng kiếm cánh tay phải đã bị chém đứt đứa ngốc, là ta cái này làm sư phụ vô dụng, bảo vệ tông môn trăm ngàn năm, kết quả là, lại là không có có thể bảo hộ được các ngươi. Thanh ly tử thở dài, đôi mắt bên trong cũng toát ra ý tuyệt vọng. ầm ầm, mà lúc này, hai thân ảnh như là đạn pháo lưu tinh lấy tốc độ khủng khiếp phá không mà đến, bay vào cổ tiên thành bên trong. Cái này hai thân ảnh vừa bay vào cổ tiên thành, vô số linh thức, tiên niệm liền trong nháy mắt bắt được thân ảnh của hai người. Trong phủ thành chủ, mặc nhà tiên quân đang cùng ngụy khôn đánh cờ, hắn đột nhiên bóp nát quân cờ, gần nhất lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Con cá đến mắc câu rồi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1646, huyết chiến một hồi. Mặc nha vung lên ống tay áo đứng dậy, tiên niệm quét sạch mà ra, quát lạnh nói, thu lưới. Ha ha, ta cũng muốn nhìn xem, cái này khiến chúng ta mặc nha đại nhân kinh ngạc nhân vật đến cùng là bộ dáng gì. Ngụy khôn cũng cười đứng dậy, hư nếu không phải bằng vào tiên bảo ta làm sao lại trong tay hắn ăn thiệt thòi bất quá bây giờ có la thiên trung sao chính là kia kiếp tiên tiểu tử cùng cái kia tu la huyết ma tử kỳ mặc nha cười lạnh cổ tiên thành chủ phủ bên ngoài mục thiên mục phong thân ảnh phá không mà tới kết quả hai người một xuất hiện trong hư không đại lượng kiếp tiên liền hiện thân mà ra mục phong mục thiên đã sớm dự liệu được là như thế này sư phụ tứ sư tỷ ngũ sư huynh mục phong giống to nhìn qua bị dán tại môn trên lầu ba người trong lòng lo lắng đau đớn tiểu cửu tiểu sư đệ ba người nghe tiếng nhìn lại thở dài một tiếng mục phong cuối cùng vẫn là tới tiểu cửu người tới làm gì còn không mau đi nhưng ngươi phụ thân mang ngươi đi được càng xa càng tốt không cần quản chúng ta thanh ly tử hét lớn sư phụ đồ nhi bất hiếu cho sư phụ sư tỷ sư huynh mang đến tai nạn đồ nhi làm sao có thể chính mình sống một mình mà chạy vứt bỏ sư phụ sư tỷ sư huynh không để ý mục phong cất tiếng đau buồn nói ai đứa ngốc đứa ngốc người đã đến cũng cứu không được chúng ta mục đích của bọn hắn là muốn giết các ngươi hai cha con a à. thanh ly tử khiển trách thở dài nhưng trong lòng thì cảm động đời này của hắn thu mấy cái này đệ tử đều không có thu lầm người ít nhất đều là tình nghĩa thế hệ tiểu sư đệ nghe sư phụ đi thôi sư tỷ sau khi chết về sau nói cho tam sư huynh một tiếng nhưng hắn không nên vọng động đến cho chúng ta báo thù hồng la cũng nức nở nói đi trò cười các ngươi coi là bọn hắn tới ta còn có thể để bọn hắn đi sao? Mà lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, mặc nha tiên quân, ngụy khôn tiên quân theo trong phủ thành chủ đi ra, nhìn qua mục phong mục thiên phụ tử cười lạnh nói. Mặc nha, mục phong thấy một lần mặc nha, hai mắt xích hồng gào thét lên tiếng. Chính là hắn, hạ lệnh hủy diệt thiên phong 18 châu, sinh linh đổ thán. Mặc nha, người cái hèn hạ tiểu nhân, người đường đường tiên quân đại năng, vì sao cầm một đám phàm nhân xuất khí. Mục phong giận dữ hét một bầy kiến hôi thôi chết thì đã chết mục phong người cái khác tộc nhân cùng tu la huyết mà đây này liền các ngươi hai cha con đi tìm cái chết sao mặc nha đạm mạc nói căn cứ điều tra mục phong mặc dù là đại lục tu la đứng đầu bất quá cái khác tu la dư nhiệt hắn cũng không muốn buông tha liền ta hai cha con giết các ngươi bọn này hèn hạ vô xỉ thế hệ đủ để mục thiên lạnh lùng nói những người khác mặc dù vây quanh a à bọn hắn hai cha con bất quá lại là không người dám tới gần hắn ba ngàn mét bên trong sợ mục thiên một nháy mắt dùng ra vạn cổ kim lưu viêm, chạy trối chết cơ hội đều không có. Đã người tự tin như vậy, vậy các ngươi liền đến cứu người thử một chút. Mặc Nha quân vương cười lạnh, giết, mục thiên không nói nhảm, trực tiếp tế ra phần thiên châu, dẫn động trong đó vạn cổ kim lưu viêm quét sạch mà ra. Oanh, một cỗ kim sắc thể lỏng lửa tương gào thét mà ra, hóa thành thao thiên hỏa hải, quét sạch xung kích hướng về phía phía trước ngăn trở kiếp tiên nhóm, đáng sợ phần lực thiêu đốt thiên địa, hư không trực tiếp bị rung đốt ra không gian hang động. Lui, những này kiếp tiên nhóm sắc mặt đại biến, không dám nhiễm đến vạn cổ kim lưu viêm. La Thiên Trung, ngự, mặc nha hừ lạnh một tiếng, trong tay một tôn kim sắc chuông nhỏ bay ra, hấp thu hắn tuôn ra tiên nguyên lực sau lớn lên theo gió, hóa thành một trượng lớn nhỏ kim trung, phía trên vần quanh từng đạo kim quang phù văn. Một cỗ kim sắc phòng ngự kết giới theo La Thiên Trung bên trong phóng thích bao phủ xuống, che lại phương này khu vực. ầm ầm, Vạn cổ kim lưu viêm đánh vào kim sắc phòng ngự kết giới bên trên, bị phòng ngự kết giới ngăn cản bên ngoài, không cách nào đi qua phòng ngự. Thượng phẩm phòng ngự tiên khí, Mục Thiên gặp một màn này, sầm mặt lại, đối phương quả nhiên có chuẩn bị. Ha 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 ha, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có tiên bảo sao? Mạc Nha Quân Vương cười to mỉa mai nói ra, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Mục Thiên thu hồi vạn cổ kim lưu viêm, sắc mặt nghiêm túc, trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc chiến thương. Đã như vậy, vậy liền bằng riêng phần mình thực lực liều chết một trận chiến đi phong nhi bảo vệ tốt chính mình mục thiên gầm nhẹ cầm trong tay chiến thương trong cơ thể phun trào ra đốt nguyên lực hóa thành một đạo hỏa quang bạo sát hướng về phía đối diện đông đảo kiếp tiên giết cho ta tiểu tử kia ta muốn sống ép hỏi ra cái khác tu la huyết ma vị trí mạc nha quân vương lạnh lùng nói oanh lập tức một tôn kiếp tiên cùng một đám thiên anh cảnh giới cường giả dẫm trận tại chỗ mà ra trực tiếp thẳng hướng mục thiên phụ tử những người này một người là lục kiếp tiên nhân, cái khác đều là thiên anh cảnh giới hậu kỳ, đỉnh phong tiên gia thế lực cường giả, xuất thủ bắt sống mục phong. Mà đại lục vị diện, lục kiếp tiên cảnh phía trên tu vi đều sẽ bị đường lớn quy tắc áp chế đến lục kiếp tiên cảnh. Tiểu tử, không có vạn cổ kim lưu viêm, ta mười chiêu nội sát ngươi. Cái này lục kiếp tiên nhân lạnh lùng nói, một trường vỗ ra, sáu thành tiên nguyên lực bành trướng ngưng tụ, ngưng làm một đạo màu vàng cổ ấn oanh sát mà xuống, bạo sát hướng mục thiên, đại địa chi lực quét sạch, mang theo một loại không có gì sánh kịp nặng nề chi lực. Viêm long tại thiên, mục thiên đâm ra một thương, thương đi như rồng, một cỗ kinh người phần đạo chi lực, thương đạo chi lực dung nhập trong thương, một súng hóa thành kim sắc hỏa long kình đánh về phía đạo trưởng ấn này. Oanh, cái này một thương long kình, vậy mà đâm phát nổ rơi xuống cổ ấn, thương kình phản sát hướng về phía cái này lục kiếp tiên nhân. Cái này lục kiếp tiên nhân kinh hãi, vội vàng ngưng tụ phòng ngự, chặn lại mục thiên công kích, theo sau cùng mục thiên tại cao vạn trượng không đại chiến cùng một chỗ. Mười mấy tên thiên anh cảnh giới tiên ra các đệ tử vây công hướng về phía mục phong, mặc nha quân vương nói, ai có thể bắt sống được mục phong, liền có thể gia nhập lưu vũ tiên cung, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là phi thường lớn dụ hoặc. Đã xưng ta là tu la huyết ma, hôm nay ta mục phong, liền ma tính một lần. Mục phong gào thét, trong cơ thể tu la huyết mạch thức tỉnh, huyết sắc sừng thú từ đầu sọ bên trên sinh ra, hai cánh phá giáp mà ra, máu phải hiển hiện. hiện oanh thiên anh cảnh giới hậu kỳ tu la huyết nguyên lực phóng thích huyết diếm cuồn cuộn cái này hình thái làm sao không giống trước kia chúng ta vây quét qua tu la mặc nha quân vương có chút sừng sốt nhìn qua mục phong trên đầu một đôi sừng thú hắn thấy qua trong ấn tượng tu la hẳn không có kia sừng thú mới là tiểu tử ngươi là con mồi của ta một tên tiên gia đệ tử cười lạnh nói thiên anh cảnh giới đỉnh phong nguyên lực phóng thích ngưng tụ một cái răng đầy phù văn bàn tay lớn màu vàng óng bắt giết hướng về phía mục phong ai cản ta thì phải chết. Mục Phong mắt đỏ gào thét, trong cơ thể huyết kiếm hoàn đã tuôn ra cường đại huyết kiếm khí nhập trong kiếm, một kiếm vung ra, ngưng tụ 10 mét kiếm mang chém ra, kiếm mang xé rách mà lên, phóng thích ngút trời kiếm quang. Phốc phốc, một kiếm này bên trong huyết ý thông huyền viên mãn, thần thông gấp 20 lần uy lực gia trì, trực tiếp xé rách đạo này cầm nã nguyên tay, chảm kích hướng về phía cái này thiên anh cảnh giới đỉnh phong tiểu thành tiên gia đệ tử. Làm sao có thể, cái này tiên gia đệ tử hoảng hốt, nguyên lực vội vàng ngưng tụ phòng ngự, kết quả y nguyên bị một kiếm vạch phá, kiếm mang xẹt qua thân thể của hắn. Phốc, cái này tiên gia đệ tử trực tiếp bị một kiếm miểu sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1647, kịch chiến cổ thành. Rửa, lúc này, lại có một đảo áp xúc đến cực hạn 10 mét đao mang từ phía sau bổ tới, đao mang như là phá hư huyền nguyệt, vỡ vụn không gian, chém thẳng vào hướng về phía mục phong thân thể, muốn phá vỡ kia một thân hộ thể khí kình. Mục phong trở tay trở lại chính là một quyền oanh sát ra, bồn lôi quyền kình bên trong ngưng tụ 68 nói lôi đỉnh pháp văn, cuồng bạo xung kích tại đao mang, đao mang như là bổ lãng tiến lên, cuối cùng bịch một tiếng bạo nát. Chém, một tên sách đao khôi ngô tu sĩ bay tới, trong tay năm thước trọng đao bên trong ẩn chứa phá núi đoạn nhạc chi lực chém xuống, hư không vạch nứt ra một cái khe, lực lớn vô cùng, đây là một tên luyện thể thiên anh cường giả. Ông, bất quá hắn đào bổ vào mục phong lôi hoàng hộ thể kình bên trên, lôi hoàng hộ thể kình ngăn cản xung kích đao thế, đối phương khó mà lực bổ xuống. Thật mạnh hộ thể kình khí, người này kinh hãi, tu la huyết hồng trong hai con người phóng thích ra thi huyết quang mang, một chảo tựa như thép tinh lợi kiếm đâm ra, chảo kình xé rách hướng về phía đối phương hộ thể kình khí. Phốc phốc, hộ thể kình khí trực tiếp bị chảo kình vỡ ra, người này sách đao vội vàng chém nát chảo kình. Bất quá tu la đã cận thân đánh tới, Mục phong một kiếm nhanh như thoáng hiện, huyết sắc kiếm quang thổi qua, đầu người này sọ phốc phốc một tiếng đã bị nửa bổ nát nứt, máu tươi óc bắn tung tóe. Âm ầm, lúc này, phía trên một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, một tên cầm kiếm tiên nhà đệ tử dẫn kiếm rơi xuống, kiếm khí mênh mông như là trường hồng rơi xuống, bạo sát mà xuống. Phía sau một đạo cuồng bạo trường ấn ẩn chứa ngập trời sóng lớn chi lực quay cuốn tới. Phía trước lại là một thanh chiến thương hóa thành lưu quang giết tới, xuyên thủng hư không, lực xuyên thấu lại nhanh lại cường hãn, muốn đâm phá mục phong hộ thể kinh khí. Ba tên thiên anh cảnh giới cường giả một nháy mắt liên thủ đánh tới, phối hợp cũng coi như ăn ý. Gào thét, mục phong hét giận dữ, bước ra một bước, cuồn cuộn huyết nguyên lực quét sạch mà ra, ngưng tụ thành phòng ngự kết giới, ba đạo cường hãn công kích rơi vào phòng ngự kết giới bên trên đều là bị ngăn cản. Mục phong trong hai con ngươi, con ngươi màu xanh hiển hiện, chân huyễn pháp nhãn, mở. Một cỗ cường hãn linh hồn huyễn lực cuốn tới, ẩn chứa thông huyền viên mãn linh hồn nguyễn lực đánh tới ba người linh hải bên trong oanh ba người chỉ cảm thấy não hải một trận oanh minh thần thông nhập mộng trong nháy mắt đã mất đi ý thức như trong mộng mục phong thân thể bạo sát hướng lên phía trên suốt kiếm đánh lén người kia một kiếm phách lên kiếm mang từ dưới mà lên xé rách đối phương thân thể trực tiếp bị một kiếm phân thây hai nửa theo sau phía sau hắn tu la huyết xí gia trì phong lôi thiên xí ngưng tụ hóa thành huyết lôi chi quang bạo xông về khác một tên bị Huyễn thuật khống chế người một kiếm đâm ra, kiếm mang trực tiếp đâm phát nổ đối phương đầu lâu. Còn có một người, bị hắn một đạo tu la huyết trảo mạnh mẽ giữ lại đánh nổ nhục thể. Những người khác cũng bị mục phong cường hãn đáng sợ sức chiến đấu chấn kinh, có người giận dữ hết, mọi người cùng nhau xuất thủ, trước trọng thương giết hắn nhục thân. Đồng ý, lập tức hơn 10 người tán thành, cũng bị mục phong kinh người sức chiến đấu sở kinh. ầm ầm mười mấy tên thiên anh cảnh giới cường giả cùng nhau xuất thủ, đáng sợ nguyên lực năng lượng bài sơn đảo hải đồng dạng đánh thẳng tới, trên trời, dưới mặt đất, phía trước sau bên cạnh, nguyên lực giống như là thủy triều nghiền ép mà tới, oanh sát hướng về phía mục phong, có kim sắc bén, lửa cuồng bạo, mộc cứng cỏi, nước kéo dài, thổ nặng nề vạn quân, các loại nguyên lực nghiền ép mà tới, muốn đem mục phong nhục thể đè ép bạo tạc. Mười mấy tên thiên anh cảnh giới cường giả cùng nhau nguyên lực nghiền ép, cái này lực bộc phát lượng là khiến người ta run sợ. Vạn kiếp lôi ngục, mục phong gào thét, vạn kiếp lôi nguyên quét sạch mà ra, thiên địa lôi đình tỏa ra, đánh thẳng tới, ngưng tụ thành một đạo đường kính trăm mét hình tròn lôi đình kết giới bao khỏa mục phong thân thể. Âm ầm, những cái kia nguyên lực xung kích nghiền ép tại vạn kiếp lôi ngục phòng ngự bên trên ken kết kêu vang, oanh minh không dứt, vạn kiếp lôi ngục tại gian nan ngăn cản, bất quá cũng không chống được bao lâu. Mà lúc này, mục phong trong cơ thể, một cỗ màu xanh phong lôi lực lượng tràn vào hắn nguyên mạch bên trong, hỗn hợp vạn kiếp lôi nguyên lực. Bây giờ lôi hoàng thể đại thành đỉnh phong, mục phong đã có thể khống chế phong nhi 2 phần 10 tả hữu thiên cực phong lôi chi lực. Mục phong trong lòng bàn tay, phần lôi chi lực, phong lôi chi lực ngưng tụ, ngưng tụ tạo thành một vòng màu đỏ xanh lôi dương, bạo ngược năng lượng áp xúc tại trong đó. Lôi dương, bảo, mục phong gào thét, vậy mà đem lôi dương tại thân thể chung quanh dẫn bạo, bất quá hắn khống chế bộc phát lực lượng, lực trùng kích lấy hắn làm trung tâm, ép ra bộc phát sóng xung kích, hướng bốn phía đẩy ngược mà ra. Bành, vạn kiếp lôi ngục vỡ vụn, cuồn cuộn nguyên lực nghiền ép mà đến, muốn chen bể mục phong nhục thể, bất quá một cỗ đáng sợ màu đỏ xanh lôi đình chi lực hướng bát phương nghiền ép tới năng lượng ầm ầm thanh hồng lôi lực đẩy ngược bát phương nguyên lực ngăn cản xung kích triệt tiêu đáng sợ lực trùng kích lượng làm sao có thể ra hỏa này vậy mà chặn lại liên thủ một kích tiên ra các đệ tử sắc mặt đại biến không dám tin nhìn qua một màn này đây chính là hơn 10 người nguyên lực nghiền A, một tòa thiên trượng đại sơn đều có thể chen bể đi bạo phong kiếm trụ mục phong gào thét vạn kiếp lôi nguyên lực ngưng tụ lôi đình phong bạo kiếm khí thiên cực phong lôi chi lực dung nhập trong đó, ngưng tụ màu xanh kiếm trụ động giết mà ra, trùng kích ra tầng tầng nguyên lực, rảo sát hướng về phía một phương tiên gia đệ tử. Không tốt, lui, có hơn 10 người kinh hãi giống to, thân thể vội vàng lui nhanh, thế nhưng là chậm, bạo phong kiếm trụ cường đại hút cuốn lực lôi kéo cái này hơn 10 người, hơn 10 người toàn bộ bị cuốn vào đường kính trăm mét bạo phong kiếm trụ bên trong. Bành, 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 tiếng nổ không dứt cái này hơn 10 người trực tiếp bị rảo sát bạo tạc, nhục thể trực tiếp trở thành thịt nát, cốt cặn bã. Kiếm trụ sông ngang 4000 m lúc này mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Những người khác kinh hãi lui lại mấy ngàn mét, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, hơn 10 người, vậy mà cầm đối phương một người không có cách nào, còn bị phản sát nhiều người như vậy. Đều cút ngay cho ta. Mục Phong cầm kiếm gào thét, sông phá không vây công, bay về phía Thanh Ly Tử Tứ sư tỷ bọn người. A, à, mà đây là cao vạn Trường không trung truyền đến kêu thảm thân, kia lục kiếp tiên nhân thân thể bị chiến thương đã đâm, đốt nguyên lực thiêu đốt lên hắn nhục thể, tiên anh vội vàng bại trốn. Mục thiên cũng mang súng giết tới, cùng ngục phong một đạo cứu người. Mạc Nha gặp một màn này sắc mặt âm trầm, một đám phế vật, liền các ngươi, cũng nghĩ nhập chúng ta lưu vũ tiên cung cho ta bắt sống tiểu tử kia, cái này mục thiên ta tới đối phó. Mạc Nha nói xong, trong cơ thể bộc phát kinh người tiên nguyên lực, mặc dù cũng chỉ có thể bộc phát ra lục kiếp tiên nhân tu vi công lực, bất quá hắn tiên nguyên lực mạnh, thuần túy, đạo pháp chi lực sự cao xa tại đồng dạng lục kiếp tiên nhân phía trên. Oanh, mặc nhà có la thiên trung cháo đỉnh, tùy thời phòng ngừa mục thiên vạn cổ kim lưu viêm đánh lén, một quyền bóp nắm giết ra, màu đen tiên nguyên lực ngưng tụ quyền mang, như màu đen lưu tinh động sát tinh sông, quán xuyên 3000 mét hư không vẫn như cú cường thế không giảm oanh sát mục thiên. Phần thiên quyền, mục thiên gào thét, trong cơ thể linh hồn bạo phát ra một cỗ siêu việt ba tầng phần đạo chi lực dung nhập quyền bên trong, nhục thể đều tại nóng lên xích hồng, phần thiên quyền mang cứng rắn thẳng hướng mặc nha tiên quân. Oanh, lúc này, sở hữu tiên gia đệ tử rốt cuộc toàn bộ xuất thủ đối phó Mục Phong, về phần kiếp tiên cảnh giới cường giả, còn mất hết mặt mũi vượt qua thân phận giết Mục Phong, có tiểu bối làm thay, bọn hắn làm gì tự mình ra tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1648, Huyết nhiên Thiên Anh Đây là duy nhất gia nhập lưu vũ tiên cung cơ hội, các vị, không thể để cho cái này hạ giới tiện chủng xem thường chúng ta a à. Vô số thiên anh cảnh giới đệ tử phun trào năng lượng cường đại đánh tới, dày đặc cường giả, vây giết hướng về phía mục phong một người. Trái lại phía trên mục thiên một người độc chiến mặc nha quân vương chiến đấu, mục phong nơi này ngược lại càng có thị giác rung động. Tựa như kia đấu chiến thần tôn ngộ không, một người đại chiến mười vạn thiên binh. Tiểu cửu A, à, đi thôi, không cần quản chúng ta A. À. Thanh ly tử giống to gào thét, nhìn qua liều mạng mục phong, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt tiểu sư đệ, nghe sư phụ lời của sư tỷ, đi thôi. Tứ sư tỷ cũng ai quát, ngũ sư huynh kiếm si gào thét, ra sức giấy dụa xiềng xích. Sư phụ, viêm vũ gào thét, rốt cuộc nhịn không được, bộc phát nguyên lực muốn xuất thủ. Bất quá lê bình trong nháy mắt dáng lâm trước người hắn, giam cầm viêm vũ. Vô số chưa muốn bắt giết hắn vì cơ duyên gia nhập lưu vũ tiên cung khuôn mặt giữ tợn đánh tới, mục phong, nắm chặt kiếm trong tay. Ta không muốn lại trải nghiệm loại kia thân hữu rời đi chính mình không làm thống khổ, cho dù là chết, tung ngàn vạn người, ta hướng vậy. Thanh niên trong cổ họng nôn gầm thét, trong cơ thể huyết lôi nguyên lực cùng nhau tuôn ra, giao hòa tại nguyên mạch bên trong. Âm ầm, hai chủng đỉnh cấp công pháp tu luyện ra tới nguyên lực tương hỗ giao hòa, bị cường đại linh hồn lực tạm thời dung hợp cùng một chỗ, tại trong cơ thể nguyên mạch bên trong tứ ngược. Thanh niên gào thét, biến thành trăm trượng tu la thân. Kia dung hợp màu tím đen nguyên lực gào thét nhập rồng, sông trong cơ thể xông ra, ngưng tụ từng đạo kiếm văn. Một đạo, hai đạo, ba đạo, trăm đạo, nghìn đạo, mấy ngàn đạo kiếm văn ngưng tụ, cấu tạo thành một cái ám hắc sắc lôi đỉnh kiếm hoàng, đạo văn chi lực, kiếm ý, huyết ý, lôi ý, toàn bộ dung nhập trong đó. Giết, trăm trượng tu la gào thét, chân đạp kiếm hoàng, xung kích hướng về phía vô số thiên anh cảnh giới cường giả. Âm ầm, từng đạo cuồng bạo công kích sát đến, bị hắn không ngừng bổ ra kiếm mang chém vỡ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, kiếm kia hoàng bộc phát đáng sợ kiếm khí bốn bổ mà ra, bị chém giết bên trong người bị xé nứt hai nửa, không cách nào ngăn cản lực lượng đáng sợ. Đi, Mục Phong giận đạp kiếm hoàng, kiếm hoàng thét dài, bộc phát kiếm hồng chi quang, xung kích hướng về phía một phương đám người. Đánh nổ hắn, có thiên anh cường giả giận dữ hết, từng đạo trưởng ấn, quyền mang, kiếm khí bổ về phía kiếm hoàng, đánh vào kiếm hoàng bên trên, kiếm hoàng bị công kích bạo tạc ra một cỗ kiếm khí, xuất vào trong đám người, phượng gái thét dài, một cỗ cường tuyệt kiếm khí bộc phát bốn quyển mà ra. A, à, thiên anh cảnh giới cường giả phòng ngự nguyên lực, dưới một kích này trong nháy mắt vỡ vụn, bị kiếm khí rảo sát nhập thể, thân thể bạo tạc. Mấy ngàn mét bị kiếm khí oanh kích, trên trăm vị thiên anh cảnh giới cường giả mẫn diệt dưới một kiếm này, có người có đỉnh cấp phòng ngự linh khí, chặn lại cái này một kích đáng sợ. Thập nhị thiên lôi trảm, Mục Phong tiếp dẫn cửu thiên lôi đình, từng đạo lôi đình đánh vào trong kiếm, hóa thành kiếm hồng đánh xuống. 12 đạo kiếm quang giao thoa giết ra, không người ngăn cản cái này 12 kiếm hồng chi uy, bổ chúng thì chết bất quá thiên anh cảnh giới cường giả nhiều lắm, mục phong mặc dù cường thế, không người đơn độc có thể cản, không quá nặng nhiều công kích rơi vào hắn thân thể, hắn cũng bị bạo tạc máu me đầm đìa, hắn không ngừng hấp thu người bị giết khí huyết chữa thương, bổ sung nguyên lực. Tu la huyết ma, thiên anh cảnh giới tu la huyết ma giống như này cường hãn, khó trách bộ tộc này sẽ bị Bắc Tiên Hải coi là cấm kỵ. Một tên kiếp tiên người quan sát đại chiến, cũng lộ ra kinh sợ, bị mục phong xa qua cùng giai sức chiến đấu sở kinh liền là bình thường tu la huyết ma cùng dai bên trong cũng không có đáng sợ như vậy sức chiến đấu A. À. Cũng có người nhíu mày, những này thiên anh đệ tử đều ngăn cản không nổi mục phong A, à, chỉ có thể quần công không ngừng cho mục phong tạo thành thương thế. Oanh, 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 mục phong trưởng khống 12 đạo thiên cực phong lôi ngưng tụ thiểm điện đánh rất 12 tên thiên anh cảnh giới cường giả trực tiếp bị oanh kích bạo tạc, những người khác cả kinh lui khoảng cách bạo tạc phạm vi. Không được, cứ như vậy, ta sẽ chỉ bị mài chết cũng cứu không được sư phụ bọn hắn chỉ có bại lộ tiên quốc giới châu. Mục phong đại chiến thời điểm, lại là không có đình chỉ suy nghĩ, hắn mặc dù phẫn nộ, bất quá không có triệt để mất lý trí. Mục phong linh hồn lực tràn vào tiên quốc giới châu bên trong, tiên quốc giới châu bay ra, nổi lên một đạo không gian vòng xoáy, vô số thân ảnh theo tiên quốc giới châu bên trong bay ra, chính là 18 vạn tu la chiến sĩ, còn có mấy trăm tên thiên anh cảnh giới cường giả. Những người này vừa ra tới, liền bị chung quanh tràng cảnh khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, bọn hắn tại tiên quốc thiên địa bên trong tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Ta dựa vào, cái này, phong ca, người so ta hồ A, dược xuyên quái khiếu, giết người, mục phong gầm thét, chỉ có hai chữ, mục cuồng, trăm tử dược bọn người không có hỏi nhiều một câu, trực tiếp bộc phát nguyên lực thẳng hướng địch nhân ở chung quanh. Làm sao lại toát ra nhiều người như vậy, những người khác cũng là giật nảy mình, đột nhiên liền toát ra số lớn người. Ta minh bạch, là tiên quốc thiên địa, tiểu tử này, lại có tiên quốc giới châu dung nạp người, ta nói nhiều người như vậy đều đi nơi nào, ha ha, dám bạo lộ ra, hôm nay đều phải chết. Ngụy khôn gặp một màn này trong nháy mắt minh bạch bọn hắn vì cái gì tìm không thấy người, những người này, toàn bộ ẩn thân tiên quốc trong thiên địa. Ngay tại mục phong bên người, mục phong giống to tộc nhân giúp ta, hắn trong cơ thể, tu la thần ngọc bắn ra, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ tâm ngọc lơ lửng tại không. 18 vạn tu la gào thét, tràn vào huyết nguyên lực lao nhanh nhập tu la thần ngọc bên trong, bị tu la thần ngọc điên cuồng hấp thu, kích hoạt bên trong một đạo thần văn. Huyết luyện thiên địa, mục phong sắc mặt dữ tợn, đã, các người thượng giới người không cầm xuống giới người làm người, ta mục phong, không cần bắt các người xem như người nhìn. Âm ầm một cỗ huyết sắc dòng lũ theo tu la thần ngọc bên trong gào thét mà ra, tựa như một đạo huyết hà vượt ngang thiên địa, gào thét hướng về phía phía trước chặn đường vô số cường giả. Đó là cái gì, có kiếp tiên cường giả sửng sốt nhìn qua đầu kia gào thét huyết hà quét sạch hướng về phía vô số thiên anh cảnh giới đệ tử đây đây là cái gì a à, hơn ngàn tên các phương thế lực thiên anh cảnh giới đệ tử quá sợ hãi bị cuốn vào trong huyết hà theo sau huyết hà sôi trào một cỗ đáng sợ máu lực tràn vào bọn hắn trong cơ thể trong nháy mắt thiêu đốt khí huyết a à, không hơn ngàn tên thiên anh cảnh giới cường giả kêu thảm tại trong huyết hà thiêu đốt huyết nhục da tóc bất quá hai hơi thời gian liền chỉ còn lại từng cô ong ánh xương cốt lơ lửng trong huyết hà. T, cái khắc thiên anh cảnh giới cường giả hoảng hốt, dùng mình, gặp một màn này linh hồn đều sinh ra một cỗ kinh hãi, nhao nhao nhanh lùi lại sau đó, không dám bị huyết hà quyển trung lui lại hơn 10 dặm. Tiểu Súc Sinh, có kiếp tiên cường giả phẫn nộ gào thét lên tiếng, gia tộc bọn họ hạ giới thiên anh đệ tử, toàn bộ bị giết. Lại là một kiện lợi hại tiên bảo, những cái kia quan chiến kiếp tiên nhóm cũng là một mặt chấn kinh, còn có người mắt lộ ra tham lam chi quang, ngàn tên thiên anh đại tu sĩ vẫn lạc, mà mục phong phía trước, lại không một tên địch phương thiên anh cảnh giới tu sĩ dám chặn đường, nhao nhao như sợ con thạch sùng tránh lui mười dặm, kinh hãi nhìn qua thống ngự 18 vạn tu la thanh niên, không dám lên trước tái chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1649, chém cái này tiên. Mà một thức này thần văn, cũng hút khô 18 vạn tu la tướng sĩ nguyên lực, mục phong chỉ có thể lại đem những người này đưa về tiên quốc trong thiên địa mục cuồng bạch tử dược dược xuyên những người này nhao nhao triệt thoái phía sau bảo hộ ở mục phong chung quanh nghiêm trọng nhìn phía chung quanh đông đảo cường giả dược xuyên nhìn qua chung quanh kinh ngạc nói phong ca đây rốt cuộc tình huống như thế nào a à? bớt nói nhảm còn nhìn không ra sao phong ca sư phụ bọn hắn bị bắt lại bạch tử dược âm thanh lạnh lùng nói sống khó bắt chết cũng được đã biết hắn người đều núp ở chỗ nào giết hắn đánh nát kia phương tiên quốc. Ngụy khôn tiên quân lạnh lùng nói, ta đi bắt giết kẻ này. Một tên kiếp tiên lạnh lùng nói, bước ra một bước, mình mông tiên nguyên lực quét sạch mà ra, cương phong cuồn cuộn, đây là một tên tu luyện phong nói tiên cảnh cường giả. Cái này kiếp tiên cường giả nguyên lực cuồng bạo nghiền ép mà xuống, ngưng tụ một phương thanh sắc phong ấn bao trùm đánh tới, ngàn trượng phong ấn bao phủ phía dưới, thiên địa cụ phong nổi lên bốn phía. Chiến, mục phong gào thét, ngưng tụ bạo phong kiếm trụ, thiên cực phong lôi dung nhập một kích này bên trong. Xít gào, bạch tử dược trong cơ thể bắn ra kiếm quang, đoạn thương linh kiếm bành trướng, hóa thành trăm trượng to bằng ngọn núi, bổ về phía cương phong ấn. Mục cuồng ra quyền oanh ra, quyền kình long tượng lao nhanh. Hai trăm tên chiến phong hoàng giả cùng ra tay, một đạo đạo thần thông đánh nát hướng về phía đối phương cái này một ấn. Âm ầm một đạo đạo thần thông điệp ra bộc phát xung kích tại cương phong cổ in lên, cương phong ấn bạo tạc vỡ vụn, chặn lại cái này tiên nhân một kích. Hừ, cái này kiếp tiên hừ lạnh một tiếng, hai tay một chảo, giữa thiên địa cuồng phong mà động, cương phong ngưng tụ hai đạo cột lốc xoáy suốt đêm ngàn trượt, hai đạo cuồng bạo cột lốc xoáy ẩn chứa phong chi đạo lực đánh tới, cắt bay cuốn thạch, phía dưới đã là phế tích cổ tiên thành vạn quân cự thạch bị rào bay mà lên, xé rách thành cạn bã. Ngự, mục phong giống to, đám người bộc phát nguyên lực hóa thành một đạo phòng ngự kết giới. Bành, 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 bất quá cột lốc xoáy cực kỳ cường hãn, trực tiếp xoắn nát từng đạo phòng ngự, Đáng sợ sức gió đánh vào đám người thân thể. À, đám người bị đánh bay, nôn ra máu trở ra, cùng kiếp tiên tranh lệch quá xa. Thu, mục phong vội vàng mở ra tiên quốc thiên địa, đám người còn không có lấy lại tinh thần, trực tiếp bị mục phong thu nhập tiên quốc. Đối phó dạng này cường giả, nhiều người đã không dùng được, ngược lại có khả năng vô vị tử thương. Mục phong cầm kiếm, nôn một ngụm máu đàm lạnh lùng nhìn qua cái này kiếp tiên. Tu la huyết ma, dừng ở đây rồi, hôm nay, là tử kỳ của ngươi cái này kiếp tiên lạnh lẽo đang khi nói chuyện một đạo cương phong ấn ngưng tụ lại oanh mà xuống a à, trên không truyền đến một tiếng hét thảm mặc nha quân vương lại bị mục thiên một súng chặt đứt một cánh tay mà vết thương có đốt nguyên lực ăn mòn trong lúc nhất thời không cách nào sinh ra mới cánh tay ngụy huynh giúp ta mặc nha tiên quân hét lớn ngụy khôn sắc mặt trầm xuống kia mục thiên vậy mà như thế lợi hại mặc nha tiên quân mặc dù bị áp chế tu vi bất qua chiến lực tuyệt không phải đồng dạng lục kiếp tiên nhân có thể so sánh lại còn đánh bất quá nhị kiếp tiên cảnh mục thiên mục thiên giờ phút này cũng là không dễ chịu bên ngoài thân làn da khô quắt như là trôi qua đại lượng trình độ hắn sử dụng vượt qua chính mình cảnh giới quá mạnh đạo lực xiết tiểu tử kia ngụy khôn phân phó một tiếng đi chợ giúp mặc nha tiên quân bạo phong kiếm trụ mục phong gầm thét ở giữa huyết lôi nguyên lực ngưng tụ huyết lôi phong bạo thiên cực phong lôi ba phần người lực lượng cũng tràn vào trong đó kiếm trụ bay thẳng đấu bỏ đánh giết kiếp tiên bành 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 cương phong ấn đánh vào bạo phong kiếm trụ bên trên từng tấc từng tấc đem bạo phong kiếm trụ đánh nổ phong kình đánh ra tán hộ thể kinh khí đập nát kim giáp thiên cương đánh vào mục phong thân thể a à phốc mục phong ngụm lớn máu tươi phun ra bị một ấn đánh bay rơi xuống đại địa y nguyên không phải đối phương đối thủ tiểu cửu thanh ly tử bọn người khóe mắt không đành lòng gặp một màn này cái này tiên nhân thế nhưng là một tên tứ kiếp tiên nhân tu vi cao cường như thế nào là mục phong có thể lay được động thật mạnh lực phòng ngự bình thường một kiếp tiên người đều đỡ không nổi ta như vậy một kích. Cái này tứ kiếp tiên nhân lộ ra một vòng kinh ngạc, nhìn qua đứng lên lại phi thân lên mục phong. Nguyệt Nhi, chỉ có thể liều mạng, cho ta mượn thân thể có thể tiếp nhận mạnh nhất đạo lực cho ta. Mục phong gầm thét lên, ông, Nguyệt Nhi nguyên thần bên trong, bạo phát ra một vòng kinh thế đạo lực tràn vào mục phong trong cơ thể. Cái kia đạo lực, biến thành một cỗ cường hãn thái âm đạo lực, cửu thiên chi thượng, thái âm tinh thần tán phát một cỗ thái âm chi lực hút tuôn hướng mục phong trong cơ thể. Cổ sát a à, cổ sát, ngươi nếu có thể nghe được ta nói, liền giúp ta một chút sức lực. Ngươi chê ta Mục Phong nói thấp, lại cho ta trăm ngàn Tuế Nguyệt. Ta Mục Phong tất nhường ngươi chi quang hoa diệu phóng thiên địa, giúp ta. Mục Phong đối cổ sát lẩm bẩm, linh hồn lực điên cuồng tràn vào cổ sát kiếm bên trong. Ong ong ong, lần này cổ sát kim minh rốt cuộc đáp lại, cho ngươi mượn ba tầng kiếm đạo lực, chém cái này tiên. Cổ sát kiếm bên trong truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Oanh, theo sau cổ sát kiếm bên trong đã tuôn ra một cỗ đáng sợ kiếm đạo chi lực, kiếm sát khí biến thành thực chất, tràn vào mục phong trong cơ thể. Vô vị giấy ruộng, tuyệt đối cảnh giới trước mặt, cái gì đều là hư ảo. Cái này tứ kiếp tiên nhân lạnh lùng nói, tay giò xét hư không công pháp vận chuyển, phong tiên nguyên lực gào thét ngưng tụ thành cương phong cự thủ xé rách mà xuống, cổ cổ cương phong khí kình động giết mục phong, kia siêu siêu tiếng xé gió tựa như bi thép đạn nỏ. Tiên lại như thế nào, lấn giết thầy ta, tử chiến cũng giết. Mục phong gào thét, nhục thể bạo liệt ra từng đạo máu tươi, thái âm chi lực, kiếm đạo chi lực, máu của mình lôi nguyên lực tải trọng, một kiếm bổ ra, cổ sát kiếm thân lại nhiều một vết nứt. Bạch, một vòng màu đen kiếm trăng tròn ngưng tụ bổ ra, phá vỡ thiên địa, đã nứt ra một đạo kéo dài không gian kiếm ngân phách lên. Oanh, một kiếm này vòng chém nát cương phong kinh khí, chảm kích tại kia màu xanh cự thủ bên trên, lực lượng đáng sợ bộc phát. Trăm dặm không gian vỡ vụn, kiếm kia vòng bộc phát thái âm chi lực, kiếm đạo chi lực rốt cục phá hủy kia cự thủ, rất nhiều tiên nhân đều chấn kinh nhìn qua mục phong một kiếm kia uy lực. Làm sao có thể, cái này tứ kiếp tiên nhân kinh hãi, vội vàng phòng ngự, bất quá kia kiếm ngân liệt không mà đến, phòng ngự cũng bịch một tiếng vỡ vụn, kiếm quang xẹt qua thân thể của hắn. Cái này tứ kiếp tiên nhân chấn kinh nhìn qua như là theo trong địa ngục đi ra, máu thịt be bét mục phong, há hốc mồm muốn nói cái gì. Mà mi tâm của hắn, một đạo vết máu lập tức từ trên xuống dưới lan tràn. Phốc phốc, cái này kiếp tiên thân thể, phân chia thành hai nửa, thi thể máu tươi phun tung tóe hư không. Làm sao có thể, trên trăm vị kiếp tiên chấn kinh nhìn qua một màn này, thật không dám tin tưởng. Kiếm kia cũng là tiên khí, có người hoảng sợ nói, giết, mục phong cầm kiếm niên cuồng thẳng hướng môn lâu, mà cái khác kiếp tiên cũng rốt cuộc ngồi không yên, nơi đó quản được cái gì mặt mũi cùng nhau xuất thủ. Một cái thiên anh cảnh giới hậu kỳ đại thành tu vi đều đại tu sĩ, đối mặt trên trăm vị kiếp tiên, ấn đạo lý nói đơn giản không có khả năng có một tơ một hào phần thắng. Mục Phong mỗi chém ra một kiếm, cổ sát đều sẽ thêm ra một vết nứt, hắn nhục thể cũng khoảng cách sụp đổ tới gần một bước, hắn lại có thể chống bao lâu đâu. Mà Mục Thiên một người độc chiến hai tên áp chế cảnh giới tiên quân, cũng rốt cuộc rơi vào hạ phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1650, thần ma kiếm sát. Từng đạo kiếm mang bổ ra, Mục Phong hiện tại bổ ra kiếm mang rất có uy lực, những này kiếp tiên nhóm cũng chỉ dám xa tránh, không dám đón đỡ kỳ phong mang. Bất quá mục phong nhục thể, thường thế lại là đang không ngừng tăng thêm, nguyên mạch, đã tiếp cận vỡ vụn biên giới. Đây cũng là hắn nhục thể mạnh hơn người thường, không phải đồng dạng thiên anh cảnh giới cường giả, tiếp nhận năng lượng như thế, chính mình trước hết bạo thể mà chết. Cốc hạ, người còn không mau động thủ, một tên kiếp tiên giận dữ hết, trong mọi người, có một mực không có động thủ. Cốc hạ nghe vậy thở dài một tiếng, nhìn qua huyết chiến mục phong, hắn thật có điểm không nỡ giết như thế một cái huyễn thuật thiên tài người kế tục A. À. Đáng tiếc, hai người là đối địch trận doanh, huyễn thuật, tư lưu thâm uyên, cốc hạ yếu ớt thở dài, một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực oanh kích mà ra, đánh phía mục phong, tràn vào mục phong linh hải bên trong. Oanh, một cỗ cường đại linh hồn huyễn đạo chi lực cuốn tới, xung kích hướng về phía mục phong linh hồn. Mục phong linh hồn huyễn lực điên cuồng ngăn cản, tạo dựng một đạo linh hồn màng ánh sáng bảo hộ, bất quá một nháy mắt bị cỗ này linh hồn huyễn lực đánh tan phòng ngự phóng tới linh hồn. Mục Phong ý thức, trong nháy mắt hiểm vào Tư Lưu Thâm Uyên huyễn thuật bên trong. Không tốt, Tư Lưu Thâm Uyên huyễn thuật, cái kia tiên huyễn sư xuất tay. Mục Phong hoảng hốt, thế nhưng là trong chấp nhoáng này, ý thức của hắn lại không cách nào tránh thoát cái này huyễn thuật. Bất quá lúc này, một cỗ kim sắc nguyên thần chi lực tràn vào Mục Phong linh hải bên trong, lập tức xua tán đi cỗ này linh hồn huyễn lực. Ừm, cái này, cỗ lực lượng này là nguyên thần chi lực. Cốc hạ kinh hãi, mục phong linh hải bên trong, vậy mà lại một tôn nguyên thần bảo hộ. Mục phong trở về ý thức, đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Còn chưa kịp tạo nguyệt nhi, một cỗ khí thế đáng sợ oanh tới. Tiểu tử, chết, một tên kiếp tiên. Một đạo kim sắc đại trưởng ấn ngưng tụ từ trên trời giáng xuống chụp giết mà xuống, trưởng ấn bên trong vậy mà phát ra Phật ngâm thanh âm, có thể loạn tâm thần người, cái này rõ ràng là một môn Phật đạo thần thông mà một trường này trốn tránh cũng không kịp gáy mục phong trong cơ thể lăng vân hóa thành lôi quang bạo kích mà ra đạo đạo lôi đình đánh vào đại thủ ấn kia bất quá một trường vỗ nát lăng vân trăm trưởng thân thể hiển hiện, hiện ngăn tại trên không vì mục phong tiếp nhận một trường này bành phật đạo thủ ấn đánh vào lăng vân thân thể lăng vân rên rỉ trong cơ thể xương cốt nứt gãy phun máu phè phè thân thể khổng lồ bị đánh bay rơi xuống máu tươi cùng lông vũ phiến bay thân thể đụng vào mục phong thân thể một người một điều bị oanh kích rơi xuống rơi đập ở trên mặt đất mục phong gào lên đau xót lăng vân lăng vân hót vang một tiếng muốn giấy giụa đứng dậy bất quá cả người xương cốt đều nát không cách nào bỏ lên ngã đầu hôn mê đi a à, mục phong hét giận dữ ôm lăng vân gào lên đau xót đem trọng thương lăng vân hóa thành lôi quang thu nhập trong cơ thể mục phong cầm kiếm đứng thẳng mà lên chư vị kiếp tiên lạnh lùng đứng ở hắn trên không dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn qua hắn tiểu tử tiếp xuống một kiếm này ta đem dùng ra ta hiện tại kiếm thể có thể tiếp nhận uy lực lớn nhất, một kiếm này về sau, kiếm thể đem triệt để trọng thương không cách nào lại dùng, tương lai tìm được tiên sắt chữa trị ta chỉ chi kiếm thân. Cổ sát kiếm bên trong, truyền đến kiếm linh thanh âm lạnh lùng, Mục Phong không có trả lời, hiện tại, hắn toàn bằng một cỗ ý chí tại chống. Đứa ngốc, si nhị a, à. thanh ly tử ai khóc, nhìn qua không nguyện ý rời đi Mục Phong, một cái ý nghĩ, trong lòng kiên quyết mà định ra. Sư phụ, sư tỷ, sư huynh, ta, nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài, đừng làm chuyện điên rồ, tin tưởng ta. Không muốn tại để cho ta lưu tiếc núi. Thanh niên thanh âm quanh quẩn, nhường hồng la, vô số vạn tượng tông người nghe ngóng nước mắt sụp đổ, viêm vũ gầm thét, nước mắt đều trượt xuống tại trong miệng. Nhìn qua đã máu thịt be bét, nhìn không ra hình người thanh niên, hắn còn muốn chiến sao. Tiểu tử này, đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn vậy mà có thể lấy thiên anh cảnh giới chống lại quần tiên đến tình trạng như thế. Cái khác đứng xa nhìn tiên ra thế lực nhóm, còn có thiên anh cảnh giới đại tu sĩ, rung động trong lòng, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy mãnh liệt như vậy thiên anh cảnh giới tu sĩ, đối chiến chư tiên có thể kích sát một tiên. Dừng ở đây rồi, tiểu tử, người thật sự cho chúng ta không ít sửng sốt, có thể chiến đến loại tình trạng này, người chết cũng có thể kiêu ngạo. Một tên lục kiếp tiên nhân lạnh lùng nói, bước ra một bước, đáng sợ nguyên lực gào thét mà động, ngưng tụ thành một thanh trăm trượng kim sắc kiếm ánh sáng, trong kiếm ẩn chứa kiếm đạo chi lực. Chảm hư kiếm quyết, diệt trăm trưởng kiếm ánh sáng gào thét mà ra, hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang chém ra, kiếm rơi, không gian ken kết vỡ vụn, không gian kết giới hoàn toàn không chịu nổi cái này kiếm đạo chi lực, ẩn chứa trong đó kiếm đạo chi lực, chỉ sợ đã đạt đến kiếm đạo ba tầng cảnh giới. Hắn vốn là một tên cửu kiếp thiên nhân, chỉ là ở chỗ này bị áp chế tu vi mà thôi. Cổ sát, tạ ơn, mục phong cầm kiếm thì thào, theo sau, hắn trong cơ thể chín thành huyết lôi nguyên lực toàn bộ tràn vào cổ sát bên trong. Không đủ, không đủ, năng lượng chưa đủ, cổ sát giống to, bát huyết nhiên cấm, mục phong gào thét, trong cơ thể tám giò tinh huyết thiêu đốt mà lên, tám lần công lực điên cuồng tràn vào cổ sát kiếm bên trong. Ông, cổ sát rời khỏi tay, kiếm thể một nháy mắt biến hóa ngàn trượng chi cự, giữa thiên địa, nhiều một thanh phát ra huyết hồng chi quang đáng sợ cự kiếm, tản ra kiếm khí lực lượng liền nghiền ép đủ để vỡ vụn hư không. Cái này, chuôi kiếm này khí thế, trên trăm vị kiếp tiên, nhìn qua chuôi này ngàn trượng cự kiếm, trên mặt cũng lộ ra vẻ chấn động thần ma kiếm sát, cổ sát kiếm bên trong truyền đến lạnh lùng thanh âm, theo sau một kiếm này chính mình đánh rớt, một đạo ngàn trượng huyết sát kiếm hồng bổ ra, một cỗ tuyệt cường kiếm khí bao phủ thiên địa. Kiếm hồng một nháy mắt đánh nát kia trăm trượng kiếm mang, kia lục kiếp tiên nhân nhìn qua bạo sát mà tới, bao phủ cái này một mảnh hư không đáng sợ một kiếm cũng là há to miệng. Không, hắn gào thét lên tiếng, nguyên lực điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là phòng ngự lại là như là bọt biển đồng dạng một nháy mắt vỡ vụt, hắn thân thể bị dìm ngập tại kiếm hồng bên trong bị kiếm khí phân giải thành cho bụi theo sau trên trăm kiếp tiên người bên trong có hơn phân nửa tại phạm vi này bên trong toàn bộ bị bao phủ bao phủ tại kiếm hồng bên trong bành 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 từng vị kiếp tiên tại kiếm hồng bên trong một tia thanh âm đều không có phát ra trực tiếp bị phân giải thành mảnh vỡ linh hồn tiên anh toàn bộ biến thành hư vô trong hư không xuất hiện một đạo kéo dài vạn mét màu đen kiếm ngân thương thiên phảng phất bị xé nứt thành hai nửa mà tránh được một kiếm này hơn 10 vị kiếp tiên há to miệng, đờ đẫn nhìn qua một màn này. Vô số đứng xa nhìn người, đồng dạng ngốc trệ nhìn qua đạo này liệt thiên kiếm vết. Răng rác, răng rác, cổ sát kiếm thể bên trên, từng đạo khe hở trong nháy mắt lan tràn mà sinh, răng đầy toàn bộ kiếm thể, như là mạng nhện, kiếm khí một nháy mắt huệ oải đến cực hạn, hiện tại cổ sát, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể vỡ vụn. Cổ sát co vào hóa thành dài bốn thước, rơi vào mục phong trong tay, kiếm linh cũng không có đang phát ra một tia thanh âm, Cổ sát, tạ ơn, Mục Phong đem cổ sát thu nhập càn khôn giới chỉ, dáng chống đỡ đã nhanh sụp đổ thân thể, bay về phía thanh ly tử, bay về phía hồng la cùng kiếm si. Bất quá lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc, lại là ngăn tại Mục Phong trước đó. Phong Lâm Thiên, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1651, vừa ra trò hay. Chuôi kiếm này, đến cùng là cái gì cấp bậc tiên bảo rõ ràng đã rách nát không chịu nổi, vừa rồi lại là phát ra đáng sợ như thế một kích. Không, không có, mọi người cứ như vậy không có. T, còn lại hơn 10 tên kiếp tiên dùng mình, không dám tin nhìn qua kia một đạo đang chậm rãi khép lại vết nứt không gian, giờ phút này đều quên đi ngăn cản mục phong. Mà cái khác đứng xa nhìn người nhóm, cũng là không một không rung động tâm linh. Tại sao có thể như vậy? Mặc nhà tiên quân tiên niệm gặp phía dưới tràng cảnh, cũng là không dám tin, mục phong vậy mà có thể giết hắn nhiều như vậy tên thủ hạ phong lâm thiên người cũng muốn ngăn ta sao mục phong bình tĩnh nhìn qua ngăn tại trước mặt mình người mục phong người cùng ta còn thiếu một trận chiến phong lâm thiên lạnh lùng nói ha ha hiện tại đi ra ngăn ta ta mục phong thật đúng là đã nhìn lầm người mục phong cười lạnh phong lâm thiên vậy mà tại hắn là lúc yếu ớt nhất muốn cùng hắn một trận chiến phong lâm thiên không nói nâng thương biến thành một đạo thanh hồng đánh tới thương nhanh như thiểm điện mục phong một đạo đại thiên lôi thần ấn đánh ra bất quá cũng là bị một súng đâm nát thương mang bạo sát mà tới tựa hồ là muốn lấy mục phong tính mệnh mục phong trong hai con người bạo phát ra một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực đánh vào phong lâm thiên não hải linh hồn huyễn lực oanh kích phong lâm thiên linh hồn phong lâm thiên linh hồn vậy mà một tia phản kháng đều không có trong nháy mắt bị huyễn lực đánh chúng mất đi ý thức mục phong đấm ra một quyền bôn lôi quyền kình xung kích tại phong lâm thiên thân thể phốc phốc mất đi ý thức phong lâm thiên bị một quyền đánh bay đụng vào trên tường thành mục phong không để ý phong lâm thiên bay lên trước ngưng tụ kiếm mang chặt đứt thanh ly tử hồng la bọn hắn trói buộc xích sắt ba người được cứu tiểu tử ngốc cớ gì nơi này thanh ly tử nhìn qua mục phong lão đỏ mắt nhuận hồng la đã là khóc không thành tiếng kiếm si đại lão ra cũng là rơi lệ tiến hoàng cực một mạch ngày đó sư phụ nói vào hoàng cực một mạch sau này chính là người một nhà một ngày nhập hoàng cực trung thân chính là hoàng cực đệ tử, ta mục phong, làm sao lại từ bỏ người nhà của mình. Thanh niên rắt ra thịt bên ngoài lật bờ môi cười nói, nhìn qua có chút dữ tợn, ý cười, lại là như thế ấm người. Lê Bình bọn người nghe vậy đều là xấu hổ không chịu nổi. Ta thanh ly tử đời này có thể thu được này đệ tử, tam sinh chi phúc. Ha ha, sư phụ ngươi chớ ghét bỏ ta là hỏa tinh liền tốt. Tiểu sư đệ, sư tỷ yêu ngươi làm sao bây giờ? Sư tỷ ngươi vẫn là thích tam sư huynh đi, ha ha, ta có thể tiêu thụ không dậy nổi, chúng ta đi thôi. Mục Phong cắn răng khổ chống đỡ cười nói, bạch, 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 bất quá lúc này, vậy còn dư lại hơn 10 vị kiếp tiên bay tới, vây quanh ở bát phương. Đi, ngươi muốn đi đi nơi nào vừa rồi một kiếm kia, đã hao phí ngươi toàn bộ công lực a. Một tên kiếp tiên lãnh đạm nói, Mục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, bị bọn hắn đã nhìn ra, không sai, hiện tại hắn năng lượng trong cơ thể, đã không đủ để trèo chống chiến đấu mà lại cổ sát cũng không thể dùng tiểu cửu kiếp này gặp ngươi gặp ngươi nhóm sư phụ thật cao hứng các ngươi đi thôi ta tới đối phó bọn hắn thanh ly tử cười nhìn phía mục phong hắn trong cơ thể một cỗ bạo ngược khí tức thiêu đốt mà lên hắn vậy mà tự đốt tiên anh xông phá phong ấn sư phụ muốn chết cùng chết từ bỏ ngươi ta mục phong làm không được mục phong lại là kiên quyết đạo nhìn về phía cái này hơn mười vị kiếp tiên trong lòng của hắn hận a à, hận chính mình vô năng lại mang thanh ly tử nhóm rời đi mục phong bắt ta làm con tin mà lúc này một đạo truyền âm vang ở mục phong bên tai mục phong nhìn phía thành dưới chân bị hắn đả thương quẳng xuống đất phong lâm thiên nhãn thần vi kinh là phong lâm thiên truyền âm trong lòng của hắn khẽ động chẳng lẽ vừa rồi phong lâm thiên là cố ý nhanh lên lề mề cái gì lão tử diễn vừa ra khổ nhục hí kịch dễ dàng sao ngươi cho rằng ta thật dễ dàng như vậy liền thua với ngươi a linh hải bên trong vậy mà truyền đến phong lâm thiên tiếng mắng chửi ra hỏa này Mục Phong khóe mắt ướt át, không kịp đi cảm động rất nhiều, hắn liền vội vàng tiến lên, nguyên lực một bả nhấc lên Phong Lâm Thiên ngăn tại trước người mình, kiếm bị tại Phong Lâm Thiên cổ phía trước. Đế tử, những này kiếp tiên biến sắc, vừa sợ vừa giận, tránh ra, không phải, ta giết các ngươi đế tử. Mục Phong lạnh lẽo đạo, mũi kiếm tại Phong Lâm Thiên trên cổ vạch ra một cái miệng máu. Hèn hạ tiểu tử, thả chúng ta đế tử, một tên lục kiếp tiên nhân giận dữ hết, đây chính là bệ hạ thân truyền đệ tử, ra không được sự tình, so với bọn hắn mệnh quý hèn hạ các người đám người này cũng xứng nói hèn hạ một đám kiếp tiên cảnh giới lấy lớn hiếp nhỏ dùng âm mưu bức ta mà đến các ngươi có tư cách gì nói ta hèn hạ mục phong giận dữ hết mau tránh ra cho ta không phải ta lập tức giết hắn huynh đệ người nhịn xuống a à. mục phong truyền âm theo sau một kiếm đâm vào phong lâm thiên trên cánh tay a à, mục phong ta đi đại ra ngươi phong lâm thiên truyền âm giận mắng trong miệng thống khổ lên tiếng Đế tử mà lúc này, trên không cùng Mục Thiên đánh mãi không xong mặc nha, Ngụy Khôn cũng là vội vàng đại biến, hai người vội vàng thu tay lại, phá không mà xuống. Mục Thiên mặc dù cũng thân thụ thương thế, không xem qua trong mắt thần thái không giảm, làn da cháy đen, hiển nhiên ngăn chặn hai người lâu như vậy hắn bỏ ra không nhỏ đại giới. Tiểu tử, thả đế tử, không phải ta như ngươi chết không có chỗ chôn Mặc nha gầm thét lên, trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Để chúng ta rời đi, không phải, ta lập tức giết hắn. Mục Phong giận dữ hết, ta nhường ngươi thả người, không phải, ta đồ toàn bộ đại lục, mặc nha sắc mặt âm trầm, ngươi có thể làm như vậy, bất quá, hắn sẽ vì đại lục người chôn cùng. Mục Phong lãnh đạm nói, mặc nha đại nhân, Phong Lâm Thiên nhìn phía mặc nha, ghê tởm, ghê tởm a, mặc nha gào thét, sôi trào tiên nguyên lực bao trùm ngàn dặm, đại địa run rẩy, cổ tiên đảo đều đang chấn động, nước biển sôi trào gào thét, lăn lộn sóng lớn. Hắn nhìn qua Mục Phong, tựa hồ muốn gắt gao đem gương mặt này khắc vào trong trí nhớ. Đây là hắn mặc nha sống vài vạn năm đến, biệt khuất nhất một lần, bị một cái thiên anh cảnh giới tiểu tử ban tặng. Loại cảnh giới này sâu kiến, hắn trước kia xưa nay không nhìn thẳng vào liếc mắt, hôm nay lại là đem hắn bước bách đến loại tình trạng này. Hắn cuối cùng vẫn từ trong miệng gạt ra hai chữ cho đi. Những này kiếp tiên nhóm vội vàng thu bao trùm nguyên lực nhường ra đường. Mục phong cưỡng ép lấy phong lâm thiên, hai cha con tại ánh mắt mọi người bên trong quả thực là cứu đi thanh ly tử ba người. Sư đệ, tạ ơn, tạ ơn, viêm vũ phách sơn bọn người gặp một màn này trong lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra, lập tức mềm ngồi trên mặt đất, trên thân mồ hôi lạnh lâm ly. Thanh ly tử đối bọn hắn mà nói, đã không là bình thường sư trưởng, mà là thân nhân. Mặc nha cắn răng nhìn qua mục phong cưỡng ép lấy phong lâm thiên rời đi, đồng thời cũng phái một người theo sau. Mục phong, đời này không giết ngươi, ta mặc nha cũng không phải là châu phủ quân vương. Mặc nha trong lòng gào thét, một bên ngụy khôn cũng là sắc mặt âm trầm. Hai đại tiên quân, một đám kiếp tiên, bị một cái thiên anh cảnh giới sâu kiến làm cho không có cách, cái này truyền đến lưu vũ tiên cảnh ai sẽ tin tưởng. Vậy mà thật đem người cứu đi, vô số tiên gia thế lực nhóm cũng là hai mặt nhìn nhau, không thể tin được một màn này, lưu vũ tiên cung chết nhiều người như vậy, vẫn là để người chạy trốn, còn cứu đi mồi nhử, cái này truyền đi sợ rằng sẽ bị hai đại quân vương coi là sỉ nhục đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1652, Thượng Giới Yêu Tiên Bay khỏi cổ tiên thành phạm vi mấy ngàn dặm bên ngoài, thấy chỉ có một tên kiếp tiên đuổi theo, những người khác không có đuổi theo thời điểm, Mục Phong lúc này mới thả Phong Lâm Thiên. Phong Huynh, Đa Tạ, Mục Phong buông ra Phong Lâm Thiên truyền âm nói, Mục Phong, từ nay về sau, Ngươi lại đối phó Lưu Vũ Tiên Cung sao? Phong Lâm Thiên trầm giọng nói, hắn hiện tại dù sao cũng là Lưu Vũ Tiên Cung người. Mục Phong không nói, bất quá, đôi mắt bên trong không có che giấu sát ý, ít nhất, mặc nha tiên quân, ta tất sát. Mục Phong ánh mắt sắc bén như đao, Phong Lâm Thiên thở dài, sau đó nói, hôm nay, là ta cố ý thua với ngươi, như lại gặp nhau, ta, sẽ dốc toàn lực chiến chi. Mặc kệ như thế nào, người ta đều là bằng hữu. Mục Phong nhìn qua Phong Lâm Thiên nói, bằng hữu sống sót a à, phong lâm thiên nói xong quay người bay về phía kia kiếp tiên đế tử người không có việc gì chứ cái này kiếp tiên hỏi không có việc gì chúng ta đi thôi không thể ở lâu phòng ngừa mục phong lật lọng phong lâm thiên nói cái này kiếp tiên tự nhiên không dám ở lâu mục phong hắn không sợ bất quá mục phong bên người mục thiên hắn coi như không phải là đối thủ hai người nhanh chóng phá không bỏ chạy mục phong nhìn qua phong lâm thiên hai người rời đi nguyện về sau người ta còn có thể là huynh đệ. Theo sau, hắn một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, ý thức tối đen, nguyên lực tán loạn, thân thể sa đọa xuống dưới. Tiểu Cửu, Phong Nhi, Mục Thiên, Thanh Ly tử sắc mặt đại biến, vội vàng đi đón ở Mục Phong. Mục Thiên linh thức tràn vào Mục Phong trong cơ thể, xem xét Mục Phong thương thế, lập tức sắc mặt đại biến. Mục Phong trong cơ thể nguyên mạch đã vỡ vụn, bên trong ngũ tạng ngoại trừ trái tim, cái khác nội tạng toàn bộ tại xuất huyết nhiều, xương cốt càng là vỡ nát 28 cái. Nhục thể gần như sắp đến sụp đổ, tinh huyết thiệt thòi lớn. Rời đi nơi này, tìm kiếm một cái chữa thương chi địa, ta muốn lập tức vì phong nhi chữa thương. Mục Thiên sắc mặt khó coi nói, kỳ thật hắn thương thế cũng không nhẹ, bất quá hắn tu vi cao mục phong rất nhiều, sinh mệnh lực càng ương ngạnh. Đến tiên quân cảnh giới, sinh mệnh lực càng là kinh khủng, nguyên thần bất diệt, nhục thể không vong, đầu chặt xuống đều không chết được. Hướng bắc, Bắc Hải chỗ sâu có thật nhiều hòn đảo, hoang tàn vắng vẻ, không dễ dàng bị người phát hiện. Thanh Ly Tử vội vàng nói, Hồng La, kiếm si đều là lo lắng vô cùng, bây giờ bọn hắn cũng không thể về vạn tượng tông môn. Một đám người tùy theo phá không mà đi, hướng phương bắc hướng phi đi mấy ngàn dặm về sau, tại một cái băng tuyết trên biển rơi xuống, chui vào biển sâu, vội vàng vì mục phong chữa thương. Mục Thiên cũng hiểu biết mở ra tiên quốc giới châu Pháp Quyết, mở ra giới châu không gian, mấy người cùng nhau tiến vào tiên quốc giới châu bên trong, nhường dược xuyên vội vàng vì mục phong trị liệu mà tiên quốc giới châu chìm tại vạn trượng đáy biển, tựa như một khỏa răng đầy khe hở lớn chân châu rơi vào hải đá ngầm trong khe hở. Đồng thời, mục phong phụ tử, tại cổ tiên thành đánh giết quần tiên tin tức cũng tại đại lục truyền ra, lại một lần rung động toàn bộ đại lục. Phong lâm thiên an toàn sau khi trở về, mặc nha tức giận không cần, thượng giới điều động nhân thủ hạ giới, đồng thời mệnh lệnh tất cả tiên gia thế lực tại toàn bộ đại lục thảm thức điều tra mục phong hạ lạc. Tiên quốc giới trong tộc, thiên phong hoàng thành, thiên phong quân người nhà nhóm đã thu xếp tốt, mà dược xuyên bọn người biết đạo thiên phong 18 châu diệt phong sau cũng là buồn giận không thôi. Cũng may dược phương cốc, băng tâm cốc những này thế lực lúc trước nhập vào thiên phong hoàng triều, cũng đi theo rời vào thiên quốc thiên địa bên trong bằng không thì cũng diệt tuyệt tại một lần kia 18 châu đồ bên trong. Mục phong thương thế so với một lần trước còn nghiêm trọng, cũng may tiên quốc bên trong linh dược đông đảo, mập mạp vẫn là bảo vệ mục phong tính mệnh. Mà tất cả mọi người cũng đều tại thiên quốc thiên địa bên trong tạm thời ẩn nặc bắt đầu. Cùng năm thiên ma tông, thiên ma lão nhân cũng mang theo coi trọng nhất đệ tử mục linh nhi phi thăng ma tiên vực sơn hải hoang vực vạn yêu quốc độ ở trên vạn yêu đảo trên bầu trời đột nhiên đã nứt ra một đạo to lớn khe hở một cái dài ngàn trượng hình thể kinh khủng màu lam dao long theo trong vết nứt không gian bay ra còn có một đầu to lớn sáu đuôi bạch hồ cũng từ trên trời giáng xuống giáng lâm tại ở trên vạn yêu đảo cái này ngàn trượng lam dao yêu quang chấp động ngưng tụ thân hình biến thành một tên người mặc áo lam trung niên nam tử sáu đuôi bạch hồ cũng biến thành một tên yêu đẹp động lòng người Mỹ phụ nhân. Hạ giới tiểu yêu, cung nghênh thượng giới đại nhân, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, một tên người mặc hổ văn áo tràng trung niên nam tử đối hai người cung kính nói. Nếu là đại lục cái khác thiên anh đại tu sĩ người này, nhất định sẽ kinh hô một tiếng vạn yêu quốc chủ hồ liệt uyên. Hai người này gật đầu, ánh mắt nhìn phía kia mang theo mảng che mặt bạch y Mỹ thiếu nữ, vội vàng cung kính tiến lên ôm lễ. Giao cương, hồ tuyên, cung nghênh công chúa thượng giới hồi cung, hai người cung kính đối tâm giao công chúa hành lễ nói. Hai người này khí tức, không hề yếu lục kiếp tiên cảnh, vậy mà đối tâm giao công chúa cung kính như thế. Cái khác yêu hoàng cũng là chấn kinh nhìn phía tâm giao công chúa, làm sao, tâm giao công chúa không phải hổ liệt huyên yêu chủ nữ như sao làm sao hai vị này thượng giới yêu tiên cũng xương tâm giao công chúa vì công chúa, còn như thế tôn kính. Mẫu thân phái hai người các người tới đón ta, chẳng lẽ là tam đế chi loạn kết thúc rồi à? Tâm giao công chúa sừng suốt hỏi, không sai, hắc long đế ngàn năm trước cùng cổ viêm tông sư đồng quy vu tận vẫn lạc, hồ đế nàng hai năm trước cũng rốt cuộc diệt sát cái cuối cùng đối đầu, yêu tiên vực nam cương thế cục kết thúc hồ đế nàng liền phái ta hai người hạ giới tiếp công chúa hồi cung. Người Mỹ phụ kia cung kính nói, cái này tâm giao, chỉ sợ còn có càng lớn lai lịch a. À. Tâm giao công chúa nghe vậy trong lòng cũng như chút được gánh nặng, những năm này, nàng tại cái này giới bên trong bị đè nén quá vất vả, Nàng vốn là yêu tiên vực bên trong một cái đáng sợ trong đại tộc công chúa chân chính, năm đó Nam Cương tam tộc đại chiến tranh đoạt Nam Cương thống trị đại quyền, mẫu thân của nàng sợ còn tại ấu thể lúc nàng bị tác động đến, đưa nàng đưa vào lần này giới yêu tộc bên trong che giấu tung tích, bây giờ loạn cục bình định mẫu thân của nàng cũng phái người tới đón nàng. Mà chuyện này vậy mà cũng cùng cổ viêm, hắc long đế vẫn là cũng có quan hệ. Thế nào, tâm giao tỷ người không phải, tiểu thiên chấn kinh nhìn phía tâm giao, tiểu thiên, ta muốn về thuộc về ta thế giới chân chính đi, người nguyện ý cùng ta cùng đi tiên giới sao? Tâm giao công chúa nhìn phía tiểu thiên, không, ta muốn vì ta đại ca cùng lăng vân báo thù. Tiểu thiên lạnh lẽo nói, báo thù, trước kia ta không dám hứa chắc người cái gì, bất quá bây giờ, huyết mạch của người thiên phú, nếu là có thể cùng ta đi tiên giới tương lai hướng lưu vũ tiên cảnh báo thù tuyệt đối không phải vấn đề gì. Tâm giao nói, trong lời nói có tuyệt đối tự tin. Công chúa, làm sao hắn là? Cái này hai yêu tiên đều nghi hoặc nhìn về phía tiểu thiên. Tiểu thiên, hiện thân A, tâm giao cười nói, tiểu thiên thân thể bạch quang chợt lóe biến thành một cái màu trắng cự thú. Bạch lân ưng chảo, chiều cao trăm trượng đầu sinh một đôi huyết sắc sừng rồng, rõ ràng là một cái bạch long. Bạch long thần thú, hai người sừng sốt nhìn qua tiểu thiên, cái khác yêu hoàng cũng là chấn kinh nhìn qua tiểu thiên, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, tiểu thiên chân thân lại là bạch long thần thú, hắn cho tới bây giờ tự xưng chính mình là bạch sao. Bạch Giao, Bạch Long, kém một chữ, địa vị, thiên phú, tại yêu tộc bên trong chính là hai cấp bậc. Lúc trước tâm giao công chúa cho Tiểu Thiên diễn rồng quyết, chân chính tên gọi hóa Long Quyết. Chỉ là nàng cho Tiểu Thiên chỉ là nửa phần trên công pháp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1653, trước khi phi thăng. Bạch Long thần thú, thiên phú của hắn cùng huyết mạch cũng hoàn toàn chính xác có tư cách để chúng ta mang đi. Người Mỹ phụ kia nói, Lam Cương vị có chút hâm mộ nhìn qua Tiểu Thiên, giao long thuế biến huyết mạch, biến hóa thành chân chính chân long thế nhưng là không dễ dàng, giao long trong tộc, dạng này người cũng là vạn người không được một. Cả hai địa vị tại yêu tộc bên trong cũng là ngày đêm khác biệt. Thế nào, Tiểu Thiên, đi theo ta đi, đây là cơ duyên của ngươi, không có cường đại thế lực làm hậu thuẫn, ngươi bây giờ huyết mạch thế nhưng là sẽ bị rất nhiều yêu tộc mơ ước đâu, long huyết, thịt rồng, gan rồng, long nhãn, long đan, gân rồng, đều là bảo vật vật. Tâm giao công chúa đôi mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, bây giờ tiểu thiên bại lộ chân thân, không có cường đại thế lực bảo hộ, hắn chính là một cái bánh trái thơm ngon. Tiểu thiên nghe vậy cười khổ, tâm giao tỷ, ngươi đây không phải lừa ta sao, ta nguyện ý đi theo ngươi. Tâm giao công chúa nghe vậy lúc này mới lộ ra ý cười, nàng cũng là cực kỳ coi trọng tiểu thiên thiên phú tu luyện, tương lai nhất định có thể bồi dưỡng thành nàng đắc lực trợ thủ. Tâm giao công chúa hướng hổ liệt huyên cáo biệt về sau, cũng mang theo tiểu thiên, theo cái này hai tên yêu tiên cùng nhau phi thăng, rời đi đại lục. Sau ba tháng, số lớn thượng giới cường giả giáng lâm đại lục, đều là lưu vũ tiên cung người, tìm kiếm mục phong hạ lạc, toàn bộ đại lục bị tìm được long trời lở đất, đều không có tìm được mục phong phong người tung tích. Nổi giận mặc nha, thậm chí đều muốn từ bên ngoài hủy diệt cái này hàng xa thế giới, bất qua thế giới này lại là lưu vũ tiên đế quê hương hắn không dám như thế. Thế giới đảo mắt mà qua, xuân đi thu đến đông lại đến, lại là thời gian một năm đi qua băng hải bên trên, mặt biển băng phong tuyết bay, có mảng lớn mặt băng bị mở mà ra, thuyền đánh cá ở trên biển đánh cá. Kia tràn đầy vạn trượng đáy biển, hải an ủi người, một khỏa chân châu đồng dạng cầu thể tại khe nham thạch khe hở bên trong, bị tảo biển bao khỏa. Ai cũng không biết, cái này lớn chân châu, nội bộ lại là ẩn chứa một cái rộng lớn thiên địa. Phật gia nói một bông hoa mốt thế giới, một cọng có một thiên đường, tu di nạp tại giới tử bên trong chính là như thế đi. Tiên quốc trong trời đất, cổ viêm tiên cung, tu luyện trong đạo trường. Khoảng cách một lần kia cứu người đại chiến đã qua gần một năm lâu, Mục Phong thương thế cũng đã sớm khôi phục. Hắn ngồi tại tiên dịch trong ao đạo đài bên trên, toàn thân lỗ chân lông, khiêu huyệt đều đang hấp thu tán phát tiên khí, trong cơ thể càng là có một cỗ tiên dịch, tại kia phóng thích bành trướng năng lượng. Oanh, đột nhiên, thanh niên trong cơ thể khí thế một trận bành trướng, hai tôn thiên anh, lôi anh, huyết anh bên trong, lại mở ra mấy cái thiên anh mạch lạc, công lực bùng lên, tu vi trong nháy mắt đạt đến thiên anh cảnh giới hậu kỳ viên mãn, tiến thêm một bước, liền có thể bước vào thiên anh đỉnh phong cảnh giới. Dầm dầm, hắn trong cơ thể vang lên giang hà tiếng gầm gừ, nguyên lực từ rộng rãi đến cực điểm nguyên mạch không gian bên trong thu hồi thiên anh bên trong, như nước chảy ngược. Đừng nhìn nguyên mạch kinh mạch nhỏ bé, thế nhưng là mỗi một hệ thống thông nguyên mạch nội bộ không gian có thể xưng một dòng sông lớn, đan điền không gian càng là tựa như một mảnh tinh không. Thiên địa vì đại vũ trụ, nhân thể coi là thật vì tiểu vũ trụ thần kỳ, ngũ tạng đối ngũ hành, máu giống như dòng sông núi thịt xuyên, nguyên mạch kinh mạch hành đạo pháp chi vận hành. Mục Phong đứng lên, nhìn qua dưới thân chỉ có nửa ao tiên dịch, thở dài một tiếng. Nếu là một người sử dụng, lúc trước một ao tiên dịch chỉ sợ đủ hắn tu luyện tới rất cảnh giới cao. Mà dưới tay hắn nuôi một đoàn huynh đệ, một đám người a, hắn bất quá mới thiên anh cảnh giới hậu kỳ viên mãn, còn không có thành tiên, cái này tiên dịch liền đã chỉ có một nửa. Một người một ngày coi như chỉ phí 10 đồng tiền thế nhưng là hắn dưới đáy có một ngàn người, một ngày chính là một vạn A. À. Huống chi, dưới trướng hắn có 30 vạn đại quân. Mục Phong ra tu luyện đạo trường, xuống tới Sơn, về tới Thiên Phong Hoàng Thành, hắn vừa xuất quan phụ thân liền trực tiếp triệu hoán hắn. Gặp lại phụ thân, phụ thân vui mừng là tam kiếp tiên cảnh giới cường giả, cái này tiên cảnh tu hành tốc độ còn nhanh như vậy, nhưng Mục Phong có chút chịu đả kích. Đương nhiên, hắn phụ thân tu hành tiêu hao tiên dịch so với hắn còn nhiều. Hai cha con ngồi đối diện bàn trà bên cạnh, Mục Thiên nói, vừa vặn ngươi xuất quan, mấy ngày trước đây ta phái người ra ngoài tìm hiểu, lưu vũ tiên cung người còn không có rút về thượng giới, lâu như vậy rông dài không phải biện pháp, chúng ta cũng nên rời đi cái này đại lục. Mục Phong nghe vậy trong lòng hơi động, có chút thất lạc, cuối cùng vẫn là muốn đi sao. Bất quá, cái này đại lục như thế hoàn toàn chính xác không có quá mức đáng giá hắn tại lưu niệm, thân nhân của hắn, huynh đệ, phần lớn đều tại tiên quốc trong thiên địa. Thiên phong 18 châu, bây giờ cũng đã trở thành một mảnh hoang vu. Mục Phong cười nói, cũng tốt, ta cũng thật muốn đi xem một chút tiên giới thiên địa đến tột cùng là bộ dáng gì. Thế giới này chỗ vị diện tầng, hẳn là nối thẳng kia cái gọi là lưu vũ tiên cảnh, nơi đó chỉ sợ đều là lưu vũ tiên cung thế lực, cho nên, chúng ta đến lưu vũ tiên cảnh sau cần phải cẩn thận, đối phương khả năng tại lưu vũ tiên cảnh bên trong cũng tại truy nã chúng ta, cho nên không thể lấy chân diện mục đi lưu vũ tiên cảnh. Mục Thiên lại dặn dò, Mục Phong gật đầu, đối phương ở chỗ này không có tìm được hắn, cũng có khả năng phỏng đoán hắn đi tiên giới, dù sao hắn phụ thân có phi thăng năng lực. Mục thiên lấy ra một bản quyển trục, nói đây là một bản cao cấp dịch dung tiên pháp, người huyễn thuật mặc dù kỳ diệu, có thể thiên biến vạn hóa, bất qua tiên cảnh cường giả linh hồn mạnh, rất dễ dàng nhìn ra thân phận chân thật của ngươi, cái này tiên pháp tu thành, trừ phi là tiên quân cảnh giới cường giả dùng nguyên thần chi lực khắc ý dò xét ngươi, bằng không thì cũng nhìn không ra thân phận chân thật của ngươi, còn có thể cải biến người linh hồn khí tức. Mục Phong tiếp nhận quan sát, cái này tiên pháp tên thiên diện tiên pháp thượng đẳng dịch dung tiên pháp tiên đế cảnh giới phía dưới có thể trốn tránh cao chính mình một cảnh giới cường giả pháp nhãn dò xét kia phụ thân chúng ta khi nào rời đi mục phong hỏi chờ ngươi đem cái này tiên pháp tu luyện có thành tựu đi thôi mục thiên theo sau lại cùng mục phong trò chuyện lên một chút trong tiên giới cái khác chú ý sự tình mục phong lúc này mới cáo biệt rời đi trở về tu hành cái này tiên pháp thanh ly tử bọn người bởi vì bị mục phong liên lụy bây giờ cũng thành đồng phạm bị truy nã tự nhiên không có khả năng về vạn tượng tông đi. Mà thanh ly tử trực tiếp lưu tại cái này tiên quốc thiên địa thiên phong học viện bên trong, dạy bảo hậu bối tu hành. Không thể không nói, đang dạy phương diện, thanh ly tử đích thật là một vị lão sư tốt, có thể tùy từng người mà khác nhau tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hai tháng sau, hai thân ảnh xuất hiện ở vạn trượng đáy biển, hóa thành hai đạo hồng quang phá hải mà ra. Một người dáng người vĩ ngạn, dáng người thẳng tắp, mặt lưu màu trắng râu dài, người mặc đạo bào màu trắng, tiên phong đạo cốt, như là một tên cao nhân đắc đạo. Còn có một người bộ mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng, mặc dù không có trước kia tuấn giật phổ thông rất nhiều, càng lộ ra có nam nhi khí khái, một đầu áo choàng tóc dài màu bạc. Hai người này cũng chính là dịch dung sau mục thiên, mục phong. Hai người phóng lên tận trời, bay thẳng bên trên kia 9 tầng trời, 10 km, 2 vạn mét, 3 vạn mét. Bay thẳng đến lên không trung 5 vạn mét, phía dưới đại địa truyền đến kinh người lực hấp dẫn, sông núi gì chảy đều nhỏ không thể gặp, trong không khí cũng đều là cuồng bạo cương phong, thiên phách cảnh giới cường giả cũng bay được không như thế độ cao, cũng chịu đựng không được cái này không chung. Mà càng phía trên hơn, chính là một đạo vô hình lại là lại tồn tại không gian kết giới bao phủ phương này đại địa. Suốt cục, muốn rời khỏi phương này sinh dưỡng chính mình đại lục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1654, Vũ trụ thiên địa. Phong Nhi, không gian vị diện bên trong không cách nào mở ra tiên quốc thiên địa, ta sẽ dùng tiên nguyên lực bảo vệ ngươi, giúp ngươi ngăn cản không gian loạn lưu, ngươi cắt không được rời đi ta phạm vi trăm trượng bên trong, vì phụ cái này dẫn ngươi gặp biết vũ trụ này thần kỳ. Mục thiên cười nói, mục phong gật đầu, cũng tràn đầy chờ mong, theo sau, mục thiên trong tay nhiều hơn một đóa kim sắc hỏa diễm, hỏa diễm càng thiêu đốt càng tràn đầy, ngưng tụ thành một đóa kim sắc hoa sen. Mục thiên trong tay kim diễm bắn ra, bắn về phía kia vô hình không gian kết giới, không gian xung quanh vặn vẹo. Oanh, kim diễm bộc phát, kia thu liếm đáng sợ phần lực quét sạch mà ra bộc phát ra, không gian kia kết giới oanh minh, thiêu đốt dung mở một phương đen u lỗ lớn, nối thẳng vũ trụ. Đi, Mục Thiên quát nhẹ, kim sắc đốt nguyên lực quét sạch mà ra, bao khỏa chính mình cùng Mục Phong, hai người biến thành hai đạo kim quang xuất vào không gian dung trong động. Vừa tiến vào không gian dung động, bên trong một cỗ đáng sợ hấp lực bộc phát, lôi kéo Mục Thiên, Mục Phong thân thể bay vào trong đó, thân ảnh bị dìm ngập tại hắc ám bên trong. Mục Phong chỉ cảm thấy, một cỗ cường đại giật nhẹ lực tại lôi kéo chính mình hướng trong bóng tối xa đoạn mà đi, nếu không phải Mục Thiên Bạo phát ra một cỗ cường đại khí cơ dẫn dắt hắn, không biết sẽ bị không gian loạn lưu cuốn tới địa phương nào đi. Một lát hắc ám chi hậu, trước mắt rốt cục xuất hiện một mảnh tinh quang sáng lạn thiên địa. Mục Phong nhìn lại dưới thân, chỉ gặp phía dưới, một mảnh rực rỡ màu sắc đại địa bị hình nửa vòng tròn không gian kết giới cách Ly Hắc Ám lơ lửng ở trong không gian, Mỹ Lệ Tuyệt Luân. Mục Phong nhìn qua phía dưới Mỹ Lệ Đại Lục, đôi mắt bên trong cũng tận là ngạc nhiên, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy cái này đại lục toàn cảnh, thật sự là mỹ lệ. Theo sau hắn lại nhìn phía địa phương khác, vậy mà còn trông thấy rất nhiều hoặc lớn, hoặc tiểu nhân đại lục lơ lửng tại mảnh này hư không, khoảng cách cuộc đời mình đại lục khoảng cách nhìn vạn dặm, ánh sao lấp lánh, nhiều như sao trời, chi chít khắp nơi. Cái này, chính là vũ trụ sao. Mục phong rung động trong lòng, vũ trụ chi lớn, một khối đại lục, thật nhỏ như hàng xa. Mà bên trong vùng không gian này, thỉnh thoảng cuốn qua đến một mảnh cường đại tê liệt lực lượng, cũng may có một thiên tiên nguyên lực bảo hộ, mục phong không có chuyện gì. Mà theo cái khác một chút đại lục ở bên trên, vậy mà thỉnh thoảng có thể trông thấy một đạo lưu quang phá giới mà ra, tránh thoát đại lục trói buộc, kia, là cái khác đại lục đắc đạo thành tiên tiên nhân. Mục phong ngẩng đầu nhìn phía hư không chỗ sâu nhất, có một cái cự đại vô cùng thế giới lơ lửng ở phía trên, cơ hồ chiếm đã có được phía trên mọi ánh mắt ánh mắt. Phụ thân, vũ trụ, đến cùng lớn bao nhiêu? Mục Phong rung động hỏi, vũ trụ, không có giới hạn, đến cùng lớn bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có thiên địa chúa tể mới biết được, mà hắn mỗi thời mỗi khắc, đều đang không ngừng khuếch trương, kỳ thật tiên giới, về sau ngươi liền sẽ biết, tại trong vũ trụ cũng không hoặc là nhỏ bé một vực, thiên không dừng tật. Mục Thiên hồi đáp, Mục Phong nghe vậy lộ ra một tia suy tư, sau đó nói, Ngài nói, đã vũ trụ bao dung thiên địa, có thể hay không, còn sẽ có cái khác vũ trụ tồn tại. Mục thiên nghe vậy nhịn không được cười lên, một bàn tay đập vào mục phong trên đầu, cười nói, tiểu tử thúi, người bây giờ liền ngao du vũ trụ tư cách đều không có, còn muốn lấy có hay không cái khác vũ trụ, chờ người tu hành đến đỉnh phong đi vấn thiên địa chúa tể đi, đáp án này, có lẽ cũng chỉ có bọn hắn mới biết được. Đi thôi, đi tiên giới còn cần xuyên qua dài rằng giặc không gian khoảng cách, ở trong đó cũng có thể sẽ gặp phải một chút nguy hiểm, không ở nơi này dừng lại tương lai chờ ngươi có tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần năng lực tại đi thăm dò ngươi vấn đề kia a mục phong gãi đầu một cái cười nói là tâm ta cao vụ xa theo sau mục thiên mang theo mục phong phá vỡ tiến lên kinh người áp lực lực cản hướng phía kia càng thêm bao la vô biên trên trời đất thăng mà đi đại lục phía trên mục phong hai người rời đi về sau một cỗ linh thức liền dò xét đến mục thiên phá vỡ không gian kết giới lưu lại không gian kia hang động hai thân ảnh phi nhanh phá không mà đến nhìn phía cái này còn không có khép lại không gian hang động. Trong đó một tên kiếp tiên nhíu mày, cảm thụ cỗ này lưu lại lực lượng, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Đây là người kia năng lượng khí tức, hắn rốt cục hiện thân, phá giới rời đi cái này bó tay bó chân đại lục vị diện. Ha ha, quá tốt rồi, người mau đuổi theo tung đào phạm, ta lập tức đi bẩm báo đại nhân. Tại cái này nhìn không thấy bờ không gian bên trong phi hành, không ngừng hướng lên phía trên không gian phá vỡ tầng tầng lực cản, không gian loạn lưu bay đi một ngày, hai ngày, mười ngày, một tháng, cái này trưởng dài rằng giặc lữ hành, phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng, có thể trông thấy kia tiên giới, thế nhưng là trước mong mà đi, Mục Phong không biết trong lúc này đến cùng cô lập bao xa khoảng cách. Phóng tầm mắt nhìn tới, xuất phát đại lục, đã nhỏ như một khỏa lưu tinh. Thiên địa tứ phương nói vũ, từ cổ trí kim nói trụ, thời gian, không gian, cộng đồng tạo dựng thiên địa vì vũ trụ, mà hàng xa vị diện, chỉ là vũ trụ phía dưới tầng dưới chót, phía trên phía trên, thiên ngoại hữu thiên A. Mục thiên thở dài, trên đường đi tại cho mục phong giảng giải pháp, thiên địa vũ trụ, chính mình đối nói một chút lĩnh ngộ, mục phong cái này gãy thời gian cũng không có bạch bạch vượt qua, thậm chí hắn cảm giác, phụ thân giảng giải rất nhiều thứ so cổ viêm lão sư nói cao thâm hơn, hắn không cách nào lĩnh ngộ thâm ý trong đó. ầm ầm, mà lúc này, phía trước hư không lại truyền tới một trận chiến đấu ba động. Hai người lập tức cảnh giác, phi thăng mà đi, chỉ thấy phía trước hư không, hai thân ảnh ngay tại chiến đấu cùng một chỗ trong đó một cái là nhân tộc, là một tên bạch bào nam tử, mà đổi thành một cái, lại là một đầu người khoác lớp phải màu bạc, ngoại hình như chuột, sau lưng mọc lên sống lưng đâm thân dài khoảng 8 mét dị thú, miệng đầy răng nanh, cái đuôi như là đuôi rồng, tốc độ kinh người, tại sức cản này trùng điệp không gian, ghé qua như điện. Tên kia nhân tộc cũng là kiếp tiên, tay khống một thanh phi kiếm hóa ra từng mảnh từng mảnh kiếm quang rảo sát cái này dị thú. Hư không chim ăn thịt thú, Mục Thiên Kinh ngạc nói. Mục Phong nghe vậy hiếu kỳ hỏi, phụ thân, cái gì là hư không chim ăn thịt thú? Mục thiên thần sắc có chút ngưng trọng, nói đây là một loại sinh hòa tại loạn lưu trong hư không dị thú, có thể không xem cường đại lực cản, thực lực tại một kiếp tiên cảnh, cửu kiếp tiên cảnh không giống nhau, là rất nhiều phi thăng giả trên đường nhức đầu nhất đối thủ, nếu là gặp phải một đầu còn tốt, đáng sợ nhất chính là. a, à, mà lúc này, kia kiếp tiên bị một đuôi nhanh như thiểm điện quất chúng, đánh tan phòng ngự, cái này kiếp tiên thân thể thổ huyết mà bay gào thét, kia hư không loài săn mồi trong mắt màu đỏ bên trong tất cả đều là hung tàn, mở ra có thể cắn nát linh khí răng nanh miệng lớn, cắn thẳng hướng kia nam tử. Đắc đạo không đổi, phong nhi ngươi cẩn thận, ta đi cứu người. Mục thiên nói xong thân hóa một đạo hỏa quang bạo sát mà ra, một quyền gồm bạo oanh ra, kim diễm quyền kình phá vỡ không gian lực cản, đánh vào kia hư không chim ăn thịt thú thân thể. Gào thét, hư không chim ăn thịt thú kêu thảm, bị một quyền oanh trúng, kim diễm bao trùm thân thể, đáng sợ phần lực thiêu đốt cho nó kêu thảm lui lại phương này vị. Bạo viêm chỉ, thế nhưng là theo sau, mục thiên một đạo kim sắc hỏa diễm chỉ mang ngưng tụ áp xúc bắn ra, theo nó trong miệng lập tức xuất vào trong cơ thể. Oanh, chỉ kinh bạo phát phần lực, cái này hư không loài săn mồi nội tạng toàn bộ bị thiêu đốt thành cho, một nháy mắt bị đốt giết chết phong, toát ra một cỗ nhiệt khí, toàn thân xích hồng, tử vong lơ lửng tại hư không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1655, một cái hố so. Thật là lợi hại, tên kia kiếp tiên trấn kinh nhìn qua Mục Thiên, như thế khó chơi, Lực phòng Ngựa kinh người hư không chim ăn thịt thú lại bị Mục Thiên một quyền một chỉ liền đánh chết. Mục Thiên trong tay nhiều hơn một thanh trường thương, hình kiếm thương nhận phá vỡ cái này hư không chim ăn thịt thú trong cơ thể, lấy ra một cái ngân sắc tinh thạch. Đây là đá không gian, bên trong ẩn chứa không gian chi lực, có thể luyện chế thành tiên giai càn khôn giới chỉ cũng có thể dùng để luyện cái khác một chút bảo vật vẫn còn tương đối đáng tiền tại hạ trương mạt đến từ lam quang đại lục đa tạ đạo huynh ân cứu mạng cái này kiếp tiên vội vàng tới đối mục thiên ôm quyền hành lễ nói ngôn ngữ là vũ trụ tiếng thông dụng nói cũng nghe được hiểu đạo hữu khách khí mục thiên gật đầu cái này trương mạt chỉ là tên nhất kiếp tiên nhân cũng hẳn là bước vào tiên đạo chẳng bao lâu nữa vừa rồi nếu không phải đạo huynh xuất thủ cứu giúp chỉ sợ tại hạ liền phải chết tại cái này nhiệt xúc miệng thực sự cảm kích trương mạt lần nữa thành khẩn hành lễ tiền bối cũng là chuẩn bị phi thăng đi thượng giới tiên nhân mục phong bị mục thiên tiếp dẫn mà đến hỏi trương mạt quan sát mục phong cười nói chính là hai vị là sư đồ sao không ta hai người là phụ tử cũng là chuẩn bị phi thăng đi tiên giới mục phong cười nói ha ha như thế rất tốt cứ như vậy liền có người kết bạn mà đi đạo huynh ta có thể hay không tùy các ngươi một đường đồng hành không ngại nhường đường huynh trò cười ta là thật có chút sợ gặp lại loại này xúc sinh Trương Mạt Đại Hỉ muốn cùng Mục Thiên phụ tử đồng hành. Dù sao Mục Thiên thực lực mạnh hơn hắn, nếu là có thể kết bạn mà đi, an toàn rất nhiều, theo Mục Thiên vừa rồi cố ý cứu hắn đến xem, hiển nhiên cái này hai cha con cũng không phải ác nhân. Mục Thiên không có cự tuyệt, cười nói, tự nhiên có thể thực hiện, nơi này cách tiên giới cũng không xa. Theo sau Trương Mạt liền gia nhập hai cha con, ba người đồng hành, mà Mục Phong thì hiếu kỳ cùng Trương Mạt trò chuyện lên Trương Mạt Đại Lục một chút tin đồn thú vị. Cái này Trương Mạt tại hắn đại lục ở bên trên cũng là tên tiếng tăm lừng lấy kiếm tiên cường giả, vừa đột phá kiếp tiên cảnh giới một năm, liền chuẩn bị phi thăng đi tiên giới đường xá gặp kia hư không chim ăn thịt thú. Ngay tại ba người sau khi đi không bao lâu, sau lưng trên trăm đạo thân ảnh phá không đuổi theo, đứng tại mục thiên kích sát kia hư không chim ăn thịt thú bên cạnh thi thể. Một tên tiên quân tiên niệm dò xét về sau khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Quả nhiên là tiểu tử kia nguyên lực khí tức, nhìn thi thể, bọn hắn vừa đi không bao lâu, truy. Cái này tiên quân tên mặc diệp mặc nha tiên quân dưới chướng một tên tiên quân cường giả, lưu thủ tại đại lục ở bên trên tìm kiếm mục phong tin tức. Mặc diệp dẫn một đám người nhanh chóng đuổi theo, tốc độ kinh người, những người này, tại không gian này bên trong tu vi không bị áp chế, cả đám đều phóng xuất ra dọa người tu vi khí tức, thất kiếp tiên cảnh, bát kiếp tiên, thậm chí cửu kiếp tiên có khối người. Mặc diệp tiên quân, càng là khôi phục hắn tiên quân cảnh giới đáng sợ tu vi. Đột nhiên, mục thiên bước chân dừng lại, nhìn phía phía dưới vô tận không gian, chỉ gặp một đám người chính nhanh chóng đuổi theo. Mục Thiên trong lòng hơi trầm xuống, vội vàng truyền âm Mục Phong, Mục Phong nhìn lại, trong lòng cũng là không khỏi một trận âm trầm. Đừng hốt hoảng, hiện tại bọn hắn nhìn không ra chúng ta chân thân. Mục Thiên bình tĩnh nói, quả nhiên, mặc diệp tiên quân bọn người phá không mà tới, vô số linh thức theo ba người trên thân đảo qua về sau không có quá nhiều lưu ý, tiếp tục lên cao đuổi theo. Mục Phong trong lòng thầm thả lỏng khẩu khí, chờ chút, đột nhiên, Mạc diệp tiên quân lúc này đột nhiên nói một đám người dừng bước lưu lại đại nhân thế nào có kiếp tiên hiếu kỳ hỏi theo đạo lý đã đuổi kịp bọn hắn mới là thế nhưng là phía trên còn không có trông thấy bóng người mặc diệp quan sát phía trên nhanh đến đạt tiên giới nhìn phía phía dưới ba người đi theo ta hắn mang theo đám người này lại bay về phía mục phong ba người một đám người đem mục phong ba người bao vây lại trương mạt lộ ra vẻ kinh hoàng những cường giả này từng cái khí thức đều so với hắn cường đại thật nhiều, Mục Thiên, Mục Phong hai người cũng vừa đúng lộ ra bối rối. Ba người các ngươi, có thể thấy được qua hai người này. Mặc diệp tiên quân trong tay ngưng tụ ra Mục Thiên, Mục Phong hai cha con quang ảnh chân dung. Chưa thấy qua, ba người đều là lắc đầu nói. Chưa thấy qua, Mặc diệp nhướng mày, còn đang muốn dùng tiên niệm hảo hảo tìm kiếm ba người lúc. Lúc này Mục Thiên đột nhiên ngón tay một phương nói, bất quá đại nhân, vừa rồi ta nhìn thấy có hai thân ảnh vội vàng hướng cái hướng kia bay đi. Mạc diệp tiên quân nhìn về phía chỉ phương hướng, quả nhiên cũng có hai tên kiếp tiên quang ảnh. Truy, mặc diệp quát lạnh nói, một đám người phá không mà đi. Bất quá hắn quay đầu, hỏi một câu, vừa rồi có kia hư không chim ăn thịt thú là ai giết thật sự là thật bản lãnh. Ha ha, kia là vị đạo huynh này giết, trương mặt vô ý thức tiếu đáp nói, mà mục thiên, lại là sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, cái này hố tệ. Mà mặc diệp, nghe vậy thân hình lại là ngừng lại, lạnh lẽo nhìn phía mục thiên. Ngươi, còn muốn ẩn tàng sao oanh đáp lại hắn là một cỗ kim sắc vạn cổ kim lưu viêm gào thét quét sạch mà ra trong nháy mắt diệt sát hướng về phía đám người này a à, ba tên kiếp tiên chưa kịp né tránh bị vạn cổ kim lưu viêm quyển trung thiêu đốt thành cho tàn Đi, mục phong giống to nắm lên mục phong nhanh chóng phá không mà đi trốn hướng về phía kia phía trên tiên giới trương mạt không biết tình huống như thế nào cũng theo bản năng theo mục thiên một chữ đi cùng theo trốn người kia chính là mục thiên bọn hắn đuổi theo cho ta mặc diệp giống to mang theo nhân mã đuổi theo hắn tiên quân cảnh giới đáng sợ tiên nguyên lực nương theo nguyên thần gào thét mà ra tiên nguyên hóa thành một cái lao nhanh giang hà sông ra muốn đi chặn đường mục phong ba người tiên nguyên lực cũng hoàn toàn chính xác lấy rất nhanh tốc độ vào tới ba người phía trước biến thành một mặt màu đen kết giới chặn đường những người khác vội vàng phá không mà lên đi cản lấp bố trí kết giới đạo huynh đây là có chuyện gì à? a kia trương mặt kinh hoàng nói một mặt mộng bức a à. trương tiền bối ta hai cha con bị ngươi lừa thảm rồi. Mục Phong đắng chát cười, ta hố các ngươi, trương mặt mẹ nó muốn mắng người, đây rốt cuộc người nào hố ai vậy? Mục Thiên gầm thét, Phản cổ kim lưu viêm phá vỡ mặc diệp phòng ngự, bất quá mặc diệp cũng theo đó bay lên, chặn đường tại phía trên. Bạch, 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 cái khác kiếp tiên người cũng chặn đường vây ở chung quanh hư không, đem ba người vây quanh. Hảo thủ đoạn, kém chút lừa gạt được chúng ta pháp nhãn. Mặc Diệp cười lạnh nhìn qua Mục Thiên, nói, Mục Thiên, cái kia hiện ra chân thân a. À. Mục Thiên Mục Phong hai cha con sắc mặt lạnh lùng, Mục Thiên lạnh lẽo nói, thật đúng là một cái tốt cái mũi chó, vậy mà có thể đuổi tới nơi này đến. Hừ, né lâu như vậy, hôm nay hai người chính là cha ngươi tử tử kỳ, ở chỗ này, rốt cục không cần bó tay bó chân. Mặc Diệp cười lạnh, theo sau bước ra một bước, Thao Thiên Tiên nguyên lực nghiền ép mà ra, năng lượng khí thế sau kiếp tiên cảnh giới cường giả cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Ở chỗ này, ta cũng không e sợ ngươi kia vạn cổ kim lưu viêm. Mặc diệp cười to, ngưng tụ một đạo kinh khủng màu lam trưởng ấn đánh về phía ba người. Cái kia đáng sợ chân áp lực lượng, muốn đem ba người đè ép bạo tạc, mục phong tại cỗ lực lượng này trực tiếp động đậy không được, tựa như thiên hướng mã nghi áp bách xuống. Cái này, mới là tiên quân đại năng chân chính uy năng sao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1656, giết vào tiên giới. run rẩy sợ hãi, đây là một loại đến từ chân chính cao đẳng sinh mệnh, linh hồn, năng lượng truyền đến cảm giác áp bách cảm giác. Giờ khắc này, Mục Phong phảng phất tại đối mặt chính là thiên đạo, lúc này hắn mới minh bạch, nguyên lai like tại phụ thân dưới tay kinh ngạc tiên quân cảnh giới cường giả, đến cùng khủng bố đến mức nào. Không đề cập tới đã là tiên quân cảnh giới đỉnh phong mặc nha, cái này mặc diệp, chỉ là mặc diệp thân thuộc dưới trướng, thực lực không bằng mặc nha, chân chính bộc phát khí thế liền để Mục Phong cảm giác được kinh khủng. Nỗi sợ hãi này là nhỏ yếu sinh mệnh, đối cường đại sinh mệnh trời sinh có sợ hãi. Liên liên hắn tại cổ tiên thành giết qua kiếp tiên nhóm, không bị áp chế, toàn lực bộc phát ra tu vi năng lượng cũng là nhường mục phong kinh hãi. Đạo, đạo huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào lần này chết chắc. Kia trương mặt hàm răng đều đang run rẩy mẹ nó, thật phất vả tu luyện thành tiên phi thăng dễ dàng sao, đầu tiên là bị một đầu hư không chim ăn thịt chuột treo lên đánh, hiện tại lại đối mặt một cái đáng sợ cường giả đột nhiên hạ sát thủ. Chỉ có mục thiên mặt không sụp đổ sắc, không nhận cỗ này khí thế đáng sợ, nguyên thần uy áp đe dọa. Châu Nhi, Mục Thiên giống to, điều động vạn cổ kim lưu viêm oanh đi lên, xung kích hướng về phía mặc diệp tiên quân rơi xuống cái này kinh khủng một trường. Oanh, vạn cổ kim lưu viêm cuồng bạo oanh kích đi lên, không có cổ phụ Mục Thiên kỳ vọng, trực tiếp đem đạo này tiên nguyên đại thủ ấn đánh nát. Cuồng bạo năng lượng quét sạch ngàn dặm phạm vi, kia vạn cổ kim lưu viêm vậy mà phản xung hướng về phía mặc diệp tiên quân. Không hổ là đỉnh cấp bát giai tiên viêm, Mặc diệp quân vương sắc mặt cũng là khẽ biến, theo sau bạo hống, đồng loạt ra tay. Oanh, lập tức, trên trăm vị cường đại kiếp tiên cùng nhau xuất thủ, đáng sợ tiên nguyên lực đồng loạt đánh về phía cái này vạn cổ kim lưu viêm. Như là vô số hồng thủy xung kích tại một hồi thao thiên hỏa hải bên trong, bất quá, rốt cuộc chôn vùi cái này đại hỏa, cuồn cuộn năng lượng nghiền ép hướng về phía ba người. Mục thiên khống chế vạn cổ kim lưu viêm hóa thành màn lửa phòng ngự ở ba người, tiếp nhận cái này tiên nguyên lực oanh kích, không gian bên trong, bị chiến đấu nhắc lên một cỗ không gian cổ phong. Ngũ trọng phần đạo lực, đốt, mục thiên gào thét, trong cơ thể bạo phát ra một cỗ đáng sợ phần đạo chi lực tràn vào không vạn cổ kim lưu viêm bên trong. Oanh, như là tức giận dầu tưới lên hoa lửa bên trên, cái này vạn cổ kim lưu viêm uy lực, phần lực nhiệt độ, vậy mà trong nháy mắt tăng lên rất nhiều lần, vòng lại mà ra, trực tiếp thiêu đốt mở những này oanh kích tới tiên nguyên lực. Ngưng, mục thiên bạo hống, một cỗ vạn cổ kim lưu viêm phân hóa mà ra, ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm cự kiếm, kiếm vô kiếm ý lại là có một cỗ đáng sợ đốt cháy lực lượng Hồng hộc cái này hỏa diếm cự kiếm chém bổ ra như là phá sóng chi chu bổ ra từng đạo tiên nguyên lực bổ vào ba tên thất kiếp tiên nhân phòng ngự bên trên a à, cái này ba tên thất kiếp tiên nhân kêu thảm bị uy lực lớn tăng kim chảy cự kiếm bổ ra phòng ngự biển lửa một nháy mắt thôn vệ ba người ba người kêu rên tiên anh cũng không kịp trốn trực tiếp bị thiêu đốt thành cho tàn cỗ này đạo lực mặc diệp sắc mặt kinh hãi cỗ này đạo lực mạnh, đều tại hắn cái này lính mộ tứ trọng đạo lực tiên quân cường giả phía trên. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh tiên đao, một đao bổ ra, ngưng tụ 10 trượng đao mang bên trong ẩn chứa uy lực đáng sợ, nguyên lực, còn có một cỗ cường đại đao đạo lực lượng. Màu đen đao mang bổ vào hỏa diếm cự kiếm bên trên, tăng thêm những cường giả khác công kích, rốt cục đem một kiếm này đánh nổ. Trương Huynh, giúp ta một việc, ta giết ra đường máu, ngăn lại địch nhân, người mang phong nhi chạy ra vây quanh, tiến vào tiên giới. Mục thiên đối trong kinh hãi trương mặt hét lớn. Trương mặt dù sao cũng là tu đạo nhiều năm, trải qua rất nhiều sinh tử tôi luyện kiếm tiên, lấy lại tinh thần, kinh ngạc gật đầu đáp ứng. Mục thiên hai con người như điện, trong cơ thể một cỗ mạnh hơn đạo lực mãnh liệt mà ra, hôm nay liền nhường các người biết, như thế nào chân chính đại năng giả. Lục trọng phần đạo lực, đốt, mục thiên gào thét, trước mắt hắn nhục thể, cảnh giới có khả năng tiếp nhận một cỗ cực hạn đạo lực tuôn ra, hóa thành thao thiên hỏa hải, tràn vào vạn cổ kim lưu viêm bên trong vạn cổ kim lưu viêm uy lực lại chướng mấy lần, thế lửa quét sạch hư không. Mục thiên làn ra trình độ, thân thể trình độ đều đang nhanh chóng bốc hơi, người trở nên xích hồng, hai con người tiêu đốt hỏa diễm, bên ngoài thân trong lỗ chân lông cũng dâng trào bùng cháy lên hỏa diễm, tựa như hỏa thần hàng thế. Thập kiếm đông lai, ngưng, mục thiên không có kiếm, ngưng diễm làm kiếm, ngưng tụ ra 10 chuôi hỏa diễm cự kiếm, biến thành 10 đạo kiếm quang bổ về phía thập phương. Tiếp tiên nhóm kinh hãi tránh né, theo sau, mục thiên lại một quyền phần thiên hoành sung hư không oanh đáng sợ quyền mang nối thẳng hư không quán xuyên mấy ngàn mét hơn mười tên vây quanh kiếp tiên bị quyền kình nuốt hết một nháy mắt biến thành hỏa nhân kêu thẳng vẫn lạc mặc diệp tiên quân cũng bị một quyền này oanh chúng phòng ngự nguyên lực không ngừng bị thiêu đốt tan giã hắn hoảng hốt trở ra cỗ này đạo lực đã đạt đến tiên quân cảnh giới đỉnh phong cái này mục thiên quả thật là đại năng chuyển thế sao phụ thân mục phong gào lên đau xót nhìn qua thiêu đốt thành hỏa nhân mục thiên gào thét, dạng này siêu phụ tải chiến đấu, đơn giản chính là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm. Trương Huynh, dẫn hắn đi, mục thiên giống to, trương mặt vội vàng tế ra chính mình bản mệnh tiên kiếm, hóa thành một trượng lớn nhỏ, vội vàng bắt lấy mục phong, hướng mục thiên giết ra lỗ hổng trùng sát mà đi. Thả ta ra, mục phong gầm thét, cũng là bị trương mặt chăm chú chói buộc chặt. Cản lại hắn, mặc diệp quát lạnh, lập tức có hơn 10 tên kiếp tiên đuổi theo. Mục thiên thét dài một tiếng, biến thành một đạo hỏa quang, thẳng hướng kia chặn đường hơn 10 tên tiên nhân, vạn cổ kim lưu viêm quét sạch giết ra. Cái này hơn 10 người hoảng hốt, vội vàng phòng ngựa tránh né, trương mặt mang theo mục phong rốt cục sông ra vây quanh, bay về phía kia đã gần tại không xa tiên giới. Trương mặt giống to, trong cơ thể kiếm nguyên lực tràn vào trong kiếm, tiên kiếm phá giết gào bay ra, chạm tại tiên giới phía dưới ngăn cách giới chảy bên trên. Oanh, 10 trượng kiếm quang cô động cực hạn, bổ ra một đạo lỗ hồng lớn, hắn nắm lấy mục phong liền bay về phía tiên giới loạn lưu tầng. Phụ thân, mục phong gào lên đau xót, nhìn qua siêu phụ tải chiến đấu trận đường địch nhân mục thiên trong nháy mắt nước mắt mục. Phong nhi, con đường sau đó ngươi có thể muốn đi một mình, nhớ kỹ, ngươi, là ta mục thiên nhi tử, ngươi là tiên giới tu la chi chủ nhi tử, mặc kệ gặp phải khó khăn gì cùng đả kích không thể lùi bước, vô vị không sợ, bóp nát hắn. Mục thiên tiếng giống to quanh quẩn mà đến, mục phong há to mồm, im ắng nước mắt mục. Bất quá một tên kiếp tiên, vẫn là tha mở hắn, một quyền đánh về phía trương mặt cùng mục phong. Âm ầm minh mông thổ hoàng sắc quyền mang quét sạch đến, ẩn chứa đại địa chi lực, trương mặt gầm thét một kiếm bổ ra, bất quá kiếm mang trực tiếp bị quyền kình nghiền nát tan tành, đối phương là một tên thất kiếp tiên nhân, thực lực mạnh hơn trương mặt quá nhiều. Phốc phốc, trương mặt bị oanh chúng thổ huyết trở ra, bất quá vì mục phong chặn hơn phân nửa lực quyền. Hai người bị đánh bay sông vào tiên giới không gian loạn lưu tầng bên trong, bị hắc ám thôn phệ. Kia thất kiếp tiên nhân đuổi theo, bất quá một thanh hỏa diễm ngưng tụ chiến thương trong nháy mắt đánh tới, lực xuyên thấu phòng ngự của hắn, động giết tại thân thể. A, à, cái này thất kiếp tiên nhân kêu thảm, thân thể bị bộc phát phần lực trong nháy mắt thiêu đốt thành cho tàn. Mà Mục Thiên một người, lâm vào sinh cùng tử khổ chiến bên trong. Tình thương của cha như núi, chớ quá như thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1657, bắt đầu phúc lợi trương mặt mục phong bị một quyền trọng thương đánh vào tiên giới không gian chảy tầng bên trong, mà mục phong tức thì bị không gian loạn lưu quét sạch sạch hướng trương mạt, không biết cuốn vào địa phương nào. a, à, mục phong kêu thảm, kia không gian loạn lưu tựa như từng đạo lưỡi dao, cạo xương đao xé rách thân thể của hắn. hắn nguyên lực tuôn ra nguyên lực ngăn cản, bất quá cũng vô pháp ngăn cản không gian loạn lưu, thân thể bị xé nứt ra từng đạo vết máu, bị cuốn vào vô biên hắc ám. bất quá cũng may đã tiến vào tiên giới không gian loạn lưu tầng bên trong còn có một chút hy vọng sống, nếu là tại vô tận không gian trong vũ trụ, Mục Phong lại mở không ra tiên quốc thiên địa, chỉ sợ chỉ có một con đường chết đi. Mục Phong nhẫn thụ lấy xé rách nỗi khổ, cũng may hắn nhục thể cường đại, có thể kiên trì thật lâu. Suốt cục, Mục Phong cảm thấy một cỗ yếu ớt không gian chảy tầng, hắn gầm lên giận dữ, nguyên lực trong cơ thể gào thét như rồng tuôn ra, một quyền đánh vào yếu ớt không gian chảy tầng bên trong, bôn lôi quyền kình oanh minh. Oanh, không gian chấn động, một cái khe trong nháy mắt mở ra, để lộ ra sáng ngời. Mục Phong không do dự, lập tức dấn thân vào sông vào cái này vỡ vụn trong vết nứt không gian. Gào thét sóng biển một làn sóng thắng qua một làn sóng, sóng biển sung kích bên trong, ẩn chứa năng lượng cường đại, cường đại hải giao, tại màu xanh thẳm tiên hải bên trong lăn lộn, trên bầu trời, thỉnh thoảng liền có một đầu thượng cổ hung cầm dị thú bay lượn mà qua. Kia vô biên tiên hải bên trên, không biết có bao nhiêu diện tích bao la, không biết bao nhiêu bao la đường kính xuyên qua mấy trăm vạn dặm đại lục, đại địa, hòn đảo, tọa lạc tại tiên hải bên trong, bách tộc san sát. Từng tòa tiên sơn lơ lửng tại trên mặt biển, đại lục phía trên. Không bờ bến đại địa bên trên, có vô tận nhân khẩu, thành thị, phồn vinh văn minh, cường đại người tu đạo, năng lực thông thiên tiên nhân. Lâm Tử Thành, bất quá là trên phiến đại địa này một tòa phổ thông thành thị, bất quá diện tích bao la mấy ngàn cây số, chiếm diện tích hơn một nghìn vạn cây số vuông, trên sinh hoạt trăm triệu nhân khẩu. Lâm gia, từ Lâm Thành bên trong đỉnh cấp tu đạo gia tộc, tộc nhân trăm vạn, nhân tài không dứt càng có đông đảo kiếp tiên cảnh giới đại năng tỏa chấn tú nhi huân hương cánh hoa nhiều vung một điểm lâm ra nội bộ một tòa xa hoa trong phủ đệ kia sương mù lượn lờ lộ thiên suối nước nóng trong tiên trì một đạo mỹ diệu dáng người ngâm tại trong nước hồ chung quanh có thật nhiều mỹ mạo thị nữ hướng trong ao vung lấy cánh hoa những này thị nữ tu vi đều có thiên phách cảnh giới chi cao nàng làn da như là dương chi ngọc trắng nõn ôn nhuận lông mày như vẽ mặt phấn đỏ má mắt hạnh nhắm lại ẩm ướt phát đãng nước thon dài thẳng tắp đùi ngọc nhô ra mặt nước vung lên một trận bọt nước, kia ao nước phía dưới. Ngạch, sai lầm sai lầm, không thể miêu tả, không thể miêu tả. Thật là thoải mái a à. vẫn là hưởng thụ sinh hoạt dễ chịu, mỗi ngày tu luyện, tu cái gì luyện, một mực tu tiên luyện đạo có cái gì niềm vui thú. Thiếu nữ nâng lên một vòng bọt nước rội xuống, ẩn chứa đại lượng linh khí ao nước theo thon dài cổ hướng chảy kia để cho người ta si say khe rãnh ở giữa. Vô tận tiên không, không gian đột nhiên vỡ ra, theo sau, một thân ảnh từ đó bay ra rơi xuống. Mục Phong hít một hơi thật sâu, đại lượng ẩn chứa tiên khí không khí hút vào trong phổi, thần thanh khí sảng. Thế nhưng là theo sau một cỗ cường tuyệt lực hấp dẫn đột nhiên lôi kéo mà đến, thanh niên thân thể tựa như một đạo lưu tinh trụy lạc hướng về phía phía dưới thành thị. A, à, ta dựa vào, Mục Phong quá sợ hãi, cái này tiên giới trọng lực so phàm giới mạnh vô số lần, hắn một nháy mắt vậy mà không có thích ứng kịp phản ứng, trực tiếp rơi xuống hướng về phía phía dưới đại địa có cố kỳ lạ lực lượng áp chế thậm chí không cách nào phi hành. A, à, có lưu tinh. Lâm Phỉ Nhi nhìn qua bầu trời một đạo lưu tinh rơi xuống kinh ngạc nói, nàng đến là không có hoài nghi là tu sĩ, bởi vì lâm ra trên không có cấm bay pháp trận, ngoại trừ lâm ra các tiên nhân, người bình thường đều không thể phi hành. A, à, theo sau, một đạo kéo dài thanh âm truyền đến, một thân ảnh rơi đập hướng về phía ao suối nước nóng bên trong. Oanh, mặt nước lăn lộn mà lên, ao nước nhấc lên kinh láng, chung quanh bọn thị nữ đều là thét lên lên tiếng. Ao nước bị nhấc lên, nữ tử kia Mỹ diệu thân thể càng là bại lộ trong không khí. Nàng chấn kinh nhìn qua một màn này, một thân ảnh cắm ngược hành nhập vào đáy ao, kim cương đáy ao đều bị nện nát, nửa cái thân thể chôn dưới đất, hai chân lung tung đạp. Cái này hoàn mỹ nhảy cầu rơi xuống đất ngã gục tư thái yêu Mỹ có một phong cách riêng, trầm ổn bên trong lộ ra bá đạo cùng trương dương, ổn bên trong mang ra, ta cho 10 điểm. Theo sau, bịch một tiếng, lôi đình chấp động, hắn oanh phá không đáy ao đứng lên, đánh giá hết thảy chung quanh mà chung quanh hơn 10 tên thị nữ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua nàng, Lâm Phỉ Nhi cũng là chấn kinh nhìn qua người này, quên đi chính mình cũng không có mặc y phục. Lọt vào trong tầm mắt, chính là trắng lóa như tuyết, kia đứng ngạo nghễ hai ngọn núi phá lệ hút người nhãn cầu. Lộc cộc, Mục Phong run run xuống yết hầu, nhìn qua Trần Trụi Uyển chuyển thân thể mềm mại, Văn Minh xem bóng, đẹp trai nguyệt lại đưa phúc lợi tới cửa. Mà đối phương cũng đang khiếp sợ nhìn qua nàng, bốn mắt nhìn nhau, theo sau, a, à, tiếng giết đâm người màng nhĩ, thiếu nữ thét lên, nguyên lực bộc phát ra, một quyền đánh vào mục phong thân thể, theo sau, vội vàng lấy ra một kiện thanh y che thận, che đậy tốt đẹp xuân quang. Bành, một quyền này, thế nhưng là thiên anh cảnh giới trung kỳ cường giả một quyền, rơi vào trên thân thế nhưng là không dễ chịu. Mục phong bị một quyền oanh trúng đụng vào che tường xây làm bình phong ở cổng bên trên. Có dâm tặc A, theo sau, hơn 10 tên thị nữ thét lên, từng cái sông tới, khoa chân múa tay đối phong ca chính là một trầu bạo dẫm hành hung. Mập mạp chết bầm, cái này mẹ nó lại là cái gì kịch bản phong ca trong lòng giống to, khóc không ra nước mắt, hiện tại cũng như thế lưu hành hố nhân vật chính. Đủ rồi, phong ca đường đường tám thước thân nam nhi, nơi đó cho phép một đám nữ tử khi phụ, gầm thét một tiếng, bạo phát ra lô đình khí kinh, đánh bay cái này hơn 10 tên thị nữ. Tiểu thư, thế nào? Mà lúc này, trong phủ, một đoàn lâm gia hộ vệ vọt vào, 13 tên thiên anh cảnh giới cường giả xông vào nơi này. Cho ta bắt hắn lại, lâm phỉ nhi nổi giận chỉ hướng mục phong quát những người này nhìn phía mục phong người này không có lâm gia đệ tử lệnh bài cùng huyết mạch khí thức hiển nhiên không phải lâm gia đệ tử tiểu tử người cũng dám xâm nhập lâm gia người tới cho ta bắt hắn lại một tên người mặc áo bào màu xanh hộ vệ trưởng giận dữ hét lập tức hai người xông lên phía trước đi bắt mục phong mục phong hiện tại trong lòng vẫn là một mảnh mờ mịt mộng bức đây là nơi nào ta ở phương nào bất quá hai cỗ khí thức cường đại đập vào mặt hai người bạo sông mà tới hai tay chụp hướng về phía mục phong bả vai mặc kệ người ở chỗ nào bất quá hắn biết hiện tại chính mình có phiền phức không thể để cho người ta bắt lấy mục phong gầm nhẹ một bước đạp lên nguyên lực bộc phát ta bay ai hắc không bay lên được mục phong kinh hãi nơi này không gian có một cỗ đáng sợ trận pháp lực lượng giam cầm phi hành kết quả một đạo đại trưởng ấn ngưng tụ một bàn tay theo bên trên hướng mục phong đánh tới có một thức từ trên trời giáng xuống trưởng pháp các ngươi còn nhớ được dĩ nhiên không phải như lai thần trưởng, mà là lâm gia tiên pháp thanh nguyên thủ. Mục Phong đấm ra một quyền, bôn lôi quyền kình gào thét, đánh nát đạo trưởng ấn này. Theo sau, hai người kia chụp giết mà đến, nguyên lực gào thét mà tới, Mục Phong song quyền như rồng lăn lộn mà ra, Cùng bạo quyền kình đẩy ngược hai người nguyên lực. Bành, bành, cái này hai tên thiên anh cảnh giới trung kỳ cường giả kêu thảm, làm sao xông lại làm sao đến bay trở về. Phế vật, cùng tiến lên, kia hộ vệ đội trưởng quát lạnh, lập tức cái khác 10 tên thiên anh cường giả cùng nhau giết tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1658 Thiên Đằng Võng Khốn Thanh Nguyên Thủ, Mộc Đằng Thuật, 10 tên thiên anh cảnh giới cường giả cùng nhau hướng Mộc Phong đánh tới, màu xanh trưởng ấn mang theo cuồng bạo cương phong cuốn tới, từng đạo mấy mét đường kính thô dây leo lăng không sinh ra, hướng Mộc Phong quấn quanh mà đến. 10 loại nguyên kỹ thuật pháp trong nháy mắt hướng mục phong quang tới vạn kiếp lôi ngục, mục phong trong cơ thể lôi đình tỏa ra, tay bắt hư không, dẫn động lôi đình, một cỗ tử sắc lôi đình ngưng tụ bao phủ thân thể, biến thành lôi đình kết giới bao phủ chính mình. Oanh, mấy đạo thanh nguyên thủ đánh vào lôi ngục kết giới bên trên oanh minh không dứt, kia màu xanh dây leo tựa như lợi kiếm nhất đâm tới, đâm tới kết giới bên trên tựa như đâm vào cứng rắn vạn lần kim cương kính ly bên trên, không cách nào đâm xuyên vạn kiếp lôi ngục. Thật mạnh phòng ngự, người người này sắc mặt biến hóa, 10 người công kích vậy mà cũng không đánh tan được ra hỏa này phòng ngự. Lôi dương, mục phong gầm nhẹ, trong tay ngưng tụ lôi dương, hướng 10 người bắn mạnh tới. Siêu, lôi dương hóa thành một đạo lôi quang bắn ra, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo lôi đình phóng thích mà khai tiệc quyển tám phương, xây dựng bên trên phòng ngự trận văn sáng lên, ngăn cản năng lượng xung kích. Ao suối nước nóng bên cạnh cây cối lại là toàn bộ bị bạo tạc thành vỡ nát. Cuồng bạo lôi đình lực bộc phát xung kích tại 10 người phòng ngự bên trên oanh phá phòng ngự, lôi đình nhập thể. A, à, 10 người kêu thảm, bị lôi đình chi lực đánh vào trong cơ thể thổ huyết chấn thương, bắn ngược quảng đâm vào trên vách tường. 10 tên thiên anh tinh anh hộ vệ vậy mà đều không phải ra hỏa này đối thủ. Lâm Phỉ Nhi đều có chút chấn kinh, 10 người kia bên trong, có mấy tên tu vi cảnh giới cùng mục phong tương đương, thế nhưng là tại nhân thủ này bên trong lại là như thế không chịu nổi một kích. Đây là mục phong không có hạ sát thủ, không phải 10 người kia đã thành cho. Tiểu tử, kia hộ vệ đội trưởng tiếng giống giận dữ tựa như lôi đình chấn đến, tự mình xuất thủ, màu xanh biết nguyên lực bộc phát, rõ ràng là tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong đại thành cường giả. Hắn một trường ngưng tụ thanh nguyên thủ oanh sát đến, một cái khác chân đạp đại địa, từng đạo dây leo sinh ra, quét sạch hướng về phía Mục Phong. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong cơ thể một cỗ cuồng bạo phần lôi chi lực tuôn ra, ngưng tụ tại bàn tay bên trong, phù văn sen lẫn ở giữa biến thành một phương đỏ hồng lôi ấn. Âm ầm, hạ lôi thần ấn oanh sát mà ra, chính diện hám kích hướng về phía đối phương thanh nguyên thủ. Oanh, lôi ấn cùng thanh nguyên thủ va nhau, hai cỗ bạo tạc lực xung kích hư không, vòng lại bát phương, hạ lôi thần ấn lực bộc phát vậy mà áp chế qua thanh nguyên thủ, lôi kình hóa thành thiểm điện đánh về phía cái này hộ vệ đội trưởng. Cái này hộ vệ đội trưởng biến sắc, vội vàng ngưng tụ một mặt to lớn lá xanh bộ dáng phòng ngự hộ thể, phần lôi thiểm điện đánh vào lá xanh bên trên bạo tạc vỡ vụn. Bất quá lúc này, từng đạo dây leo từ dưới chân mà sinh, quấn chặt lấy mục phong hai chân, theo sau lan tràn mà lên, bọc lại mục phong thân thể. Ha ha, quấn chặt lấy, bắt hắn lại. Trước đó kia 10 tên hộ vệ đại hỉ, vội vàng lại nhào mà lên, một cỗ nguyên lực quét sạch bao khỏa mà tới. Kim ly huyết hỏa, đốt, quấn quanh bao khỏa thanh đằng bên trong truyền đến quát lạnh một tiếng, một cỗ xích kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát ra, kia thanh đằng thiêu đốt, bị tránh thoát đánh nát. Mục Phong đấm ra một quyền, hỏa diễm liên hoa nở rộ, quyền kinh cuồng bạo đẩy ra, 10 người kia kêu thảm lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nằm xuống, kia hộ vệ đội trưởng bạo khởi một đao bổ tới, đao đoạn sơn nhạc chi lực phá không đánh xuống, ẩn chứa đáng sợ đao mang muốn đem mục phong chém thành hai khúc. Mục phong gầm nhẹ, song trưởng kẹp lấy, lôi đình nguyên lực tuôn ra ngưng tụ hai đạo đại thủ kẹp lấy đánh xuống đao mang trực tiếp chấn vỡ. Hắn trong hai con người một cỗ cường đại linh hồn nguyễn lực tuôn ra, đánh vào cái này hộ vệ đội trưởng linh hải bên trong, tư lưu thâm nguyên thuật phóng thích. Cái này hộ vệ đội trưởng ý thức trong nháy mắt như là rơi xuống vào vô biên trong vực sâu, linh hồn đã mất đi nhục thể lực khống chế. Mục Phong đấm ra một quyền, bôn lôi quyền kình đánh vào cái này hộ vệ đội trưởng trên thân thể. A, à, cái này hộ vệ đội trưởng kêu thảm, bị một quyền đánh bay, trong cơ thể xương cốt vỡ vụn, lôi đình nhập thể bị thương nặng nội tạng nhục thể, bị đánh bay đụng vào trên vách tường, một nửa thân thể đều đâm vào trong vách tường. Ha 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 ha, đi. Mục Phong cười to, một fan chiến đấu, trước đó tích tụ ở trong lòng biệt khuất chi khí phóng thích mà ra, quả nhiên, chiến đấu là tốt nhất phương thức phát tiết. Bước chân hắn đạp mạnh thân thể bắn lên cao hơn 10 trượng, rơi vào nóc nhà bên trên, chuẩn bị chạy trốn. Mãng thúc, bắt hắn lại, kia lâm phỉ nhi không vội không hoảng hốt, từ tốn nói. Bạch, một thân ảnh trong nháy mắt theo phía dưới phá không mà đến, một cỗ đáng sợ nguyên lực quét sạch mà ra, cái này nguyên lực bên trong, thình lình có một thành tiên nguyên lực dung nhập trong đó, kiếp tiên uy áp quét sạch áp bách hướng về phía mục phong. Mục phong sắc mặt đại biến, một tên thanh y trung niên nam tử xuất thủ, một tay vồ xuống mà xuống, một đạo trăm trượng lớn nhỏ thanh nguyên thủ ngưng tụ, hướng mục phong chộp tới, uy lực mạnh, so thiên anh cảnh giới những cái kia hộ vệ mạnh mấy chục lần. Thiên cực phong lôi, mục phong sắc mặt nghiêm túc, gào thét lên tiếng, trong cơ thể màu xanh thiên cực phong lôi đã tuôn ra ba tầng dung nhập nguyên lực bên trong. Mục phong trong tay nhiều hơn một thanh tuyết trắng phổ thông lục giai thượng phẩm linh kiếm, cổ sát đã không thể dùng, lại dùng liền phải triệt để phế đi. Cuồng bạo vạn kiếp lôi nguyên lực hóa thành lôi đình phong bạo, Ngưng tụ thành một đạo màu xanh lôi đình kiếm trụ oanh kích mà ra. Oanh, bạo phong kiếm trụ đánh vào cái này nhất kiếp tiên nhân Thanh Nguyên thủ bên trên, không ngừng oanh kích ngăn cản Thanh Nguyên thủ uy lực. Ồ, cái này trung niên nam tử phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, cái này thiên anh cảnh giới hậu kỳ viên mãn tiểu tử, vậy mà có thể ngăn cản công kích của hắn. Hừ, theo sau hắn hừ lạnh một tiếng, mười thành công lực tồi động, Thanh Nguyên thủ uy lực bùng lên, đánh nổ bạo phong kiếm trụ. Mục phong thân thể nhanh lùi lại trốn tránh, bị tức cơ phản phệ một ngụm nghịch huyết phun ra. Âm ầm, hắn đứng thẳng đình viện, cho dù có trận pháp bảo hộ cũng bị thanh nguyên thủ bạo kích oanh sập. Thiên đằng võng, theo sau kia nhất kiếp tiên nhân lại một thước tiên pháp đẩy ra, nguyên lực ngưng tụ mấy ngàn nói dây leo, xen lẫn thành che thiên thanh lưới bao phủ xuống, bao trùm mục phong thân thể. Mục phong rút kiếm giận bổ, lôi đỉnh kiếm mang chấp động kiếm văn chi quang, ngàn mét kiếm mang bổ vào thanh đằng trên mạng, lại là không có có thể bổ ra thanh đằng lưới, linh kiếm này cuối cùng không bằng cổ sát sắc bén, thanh đằng lưới co vào mà xuống trực tiếp bọc lại mục phong thân thể mục phong bị gắt gao trói buộc chặt khốn thành một người thịt bánh trưng không toàn lực bộc phát chính mình một chút cường đại át chủ bài hắn hiện tại cuối cùng đánh bất quá một tên kiếp tiên cái này kiếp tiên người bắt lại mục phong sách trong tay bay thấp hướng về phía lâm phỉ nhi tiểu thư người bắt lấy cái này kiếp tiên người đem mục phong ném lăn tại lâm phỉ nhi trước người mục phong một cái cá chép nhảy đứng lên bình tĩnh nhìn phía lâm phỉ nhi ba thế nhưng là Lâm Phỉ Nhi vung tay chính là một cái bàn tay đánh vào Mục Phong trên mặt, Phong ca lại bị ăn một cái bàn tay. Mục Phong đôi mắt sắc bén bắt đầu, nhìn qua Lâm Phỉ Nhi, như là một đầu bị nhốt sói hoang. Lâm Phỉ Nhi bị Mục Phong nhãn thần thấy không khỏi trong lòng căng thẳng, phảng phất bị một đầu hung mãnh thái cổ hung thú để mắt tới, nhịn không được lui về sau hai bước. Ta sợ hắn làm gì, theo sau nàng cảm giác có chút khuất nhục, cắn răng tiến lên lại lần nữa muốn cho Mục Phong một cái bàn tay. Mục Phong hai chân lại là đột nhiên một khuất sông lên, một đầu đụng vào Lâm Phỉ Nhi mềm mại trên lồng ngực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1659, cấm nguyên khống chế. A, à, Lâm Phỉ Nhi một tiếng duyên dáng gọi to, bị Mục Phong cái này một đợt tao thao tác khiến cho trở tay không kịp, lại bị Mục Phong một đầu va chạm ngã trên mặt đất, bộ ngực kịch liệt đau nhức. Mục Phong trong miệng, trong nháy mắt sinh ra răng nhanh sắc bén, cắn một cái tại lâm phỉ nhi trên cổ, răng nanh đâm xuyên qua da cổ, máu tươi chảy xuôi tại trơn mềm trên da thịt, chỉ cần mục phong dùng thêm chút sức, răng nanh liền có thể triệt để đâm xuyên xương cổ, cắn nát cổ của đối phương. Tu la một ngụm răng nanh, cũng không phải bài trí, rào kim toái thiết, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Lâm phỉ nhi kiều hư, dọa đến không dám động đậy, nàng cảm thấy, mục phong răng liền để tại chính mình xương cổ vị trí, tùy thời có thể lấy đâm xuyên cổ họng của nàng. Tiểu thư, cái kia trung niên kiếp tiên cũng là biến sắc, vội vàng ra tay cứu viện. Hắn cũng không nghĩ tới, mục phong còn có thể vô sỉ như vậy. Tất cả chớ động, không phải ta lập tức cắn nát cổ họng của nàng. Mục phong linh thức truyền đến tiếng gầm, lâm mãng nâng lên một trường vẫn là bỗng nhiên ở giữa không trung Mà chung quanh bọn hộ vệ đều giấy ruộng đứng dậy, nhìn qua lâm phỉ nhi bị mục phong cắn cổ, đặt ở dưới thân, tư thái mập mờ, tựa như tại hôn lâm phỉ nhi cổ, bất quá, cái này hôn thế nhưng là có thể muốn mạng người kia đầy đặn mềm mại lồng ngực, cũng để tại mục phong trên lồng ngực. Ngươi, ngươi muốn làm gì dâm tặc vô sỉ, thả ta ra. Lâm Phỉ Nhi nổi giận nói, có lầm hay không, ta từ khi trên trời rơi xuống đến các ngươi liền công kích ta, người nào dâm ngươi. Mục phong yết hầu gầm nhẹ, Lâm Phỉ Nhi máu tươi chảy xuôi vào cổ họng của hắn bên trong. Hắn đầu lưỡi liếm láp Lâm Phỉ Nhi cổ, không cho vết thương khép lại, Lâm Phỉ Nhi sắc mặt ửng đỏ, cổ lại đau lại ngứa. Mà chung quanh càng nhiều bọn hộ vệ vọt vào, gặp một màn này đều là trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp tiểu thư nhà mình, dưới ban ngày ban mặt lại bị một tên tiểu tử cắn cổ, ấn trên mặt đất. Tiểu tử, thả ra chúng ta tiểu thư, sự tình gì đều dễ nói. Lâm mãng chịu đựng lửa giận bình tĩnh nói, ngươi, giải khai ta trên người khốn võng, mục phong lạnh lùng truyền âm, hai tay của hắn cùng thân thể còn tại bị bao khỏa tại thuật trong lưới, hành động bị hạn chế. Lâm mãng sắc mặt lạnh lùng, không có động thủ, nhanh, không phải ta lập tức cắn nát cổ của nàng mục phong quát lạnh nói giang dùng sức hai điểm lâm phỉ nhi hô hấp khó chịu mãng thúc nghe lâm phỉ nhi khó chịu thanh âm lâm mãng nghiến răng nghiến lợi chỉ có thể giải khai mục phong trên người khốn võng biến thành nguyên lực tán loạn mục phong hai tay giải phóng vội vàng nhả ra đồng thời dùng tay nắm ở lâm phỉ nhi cổ đứng dậy cầm lâm phỉ nhi làm con tin đều tránh ra cho ta ta muốn rời khỏi nơi này rời đi nơi này ta tự nhiên thả nàng mục phong lạnh lùng nói liếm môi một cái bên trên máu tươi lâm mãng âm trầm nói tiểu tử chúng ta tam tiểu thư xảy ra chuyện gì ta sẽ để cho ngươi thiên đao vạn quả mà chết tránh ra cho ta hắn vung tay lên chung quanh nhóm lớn lâm ra bọn hộ vệ tránh ra một con đường mục phong cưỡng ép lấy lâm phỉ nhi theo chỗ cửa lớn đi ra hừ đến ta lâm ra nháo sự cũng không nhìn một chút địa phương mà lúc này một đạo tiếng ngừ lạnh truyền vào mục phong não hải theo sau một cỗ cường đại lực lượng linh hồn một nháy mắt đánh vào mục phong linh hải bên trong kia một tiếng hừ chữ, quanh quẩn tại mục phong trong đầu, kinh lôi nổ vang, hóa thành kỳ lạ linh hồn sóng âm quanh quẩn, chấn động mục phong linh hồn. Ông, mục phong trong đầu, vang lên từng đợt vù vù âm thanh, linh hồn bị chấn động, vậy mà kém chút đã mất đi ý thức, mắt tối sầm lại. Bạch, một thân ảnh, nhanh như thiểm điện xuất hiện ở mục phong trước người, tiện tay một kích oanh ra. Bành, một cố cường hãn tiên nguyên lực đánh vào mục phong trên thân thể, mục phong thân thể tựa như một cái phá bao cát, bị đánh bay mà ra, thổ huyết quảng đâm vào trên cửa chính. Một tên người mặc trường sa xa màu xanh, nhìn qua tựa như 50 tuổi trung niên nhân nam tử đứng ở cổng, vội vàng che lại lâm phỉ nhi, trên thân phun trào khí thế đáng sợ. Cái này rõ ràng là một tên tu vi cường đại bát kiếp tiên nhân. Lâm hàn trưởng lão, bọn hộ vệ liền vội vàng hành lễ, có người đi đem mục phong lại lần nữa tóm lấy. Cha, lâm phỉ nhi càng là ôm lấy cái này trung niên nam tử, ủy khuất thút thít. Mục phong bị hai tên hộ vệ áp lấy, Linh đao gác ở trên cổ, lạnh lẽo nhìn qua cái kia trung niên nam tử, trong cơ thể ngũ tạng cũng bị chấn thương. Cái này trung niên nam tử Lâm Hàn nhìn qua Mục Phong, cau mày nói, tiểu tử, ngươi là ai làm sao lại xuất hiện tại ta Lâm gia? Ta làm sao biết đây là các ngươi cái gì Lâm gia? Ta lúc đầu tại trên trời bay hảo hảo, lại đột nhiên rơi vào các ngươi Lâm gia, sau đó một đám người liền lên đến vây công ta. Mục Phong lạnh lùng nói, nhìn qua cái này bắt kiếp tiên nhân, không có chút nào lòng kính sợ, tốt xấu chính mình cũng từng giết không ít kiếp tiên, mặc dù đều là bật hách mượn dùng Nguyệt Nhi cùng cổ sát lực lượng. Lâm Hàn cùng chung quanh bọn hộ vệ sướng sờ, có chút không biết nên khóc hay cười, tiểu tử này, không phải là không biết Lâm ra trên không có cấm bay pháp trận A. Bất kể như thế nào, người sông ta Lâm ra, làm tổn thương ta nữ nhi, chính là tội chết. Lâm Hàn lạnh lẽo nói, người tới, kéo ra ngoài chặt, hai tên hộ vệ lôi kéo Mục Phong liền đi ra ngoài, Mục Phong trong lòng một trận, chuẩn bị bại lộ át chủ bài liều chết một trận chiến. Chờ chút, mà lúc này Lâm Phỉ Nhi đột nhiên mở miệng, cổ nàng bên trên vết thương đã có thị nữ dùng băng gạc giúp hắn băng bó kỹ. Lâm Phỉ Nhi lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, nói cha, đem cái này tiểu tử giao cho ta, hắn dám đối ta vô lễ, dạng này giết hắn lợi cho hắn quá rồi, ta muốn nhường hắn sống không bằng chết. Tốt à, ha, vậy ngươi cẩn thận một chút, cho hắn ăn vào cấm nguyên đan cùng gai mộc đan. Lâm Hàn gật đầu, một cái thiên anh cảnh giới tiểu tử, Khống chế phía dưới lật không nổi cái gì gợn sóng. Lâm Phỉ Nhi lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, mang đến trên sảnh. Hộ vệ áp lấy Mục Phong, áp đi trong sảnh, đi vào trong sảnh, Lâm Phỉ Nhi lấy ra hai viên đan dược, nắm vuốt Mục Phong miệng, một quyền đánh vào Mục Phong trên bụng, Mục Phong bị đau há miệng, đan dược suốt vào Mục Phong trong miệng. Trong đó một cái đan dược biến thành một cố cường đại dược lực tuôn ra, vậy mà phủ kín Mục Phong 12 đầu nguyên mạch, nguyên lực không cách nào thông hành. Cấm nguyên đan một loại giam cầm tu vi đan dược. Còn có một cái đan dược, biến thành một cỗ kỳ lạ dược lực màu xanh bọc lại mục phong tu la tâm, dược lực màu xanh vậy mà biến thành màu xanh trông gai đằng mục bao khỏa tu la tâm, phảng phất tùy thời có thể lấy đâm xuyên tu la tâm. Mục phong linh thức tự nhiên có thể dò xét đến đây hết thảy, trong lòng cảm giác nặng nề, một loại khác đan dược, hẳn là dùng để khống chế người sinh tử thủ đoạn, cùng hồng liên trùng ấn không sai biệt lắm. Lâm Phỉ Nhi ngồi ở ghế ngọc bên trên, nhếch lên chân bắt chéo, theo sau tâm niệm vừa động. À, Mục Phong một tiếng hết thảm, Tu La tâm một trận đau đớn, túi kia khỏa Tu La tâm gai một co vào, từng đạo bén nhọn gai nhọn đâm vào Tu La trong lòng. Kia đâm tâm thống khổ, kích thích Mục Phong mỗi một đạo thần trải qua, bất quá Tu La sinh lòng ra từng mảnh từng mảnh máu vảy, chặn lại gai nhọn, thống khổ nới lòng rất nhiều. Xú nhà đầu, người cho ta ăn cái gì? Mục Phong đỏ lên hai con ngươi, nhìn qua Lâm Phỉ Nhi gầm nhẹ nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.